anh cũng chưa ngủ mà. Ừ, anh đang có chuyện phải suy nghĩ. Em cũng thế. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng và hơi động người. Cô hơi cuộn lại dựa vào lòng hắn. Chiếc áo ngủ dày giống như lớp chống lửa vậy, Triệu Quốc Đống vẫn như bình thường vỗ vỗ vai cô ra hiệu ngủ đi. Biểu hiện hôm nay của Lưu Nhược Đồng khá quái lạ. Cô xoay người, dựa sát lưng vào ngực hắn, điều này làm hắn có chút buồn bực. Bầy tay khẽ lướt xuống đụng phải tấm lưng trần của cô. Lưu Nhược Đồng đi ngủ không quen mặc áo lót, mặc dù nằm bên Triệu Quốc Đống thì cô cũng như vậy. Triệu Quốc Đống khẽ chạm vào làm hai người vô thức giật mình nhưng lập tức có phản ứng là không ai cố ý. Xin lỗi. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nói. Lưu Nhược Đồng chỉ khẽ lắc đầu. Tóc chạm vào cổ làm Triệu Quốc Đống hơi ngứa. Một tình cảm khác lạ tràn ngập trong phòng. Hai tay hắn vô thức đưa xuống eo thon của Lưu Nhược Đồng. Lưu Nhược Đồng chỉ thấy một ngọn lửa từ sau lưng chạy thẳng vào trái tim cô. Người cô hơi nghiêng sang bên, hai mắt sáng bừng nhìn hắn. Điều này làm hắn rất xấu hổ. Tay đang định lui về thì hắn thấy Lưu Nhược Đồng đột nhiên nhắm mắt lại, môi khẽ vểnh lên, thở hổn hển, má đỏ bừng. Hắn ôm chầm cô vào lòng, sau đó hai bên hôn nhau. Đến khi tay hắn đưa vào áo ngủ của cô thì Lưu Nhược Đồng mới tỉnh táo lại. Cô vội vàng ngăn đối phương lại. Quốc Đống, đừng mà. Mặt Lưu Nhược Đồng nóng như lửa. Sao thế Nhược Đồng? Triệu Quốc Đống cũng tỉnh táo lại đôi chút. Em cảm thấy mình chưa chuẩn bị tư tưởng. Vừa nãy đã là cực hạn của em. Xin lỗi. Lưu Nhược Đồng xấu hổ làm Triệu Quốc Đống thấy nóng lên trong lòng. Xin lỗi, là do anh đường đột. Lưu Nhược Đồng có thể cảm nhận được yêu cầu của mình là hơi quá, nhưng cô đúng là chưa chuẩn bị gì về tâm lý cả. Có lẽ vừa nãy chỉ do tình cảm bộc phát mà thôi. Cô còn cần cẩn thận suy nghĩ mới được. Thấy Lưu Nhược Đồng muốn nói lại thôi, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Đi đến bước này mà còn nói chưa chuẩn bị tư tưởng, đây không phải làm khó hắn sao? Nhưng hắn cũng có thể hiểu cho cô, nhân lúc này mà chiếm lấy cô, hắn cũng không thấy có gì đáng tự hào. Không sao đâu, em ngủ đi. Lưu Nhược Đồng có chút cảm kích nghiêng người nằm vào trong lòng hắn. Triệu Quốc Đống cũng không ra vẻ gì mà tùy ý đặt tay lên eo cô, như vậy có thể làm cô được yên ổn. Bộ muốn tổ chức cuộc hội thảo về thiết bị ngành điện và các ngành sản xuất liên quan trong phạm vi cả nước. Năm trước văn phòng bộ cũng đã lộ thông tin, bây giờ có mấy tỉnh muốn gánh vác. Đến hôm nay văn phòng bộ đã nhận được công văn của 3 tỉnh gửi tới. Đây là văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên cùng với Sở Năng lượng gửi lên. Bọn họ fax tới trước, có lẽ rất nhanh công văn chính thức sẽ tới bộ. Vừa nãy tôi có liên lạc với Giám đốc Ngô, Sở Năng lượng An Nguyên về việc này. Y nói thị xã Ninh Lăng của An Nguyên đang tích cực tranh thủ hội nghị này, muốn tổ chức chung hội nghị này với hội nghị thu hút đầu tư. Tạ Khoa biết vị cục trưởng Triệu này trước đây đã làm ở Ninh Lăng, An Nguyên. Hơn nữa nghe nói trụ sở thiết bị ngành điện Ninh Lăng cũng có phần công sức không nhỏ của Triệu Quốc Đống. Hiện nay trụ sở này có danh tiếng ở Trung Nam và Tây Nam, thành ngành trụ cột của thị xã. An Nguyên muốn tổ chức hội nghị này chính là củng cố địa vị ngành này ở Ninh Lăng, mở rộng danh tiếng của Ninh Lăng tạo xu thế thu hút đầu tư. Ồ, không ngờ một hội nghị lại có người tranh đoạt cơ đó. Triệu Quốc Đống cười nói. Đây là việc tốt, nói rõ chính quyền địa phương rất coi trọng tương lai ngành năng lượng. Tính tích cực này cần bảo vệ. Nhưng mà cục trưởng, việc này rơi vào nhà ai cũng khó xử. Tôi đoán đám người cục điện lực cũng không rõ ràng. Có gì phải đắn đo chứ? Nơi nào có điều kiện thích hợp nhất, đảng ủy, chính quyền địa phương nơi nào chú trọng nhất, nơi nào có tương lai phát triển nhất thì tôi thấy nên đặt ở đó. Triệu Quốc Đống không cho là đúng nói. Đám người cục điện lực chẳng lẽ định kiếm trác từ việc này? Xem tỉnh nào có thành ý đưa qua. Hay là cho bọn họ điều kiện đãi ngộ tốt sao? Chẳng lẽ cục trưởng Trần lại chú trọng việc này sao? Ha ha, cục trưởng, ngài không nghĩ đến cái này nhưng không có nghĩa cục khác không nghĩ. Cục điện lực cũng là cục rất quan trọng, người trong cục đi đến đâu đều được nịnh nọt mà. Các thắng cảnh du lịch ở Trung Quốc này có nơi nào bọn họ nói chưa đi qua cơ chứ? Tạ Khoa cười ha hả nói. Đây có lẽ là thói quen xấu của các bộ trung ương. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Anh đi họp không sao, nhưng anh cần phải có mục tiêu làm việc. Mở một cuộc hội nghị có thể tạo ra tác dụng nhất định, đừng có mà không có việc gì lại tổ chức hội nghị để đi chơi, giải trí, tăng gánh nặng cho địa phương. Như vậy sẽ khiến bên dưới oán thán. Tôi coi thường kẻ như vậy. Tạ Khoa nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy mà không khỏi rùng mình. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại nói sắc bén đến thế.
Bình thường tuy nói Triệu Quốc Đống khá hòa hợp với người trong cục, y và Trử Hồng Sinh nói chuyện cùng thấy cũng khá ôn hòa. Nhưng chỉ từ mấy lời này có thể thấy vị cục trưởng Triệu không hề thiếu sự sắc bén, cứng rắn. Cục trưởng nói đúng, bây giờ lãnh đạo bộ còn chưa nói, vậy mà không ít người trong các cục lại thấy mình hơn người ta, bên dưới có việc nhờ chúng ta cho nên tạo thành thói quen xấu. Ai cũng nói muốn chỉnh đốn tác phong làm việc nhưng tôi thấy nên bắt đầu từ điểm này. Tạ Khoa nói hùa theo. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Tạ Khoa này mặc dù chưa chắc đã nói đúng suy nghĩ nhưng cũng là kẻ thức thời, biết chừng mực, chuyện gì cũng có thể làm, biết việc gì cần làm trước, làm sau. Quyển 12, chương 104. Điện thoại di động vang lên, nhìn số máy mà đã lâu không liên lạc, Triệu Quốc Đống có chút xúc động. Hắn khẽ lắc đầu ấn phím nghe. Bí thư Hoàng, chào ngài. Ha ha, cục trưởng Quốc Đống, xem ra khoảng cách không ăn mòn quan hệ của chúng ta. Công việc có tốt không? Hoàng Lăng cười ha hả nói. Bí thư Hoàng, nhờ phúc của ngài nên vẫn tốt. Triệu Quốc Đống cũng biết sao Hoàng Lăng lại gọi tới. Quốc Đống, cậu đến bộ cũng cần phải giúp đỡ quê hương thứ hai của mình chứ. Ninh Lăng là nơi cậu trưởng thành. Nhìn cậu đó, đến Hoài Khánh tôi không nói, vậy mà không hề về. Cậu còn có thể nói là cùng ở trong tỉnh, chỉ là đơn vị anh em. Nhưng bây giờ lên bộ, cậu đã là lãnh đạo bộ còn không xuống dưới xem một chút, quan tâm đồng nghiệp và cấp dưới thì không ổn đớ. Trong giọng Hoàng Lăng lộ ra một phần thân thiết, mặc dù có lời oán giận nhưng ai cũng nghe ra được lời khen trong đó. Cái này, bí thư Hoàng nói gì vậy? Tôi đâu có là lãnh đạo bộ gì chứ? Đều là tôi số khổ, tôi mới tới bộ vài tháng, hơn nữa lại là cuối năm nên rất nhiều chuyện, không thể đi đâu được. Xin lỗi. Triệu Quốc Đống nói, Hoàng Lăng không chủ động nói thì hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Ha ha, lãnh đạo dù bận đến đâu cũng phải chú ý chút mới được chứ. Quốc Đống, lúc nào đến Ninh Lăng xem một chút, suối nước nóng Hoa Lâm đã toàn diện xây dựng xong, điều kiện tốt hơn trước nhiều. Công ty Tinh Lãng đã chính thức niêm yết lên thị trường chứng khoán, cậu lúc ở Hoa Lâm là người chủ trương thành lập khu du lịch. Huyện Hoa Lâm chỉ nắm giữ cổ phần của công ty Tinh Lãng khiến hàng năm thu được không ít tài chính đó. Hoàng Lăng vẫn rất nhiệt tình nói. Cậu về Ninh Lăng coi như áo gấm về nhà, cảm giác sẽ khác. Bí thư Hoàng quá khách khí rồi. Chỉ cần ngài gọi, tôi có thể không về sao. Có cơ hội tôi nhất định sẽ về. Ninh Lăng cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp, chỉ cần có thời gian là tôi lập tức về ngay. Triệu Quốc Đống lập tức đáp ứng. Bây giờ không phải có cơ hội sao? Trong bộ định tổ chức cuộc hội thảo thiết bị ngành điện và ngành sản xuất liên quan, vừa lúc Ninh Lăng cũng muốn tổ chức hội nghị thu hút đầu tư. Trụ sở thiết bị ngành điện của Ninh Lăng cũng có chút danh tiếng ở mấy tỉnh An, Tương, Kiềm. Ngành này vẫn là trụ cột chính của Ninh Lăng chúng ta, mấy năm nay phát triển rất nhanh. Nếu như tổ chức hội thảo này ở Ninh Lăng chúng ta, Quốc Đống, cậu thấy có phải vẹn cả đôi đường không? Ha ha, đương nhiên là việc tốt. Chuyện này bộ chưa xác định. Theo tôi biết ngoài Ninh Lăng ra còn có mấy tỉnh đang tranh thủ hội nghị này. Triệu Quốc Đống cũng không vòng vo mà nói thẳng. Ninh Lăng có ưu thế nhưng thiếu là nằm ở chỗ không phải tỉnh thành. Hơn nữa tổng GDP và địa vị kinh tế hơi kém một chút. Bộ có thể cân nhắc sức ảnh hưởng của ngành sản xuất này, có lẽ sẽ chọn thành phố có sức ảnh hưởng lớn hơn. Tổ chức ở thành phố lớn có sức ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển ngành này sao? Lý nào lại như vậy? Hoàng Lăng lớn tiếng nói. Nếu là tổ chức cuộc hội thảo phát triển ngành năng lượng thì đương nhiên là nên chọn nơi có tính đại biểu mới được. Ninh Lăng chúng ta lấy thiết bị ngành điện và tài liệu chế tạo làm trụ cột, trong thị xã tập trung nhiều công ty điển hình trong ngành, theo lý đương nhiên chọn Ninh Lăng là tốt nhất. Quốc Đống, ở điểm này cậu cần phải tranh thủ một chút với lãnh đạo cho Ninh Lăng mới được. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, Hoàng Lăng này không phải nói quá lớn sao, coi mình có địa vị quan trọng như vậy ư. Hắn cùng lắm chỉ đưa ra ý kiến khi văn phòng bộ và cục điện lực hỏi mà thôi. Bí thư Hoàng, nếu như Ninh Lăng thật sự muốn tranh thủ hội nghị này thì tôi đề nghị ngài nên phái người cùng người trên tỉnh đi tới bộ, có thể trình bày tầm quan trọng của hội nghị với Ninh Lăng. Đương nhiên cũng bao gồm việc thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chuẩn bị như thế nào để đảm bảo hội nghị thành công. Hoàng Lăng được Ninh Pháp đánh giá cao. Ninh Pháp rất hài lòng với cách làm táo bạo, dứt khoát của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng. Nhất là vấn đề khó khăn khi cải cách công ty nhà nước vẫn luôn được Hoàng Lăng đẩy mạnh. Mặc dù dẫn tới không ít tranh luận nhưng đều được tỉnh tỏ thái độ ủng hộ. Nếu như hắn đoán không sai thì Hoàng Lăng sớm được trên tỉnh khảo sát, khóa sau có thể thành phó chủ tịch tỉnh,
cũng có lời đồn y đến Nguyên Châu đảm nhiệm bí thư thị ủy, thậm chí có khả năng tiến vào thường vụ tỉnh ủy. Hoàng Lăng bên kia trầm ngâm một chút rồi cười phá lên nói. Được, Quốc Đống, Hoàng Lăng tôi cảm thấy cậu thật tình giúp Ninh Lăng. Cậu nói có lý, tôi sẽ tìm lãnh đạo liên quan báo cáo công việc, cũng sẽ phái người lên bộ. Chẳng qua cậu cũng phải nói giúp Ninh Lăng chúng ta đó. Lúc ấy khi Ninh Lăng tranh thủ được hội nghị thì cậu là cục trưởng cũng có thể tới chỉ đạo công việc mà. Được, chỉ cần bí thư Hoàng gọi là tôi nhất định về. Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói. Cứ quyết định như vậy đi, chúng ta dùng rượu luận anh hùng, không say không về. Hoàng Lăng lớn tiếng nói rồi dập máy. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và khẽ lắc đầu. Hoàng Lăng này quá tự tin, ngay cả Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy mình không bằng. Hoàng Lăng có quyền quyết định tuyệt đối ở Ninh Lăng, mặc dù là do lãnh đạo chủ yếu ủng hộ nhưng cũng có quan hệ lớn đến tác phong làm việc của y. Ở điểm này thật ra khá giống hắn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vưu Liên Hương tìm hiểu tình hình. Vưu Liên Hương nhận được điện của Triệu Quốc Đống mà khá vui vẻ. Năm nay bởi vì mấy người đều có việc nên không thể tụ tập lại, nhưng cũng đều gọi điện hỏi thăm. Nghe thấy Triệu Quốc Đống hỏi về hội nghị kia, Vưu Liên Hương cũng nói cho Triệu Quốc Đống biết sợ rằng Hoàng Lăng sẽ bố trí Trung Dược Quân lo việc này. Hạng mục trạm phát điện lần trước Trung Dược Quân rút về trước làm Hoàng Lăng rất khó chịu. May là chuyện sau đó đã làm xong, nếu không với tính của Hoàng Lăng thì Trung Dược Quân nhất định không có ngày yên ổn. Mặc dù là như vậy nhưng trong hội nghị thường vụ thị ủy, Hoàng Lăng vẫn ám chỉ tác phong làm việc của lãnh đạo không đúng, gặp khó khăn là trốn. Đây tất nhiên là nhắc nhở Trung Dược Quân, cũng may Trung Dược Quân giỏi nhịn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu qua về tình hình phát triển ngành thiết bị điện của Ninh Lăng 2 năm qua. Ngành này dưới sự thúc đẩy của Hoàng Lăng nên phát triển khá nhanh. Đã có vài chục công ty lục tục tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, cũng có một bộ phận nhỏ tiến vào khu công nghiệp Lâm Cảng quận Tây Giang. Phải nói Ninh Lăng đúng là đủ điều kiện cơ bản gánh vác hội nghị này. Chẳng qua Ninh Lăng chỉ là thị xã, GDP thấp, kém quá xa so với thành phố Duyên Hải, điều này không dễ để thay đổi. Đương nhiên điều kiện này cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu nằm ở quyết định của lãnh đạo bộ mà thôi. Hoàng Lăng nếu đã nhờ thì Triệu Quốc Đống cũng quyết định giúp một chút. Mặc dù Hoàng Lăng có vấn đề nhưng Triệu Quốc Đống phải thừa nhận đối phương làm không ít việc ở Ninh Lăng, nhất là vì công việc mà không tiếc làm mất lòng người khác. Chỉ riêng can đảm đẩy mấy công ty nhà nước lớn của Ninh Lăng ra nền kinh tế thị trường, đó là điều không phải ai cũng làm được. Đương nhiên nó cũng mang lại không ít tác dụng phụ, đến bây giờ công nhân mất việc của vài công ty vẫn thường xuyên vây quanh trụ sở chính quyền thị xã. Mấy năm thư chí cao làm phó thị trưởng đã bị làm phiền không ít. Có thể làm được gì đó cho nơi mình đã làm việc là đương nhiên, cho dù Hoàng Lăng không nhờ thì Triệu Quốc Đống cũng dự định giúp Ninh Lăng một phen. Quyển 12, chương 105. Hội nghị đảng ủy bộ hôm nay chủ yếu xác định xem tổ chức cuộc hội thảo ở đâu. Phó Bộ trưởng Dương Thần chủ trương tổ chức ở Hàng Châu, nhưng Phó Bộ trưởng phụ trách cục điện lực, Lưu Nham lại đề nghị tổ chức ở Ninh Lăng. Bởi vì Lưu Nham hiện đang chủ trì công việc ở Tập đoàn Quốc điện nên ý kiến của y được coi trọng hơn. Hơn nữa hai người Hoàng Lăng, Trung Dược Quân và Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh An Nguyên, Nhâm Vi Phong cũng tự mình lên Bắc Kinh gặp tất cả lãnh đạo bộ. Ninh Pháp cũng tự mình gọi cho Thái Chánh Dương. Hội nghị đảng ủy bộ mặc dù có tranh luận nhưng cuối cùng vẫn do Thái Chánh Dương quyết định, xác định tổ chức cuộc hội thảo ở Ninh Lăng, An Nguyên. Đầu tháng 3, vụ án ở Tập đoàn Quốc điện về cơ bản đã điều tra xong. Hội nghị đảng ủy bộ sau khi nghiên cứu và được Quốc vụ viện đồng ý đã quyết định do Đồng Minh Đường làm phó bí thư đảng ủy, tổng giám đốc Tập đoàn Quốc điện. Nguồn chánh văn phòng bộ, Mã Cương làm bí thư đảng ủy Tập đoàn Quốc điện. Theo Triệu Quốc Đống biết lúc đầu Thái Chánh Dương định để Mã Cương làm tổng giám đốc Tập đoàn Quốc điện. Mã Cương từ Ủy ban Kinh tế thành phố An Đô đi theo Thái Chánh Dương tới bây giờ, nhân phẩm cũng được, quan hệ rộng ở bộ. Nhưng Mã Cương lại chưa phụ trách quản lý kinh doanh một tập đoàn nào cả. Ở điểm này nếu muốn làm tổng giám đốc Tập đoàn Quốc điện thì đúng là khó khăn. Nhất là bây giờ Tập đoàn Quốc điện đang khá hỗn loạn, cần một người giỏi nghiệp vụ giơ cao ngọn cờ, không ngừng ổn định tình hình Tập đoàn Quốc điện. Hơn nữa còn muốn đẩy mạnh Tập đoàn Quốc điện phát triển. Dương Thần đề cử bí thư đảng ủy Tập đoàn Hoa Năng đến phụ trách nhưng Thái Chánh Dương căn bản không tính tới người này. Ai làm tổng giám đốc Tập đoàn Quốc điện cũng có tranh luận rất lớn. Chuyện vốn hy vọng quyết định vào cuối năm trước nhưng đã phải kéo sang năm nay. Đợt Tết Triệu Quốc Đống đã dẫn Đồng Minh Đường đến nhà Thái Chánh Dương một lần. Theo Triệu Quốc Đống thấy Đồng Minh Đường đáng để giúp.
Đồng Minh Đường cũng đã nói ra quan điểm của mình với Thái Chánh Dương, sơ bộ được Thái Chánh Dương đồng tình. Hơn nữa Đồng Minh Đường cũng là người thông minh, biết Thái Chánh Dương không thích vòng vo nên y chỉ nói khá đơn giản và cụ thể suy nghĩ của mình trong công việc, rất hợp ý Thái Chánh Dương. Mặc dù Thái Chánh Dương không tỏ thái độ gì nhưng theo Triệu Quốc Đống hiểu về Thái Chánh Dương thì đây là dấu hiệu tán thành. Đồng Minh Đường thông minh nhất là đến tay không, ngay cả trẻ cũng không mang theo. Đương nhiên Triệu Quốc Đống biết Thái Chánh Dương không thể vì việc mình dẫn Đồng Minh Đường tới nhà y mà khiến y quyết định để Đồng Minh Đường làm tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện. Đồng Minh Đường làm nhiều năm ở mấy tập đoàn thì cũng có các mối quan hệ khác. Chỉ là muốn qua được cửa của Thái Chánh Dương cần có người xúc tiến. Đồng Minh Đường vốn lo nhất chính là Thái Chánh Dương căn bản không cho y cơ hội thể hiện quan điểm của mình. Nếu bây giờ đã đạt được thì các công việc khác cũng dễ hơn nhiều. Mã Cương làm bí thư đảng ủy tập đoàn Quốc Điện coi như lên chức một bậc. Dù sao y cũng đã thành cấp phó bộ trưởng. Mã Cương đã trên 55 tuổi, vì thế muốn đạt cấp bộ trưởng là khó khăn. Hơn nữa sau này Thái Chánh Dương rất có thể xuống địa phương, cho nên Mã Cương cũng hài lòng khi Thái Chánh Dương đề bạt mình làm cấp phó bộ trưởng. Lão Đồng, hội nghị ở Ninh Lăng thì tập đoàn anh ai sẽ đi? Triệu Quốc Đống gắp miếng cá bỏ miệng và thuận miệng nói. Cậu biết tôi không thể đi được mà, tập đoàn bao nhiêu việc chờ xử lý, tôi và Lão Mã vừa lên, Lão Mã lại ở trên bộ nên không quen tình hình, trong thời gian này về cơ bản do tôi phụ trách, hơn nữa chỉnh đốn nội bộ tập đoàn cũng cần thời gian. Có lẽ không được thì chỉ còn cách bảo Lão Mã đến Ninh Lăng thôi. Đồng Minh Đường cười nói. Sao, vẫn quan tâm Ninh Lăng như vậy sao? Chẳng lẽ cậu còn muốn đi sao? Hội nghị này nhiều lắm cậu bố trí phó cục trưởng đi là đủ rồi. Tôi từ Ninh Lăng đi ra, lãnh đạo thị xã chẳng những gọi điện thoại đến mời, mà lúc trước cũng đến bộ nói chuyện với tôi. Tôi có thể không đi được sao? Vậy không bị người ta mắng chết sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nói thật tôi cũng muốn về xem một chút. Sau khi Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy, Ninh Lăng phát triển rất nhanh, ngành thiết bị điện đã thành trụ cột của kinh tế Ninh Lăng. Phát triển nhanh là đúng, nhưng sự phát triển của Ninh Lăng còn có vấn đề. Đồng Minh Đường suy nghĩ một chút rồi nói. Năm ngoái tôi đã tới Ninh Lăng thì thấy mặc dù có không ít công ty ngành điện tiến vào, cũng có công ty lớn nhưng tổng thể mà nói sản phẩm chủ yếu nằm ở dây cáp điện, máy biến thế, điện trở. Rất nhiều sản phẩm của các công ty có tính khoa học kỹ thuật thấp. Khả năng nghiên cứu, đổi mới sản phẩm còn thiếu và chưa coi trọng. Đương nhiên đây là bệnh chung của các công ty tư nhân. Nhưng tôi đoán nó sẽ thành sự hạn chế phát triển của các công ty. Đồng Minh Đường là người trong nghề nên y vừa nói đã làm Triệu Quốc Đống hiểu ra vấn đề. Năm ngoái tôi đã đến thị sát mấy công ty của Ninh Lăng, cũng đã trao đổi với lãnh đạo phụ trách của Ủy ban thị xã Ninh Lăng, nhắc bọn họ chú ý điểm này. Giám đốc các công ty cũng nhận ra điều này nhưng muốn thay đổi là không dễ. Nhất là việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới trong thời gian ngắn không thấy được hiệu quả. Đồng Minh Đường nói tiếp. Tôi còn tưởng mấy năm nay Ninh Lăng có cục diện tốt, không ngờ lại có tồn tại. Triệu Quốc Đống cười nói. Một thị xã lớn như vậy, dính tới nhiều vấn đề thì sao tốt đẹp hết được. Ninh Lăng coi như cũng được, một thị xã khó khăn, hẻo lánh như vậy mà mấy năm đã biến hóa lớn đến thế là không dễ. Triệu Quốc Đống cũng thừa nhận lời Đồng Minh Đường nói là đúng. Ninh Lăng trước xếp thứ hai, ba từ dưới lên của tỉnh An Nguyên, bây giờ đã tiến lên nhóm thứ ba, đã bắt đầu phát động thế công với nhóm hai. Đây là điều không dễ đạt được. Tôi đương nhiên hy vọng nơi tôi từng làm việc phát triển càng lúc càng nhanh. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng nói. Được rồi Quốc Đống, cậu đừng thở dài. Theo tôi biết biểu hiện của cậu ở bộ được lãnh đạo trung ương ấn tượng đó. Đồng Minh Đường cười nói. Anh lại nghe tin đồn thổi gì đó hả? Triệu Quốc Đống không cho là đúng nói. Ha ha, việc này cậu không cần quan tâm. Trong lòng cậu và tôi đều hiểu mà. Vài hôm nữa Phó Thủ tướng Lục đi sang bốn nước, cậu có đi không? Đồng Minh Đường cười nói. Ồ, anh cũng sẽ đi sao? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Tôi không đi mà được sao, bộ muốn tập đoàn Quốc Điện ra nước ngoài. Bốn nước đều có hạng mục cần hợp tác, chuyện trong nhà dù bận cũng phải phục tùng lệnh của bộ mà. Nghe nói lãnh đạo điểm danh cậu đi đó. Đồng Minh Đường cũng có chút hâm mộ Triệu Quốc Đống. Y có thể làm tổng giám đốc tập đoàn Quốc Điện mặc dù cũng nhờ Triệu Quốc Đống giúp, nhưng y cũng có quan hệ của mình. Một người bạn ở văn phòng quốc phụ viện vô tình nói lãnh đạo trung ương coi trọng biểu hiện của bộ năng lượng.
trong năm nay Thái Chánh Dương nhất định sẽ xuống tỉnh nào đó làm bí thư, chẳng qua chưa xác định đi đâu mà thôi. Hơn nữa đối phương còn nhắc tới một ít cán bộ trẻ tuổi của Bộ Năng lượng được lãnh đạo Quốc vụ Viện khen có đầu óc rõ ràng, quan điểm mới mẻ độc đáo. Cán bộ được lãnh đạo Quốc vụ Viện khen có thể nói người này có tương lai vô hạn. Đồng Minh Đường có thể khẳng định cán bộ trẻ tuổi đó là Triệu Quốc Đống. Lãnh đạo các cục có thể nói là trẻ ở Bộ Năng lượng chỉ có mình Triệu Quốc Đống. Quyển 12, chương 106. Triệu Quốc Đống mơ hồ biết Đồng Minh Đường chỉ ai. Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang có hứng thú với quan điểm của hắn, nhưng không đến mức như Đồng Minh Đường khen. Đầu óc chính trị rõ ràng, câu này chỉ dành cho lãnh đạo cấp trên mà thôi. Cuộc đến bốn nước Nam Á thì hắn cũng biết, Thái Chánh Dương cũng đã nói cho hắn về việc này. Mặc dù chính là tăng cường trao đổi chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự giữa các nơi, chú trọng chính ở mảng công nghiệp, nguồn năng lượng, giao thông, phương tiện trụ cột. Ví dụ như đẩy mạnh các hạng mục hợp tác về công nghiệp, giao thông, nguồn năng lượng, phương tiện trụ cột với Pakistan cùng Myanmar. Về phần Sri Lanka cùng Bangladesh, các Trung Quốc cũng có công ty tới đó đầu tư. Khu vực Nam Á từ trước đến giờ luôn là khu vực trọng điểm trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Nhất là hai nước Pakistan cùng Myanmar luôn là đồng minh của Trung Quốc. Mà quan hệ của Trung Quốc với Sri Lanka cùng Bangladesh cũng càng lúc càng phát triển, hợp tác kinh tế cũng dày đặc hơn. Điều này khiến khu vực Nam Á trở thành trọng điểm ngoại giao của Trung Quốc. Đương nhiên đây cũng là chính sách chiến lược để nhằm vào Ấn Độ. Cảng Wada trước chỉ là một làng chài ở Pakistan, nhưng vị trí địa lý ở đây có tính chiến lược cao, đặc biệt thích hợp xây dựng cảng nước sâu. Nó cũng rất gần một đối tác năng lượng quan trọng khác của Trung Quốc là Iran. Hai năm trước Bộ Năng lượng đã đưa ra chiến lược chính là muốn thông qua Pakistan để thành lập con đường năng lượng nối liên từ Ấn Độ Dương tới Tân Cương. Sau đó cùng con đường từ Kazakhstan cùng tu ký lô Metanistan ở Trung Á đến Tân Cương tạo thành một hình tam giác chiến lược, qua đó giảm áp lực cung cấp dầu mỏ cho Trung Quốc từ Trung Đông. Theo Triệu Quốc Đống nghĩ con đường năng lượng không chỉ có thể thông qua hệ thống ống dẫn dầu để thực hiện, hơn nữa có thể kết hợp con đường này nhằm phát triển kinh tế. Bây giờ hệ thống ống dẫn dầu Trung Á, Tân Cương cùng với hạng mục đường sắt nối liền châu Âu, châu Á đã đang được triển khai xây dựng. Hệ thống ống dẫn dầu cùng đường sắt từ Pakistan, Tân Cương cũng được đẩy mạnh. Dự tính lần này khi Phó Thủ tướng Lục đến Pakistan sẽ tiến hành bàn bạc với lãnh đạo cao cấp của Pakistan về vấn đề này. Mà lần này Phó Thủ tướng Lục đến Myanmar cũng để bàn bạc vài hạng mục, trong đó bao gồm cả hạng mục xây dựng cảng Sitwe, cải thiện hạng mục đường sắt và hệ thống ống dẫn dầu Sitwe, Côn Minh, cùng hợp tác với Myanmar về khai thác tài nguyên khí đốt ở khu vực Duyên Hải. Chính phủ Trung Quốc sẽ cho Myanmar vay và viện trợ để xây dựng đường sắt Điền Miễn, quốc lộ Điền Miễn, hệ thống ống dẫn dầu Điền Miễn, hệ thống này do công ty Trung Quốc bỏ tiền. Ba hạng mục lớn này chẳng những sẽ cải thiện phương tiện trụ cột của Myanmar, đồng thời càng kéo Myanmar sát vào nền kinh tế Trung Quốc hơn nữa. Việc xây dựng, nâng cấp cảng Sitwe càng khiến Myanmar tăng năng lực nhận các con tàu trọng tải lớn vào cảng, đồng thời cũng khiến nơi này thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài của Myanmar. Máy bay 767 vững vàng bay trên trời cao. Phó Thủ tướng Lục ở trong cabin đang nhận phỏng vấn của phóng viên Pakistan. Triệu Quốc Đống lặng lẽ ngồi một góc nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu hắn theo đoàn ra nước ngoài. Bộ Năng lượng có 5 người, ngoài Thái Chánh Dương còn có Cục trưởng Cục Tổng hợp, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Dầu mỏ và Khí thiên nhiên và Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống tham gia cuộc đi các nước lần này cũng là sự ngạc nhiên. Theo lý thuyết hắn là Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển không cần đi theo, nhưng nếu kéo đi theo cũng có thể tạo chút quan hệ. Dù sao hợp tác với Pakistan cùng Myanmar sẽ liên quan đến việc điều chỉnh chính sách nguồn năng lượng Trung Quốc. Ví dụ nếu đường sắt, quốc lộ và hệ thống ống dẫn dầu từ Sitwe, Côn Minh được chính thức áp dụng, như vậy cần phải tính tới việc xây dựng trụ sở dự bị dầu thô chiến lược ở Côn Luân. Điều này có quan hệ đến Cục Quy hoạch và Phát triển. Quốc Đống ngồi một chút có lẽ Phó Thủ tướng Lục sẽ gọi chú tới đó. Thái Chánh Dương ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống nên nhỏ giọng nói. Thái ca đừng trêu em chứ. Em có chút gì thì anh thấy rõ mà. Chẳng lẽ anh trơ mắt để em làm mất mặt Bộ Năng lượng chúng ta sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Được rồi, chú đừng giả vờ trước mặt anh. Người khác muốn có cơ hội này còn không được đó. Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Nói chuyện hợp tác phải do Cục trưởng Khương. Nói chuyện xây dựng hệ thống ống dẫn dầu nên do Cục trưởng Vu, sao đến lượt em? Triệu Quốc Đống giải thích. Hừ,
Phó Thủ tướng Lục chẳng lẽ sẽ không nói chuyện đến vấn đề quy hoạch phát triển nguồn năng lượng nước ta, nhất là nguồn năng lượng mới sao? Thái Chánh Dương hỏi lại một câu, y biết Lục Kiến Bang rất hứng thú với quy hoạch phát triển năng lượng mới mà Bộ Năng lượng đưa ra. Vậy em không nói, chỉ có thể kiên trì đi theo anh thôi. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói. Hai người đang nói chuyện, một nhân viên đi tới nhỏ giọng nói vài câu với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương gật đầu rồi ra hiệu Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chỉ có thể đi theo Thái Chánh Dương ra ngoài mà thôi. Ngồi đi. Rất nhiều người có chút kính sợ vì tính cách nói năng thận trọng của Lục Kiến Bang. Nhưng Triệu Quốc Đống lại không thấy, có lẽ do hắn không tiếp xúc nhiều. Hắn chỉ cảm thấy Phó Thủ tướng Lục có tác phong nghiêm cẩn trong công việc, đối với mỗi hạng mục công việc đều cân nhắc cẩn thận, không hề có chút sơ sẩy. Chánh Dương, Bộ Năng lượng đưa ra bản quy hoạch phát triển năng lượng mới mới thì tôi đã xem. Tiểu Triệu, là do Cục Quy hoạch và Phát triển làm ra phải không? Phó Thủ tướng Lục nói. Vâng, là Cục Quy hoạch và Phát triển kết hợp với ý kiến của Cục Năng lượng mới và Năng lượng tái sinh mà làm ra. Triệu Quốc Đống gật đầu. Chính thức nói chuyện với một vị phó thủ tướng đúng là làm hắn có chút khẩn trương. Ừ, tôi thấy khá toàn diện, chú ý tới mọi mặt. Từ năng lượng mặt trời, năng lượng gió đến năng lượng hạt nhân, năng lượng từ sinh vật. Nhưng tôi muốn hỏi ý kiến của hai người là chúng ta nên đặt trọng điểm vào năng lượng mới nào. Lý do là gì? Tôi nói trước, hôm nay là cuộc nói chuyện riêng nên có thể thoải mái phát biểu ý kiến của mình. Chánh Dương, anh nói trước hay là Tiểu Triệu trước? Thái Chánh Dương cười nói. Để Quốc Đống nói trước, nếu cần tôi sẽ bổ sung. Được, Tiểu Triệu nói trước. Lục Kiến Bang có chút hứng thú nhìn Triệu Quốc Đống. Vâng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thái, tôi sẽ nói ra cái nhìn của mình. Tôi cảm thấy năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió về sau quốc gia nên cổ vũ giúp đỡ công ty nhà nước và công ty tư nhân tiến vào ngành này. Mà năng lượng hạt nhân thì phải do công ty nhà nước phụ trách. Vừa lúc đề cao kỹ thuật hạt nhân của nước ta. Đồng thời cũng tích cực thu hoạch tài nguyên mỏ quặng, khiến ngành hạt nhân nước ta có đủ nguồn cung cấp. Ngoài ra cũng phải cân nhắc đến các quy định quốc tế để hợp tác với nước ngoài. Lục Kiến Bang chợt ý tới câu nói cuối cùng của Triệu Quốc Đống. Trong sự cho phép của quyết định quốc tế để hợp tác với nước ngoài về mảng hạt nhân, những lời này có ý nghĩa không hề nhỏ. Quốc tế khá chú ý với bất cứ hành động mình rộng năng lượng hạt nhân nào, nhất là các nước Âu Mỹ càng như vậy. Ở điểm này chỉ chút hoạt động bình thường cũng làm Mỹ đưa lên rất cao. Lục Kiến Bang cũng biết vợ Triệu Quốc Đống thuộc gia tộc cách mạng, nhưng người vợ Triệu Quốc Đống đã theo con đường ngoại giao. Y không biết quan điểm này của Triệu Quốc Đống có phải bị quan niệm của vợ ảnh hưởng không? Quyển 12, chương 107. Lục Kiến Bang rất tán đồng với việc Triệu Quốc Đống đề nghị quốc gia nên có hành động trong việc thúc đẩy phát triển năng lượng mới. Nhất là Triệu Quốc Đống cho rằng quốc tế sẽ càng lúc càng coi trọng việc bảo vệ môi trường. Phát triển năng lượng mặt trời cùng năng lượng gió sẽ có ưu thế rõ ràng. Mà theo kỹ thuật đột phá cũng khiến việc buôn bán hai loại năng lượng mới này trở nên thực tế. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến quốc gia nên ủng hộ về chính sách, tài chính cho các công ty. Đồng thời quốc gia cũng nên đầu tư mạnh vào các trung tâm nghiên cứu để đột phá về kỹ thuật cho hai loại năng lượng mới này. Năng lượng mặt trời sẽ có một thị trường rất lớn. Nhất là đối với thị trường châu Âu chú trọng bảo vệ môi trường thì càng quan trọng hơn. Trong nước phải nhanh chóng cổ vũ ngành này phát triển, lấy thị trường nước ngoài làm chính, nhưng trong thời gian dài phải tính tới thị trường trong nước. Nhất là khu vực Trung Tây Trung Quốc rất thích hợp đẩy mạnh năng lượng mặt trời, nó sẽ giảm bớt áp lực khai thác than. Mà năng lượng gió cũng có tương lai lớn để phát triển ở Trung Quốc, nhất là khu vực Trung Tây thì càng có tương lai. Làm như thế nào lợi dụng tài nguyên năng lượng gió thành năng lượng điện ở khu vực này? Về ứng dụng năng lượng hạt nhân, quan điểm của Triệu Quốc Đống chính là khá giống với dầu mỏ và khí thiên nhiên. Vừa cần cải tiến kỹ thuật, vừa phải ủng hộ công ty nhà nước đi ra nước ngoài, cố gắng khống chế tài nguyên quặng mỏ, đảm bảo nơi cung cấp nguyên liệu hạt nhân của Trung Quốc. Khi Lục Kiến Bang hỏi Triệu Quốc Đống về câu năng lượng hạt nhân dùng trong dân dụng có nghĩa là gì, Triệu Quốc Đống cũng thẳng thắn nói ra cảm tưởng của mình. Triệu Quốc Đống cho rằng hai nước Ấn Độ, Pakistan năm 98 đã tiến hành thí nghiệm vũ khí hạt nhân. Mặc dù quốc tế đã tiến hành ngăn cản hai nước nhưng theo xu thế phát triển hiện nay thì việc ngăn cản cũng không đạt bao tác dụng. Trung Quốc phải suy nghĩ cho lợi ích của mình, không cần phải làm theo nước Mỹ. Trung Quốc phải có chính sách hạt nhân của mình. Trung Quốc phản đối mở rộng dùng vũ khí hạt nhân nhưng cũng phải đối mặt với thực tế đó là anh có thể dùng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, cung cấp năng lượng điện cho sự phát triển của quốc gia.
Thái độ này của Triệu Quốc Đống làm Lục Kiến Bang rất chấn động. Y nghĩ tới cuộc điều tra của việc nghiên cứu chiến lược châu Á đối với người dân, thấy hầu hết đều cho rằng Trung Quốc cần phải có chính sách ngoại giao độc lập. Nhất là khi Mỹ cầm đầu khối NATO đánh Nam Tư, bây giờ lại có hành động quân sự với Afghanistan khiến chủ nghĩa dân tộc càng lúc càng mạnh lên, tâm trạng không tin tưởng vào phương Tây cũng tăng lên. Loại người phản cảm với phương Tây nhưng còn giữ được tỉnh táo để đưa ra những cách để giữ lợi ích quốc gia như Triệu Quốc Đống là không nhiều. Vấn đề này đã vượt qua phạm vi công việc của Triệu Quốc Đống. Chẳng qua Triệu Quốc Đống vẫn nói ra quan điểm của mình. Điều này làm Thái Chánh Dương đổ mồ hôi, nhưng y thấy điều này chỉ là quan điểm cá nhân mà thôi, Lục Kiến Bang chắc không có ấn tượng không tốt. Triệu Quốc Đống cũng không rõ thái độ của mình sẽ làm Lục Kiến Bang có ấn tượng gì. Nhưng dù sao hắn cũng đã nói ra, hơn nữa đây cũng là lời tâm huyết của hắn. Nếu như không dám nói ra thì nó lại không phù hợp với tính cách của hắn. Máy bay hạ cánh ở thủ đô Islamabad, Tổng thống Musharraf gặp đoàn đại biểu, nói chuyện riêng với Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang. Sau cuộc hội đàm, Lục Kiến Bang cùng Tổng thống Musharraf đến cảng Wada, chủ trì lễ khởi công xây dựng cảng. Sau hai ngày ở Pakistan, đoàn bay sang Bangladesh, Sri Lanka cùng Myanmar. Trong chuyến đi lần này, Triệu Quốc Đống cũng tiến hành hội đàm với Bộ Năng lượng mỗi nước, nhất là gặp mấy đồng chí ngang hàng các nước. Đoàn người về Bắc Kinh chính là ngày 1/4. Lần này đi này Trung Quốc đã đạt được không ít kết quả. Nhất là cuộc viếng thăm Pakistan cùng Myanmar về cơ bản đạt được mục tiêu đề ra. Bộ Năng lượng đưa ra việc xây dựng hệ thống bến tàu chuyên dụng cho dầu thô ở cảng Wada, Sitwe. Xây dựng hệ thống ống dẫn dầu ở Pakistan tới Trung Quốc, hệ thống ống dẫn dầu ở Myanmar đến Trung Quốc đều được hai nước này tán thành, cũng đưa ra lịch trình cụ thể khi nào đưa vào thực tế. Ngoài mấy công việc này ra, ngoài ra còn một điều làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng, đó chính là cuộc trao đổi về nguồn năng lượng mới giữa mình và Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang. Triệu Quốc Đống biết rõ có những lúc chỉ cần lãnh đạo chú ý sẽ khiến ngành này đi trước vài năm. Nó đủ để khiến Trung Quốc ảnh hưởng đến thế giới trong lĩnh vực này. Triệu Quốc Đống không biết điều mình làm có thể khiến lịch sử phát triển ngành năng lượng mới của Trung Quốc thay đổi hay không. Nhưng hắn tin ít nhất chỉ cần Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang chấp nhận thì Trung ương sẽ đưa ra nhiều chính sách ủng hộ. Nó sẽ khiến ngành năng lượng mới trong nước đạt được hỗ trợ lớn. Trung tuần tháng 4, hai tỉnh Nam Việt cùng An Nguyên tiến hành điều chỉnh nhân sự. Nguyên Bí thư tỉnh ủy Nam Việt rời đi, Bí thư tỉnh ủy An Nguyên, Ninh Pháp điều tới Nam Việt làm Bí thư tỉnh ủy. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh An Nguyên, Ứng Đông Lưu làm Bí thư thị ủy An Nguyên. Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Tần Hạo Nghiên làm Phó Bí thư tỉnh ủy, quyền Chủ tịch tỉnh. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong làm Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh. Triệu Quốc Đống nhìn qua tờ báo mà phải suy nghĩ. Một loạt biến hóa nhân sự đây là để chuẩn bị cho đại hội đảng sắp tới. Bí thư tỉnh ủy Nam Việt từ trước đến giờ đều là ủy viên Bộ Chính trị. Mà Ninh Pháp điều tới cũng có nghĩa là sắp tới y sẽ vào Bộ Chính trị. Triệu Quốc Đống vào văn phòng Thái Chánh Dương thì thấy Thái Chánh Dương đang đọc báo. Ngồi đi Quốc Đống, tháng 5 Ninh Lăng tổ chức hội nghị, bộ do Phó Bộ trưởng Lưu Nham tham gia, chú cũng đi hả? Thái Chánh Dương bỏ tờ báo xuống rồi thuận miệng nói. Vâng, không đi không được, Bí thư Hoàng Lăng cùng thị trưởng Trung Dược Quân đã đến mời, em không đi sẽ có người nói mình kiêu căng. Mà đã lâu không nếm thử đồ ở Kỳ Lân Quan, hay là em mang chút về cho Thái ca? Triệu Quốc Đống thấy Thái Chánh Dương có vẻ đang suy nghĩ. Thôi, không cần phiền như vậy, chú đi xem một chút cũng tốt, dù sao đó cũng là nơi chú trưởng thành. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng nói. Lần này tới bốn nước Nam Á đã đạt kết quả khá nhiều, chỉ mong mấy hạng mục này nhanh chóng được đẩy mạnh, coi như cố gắng cuối cùng khi anh làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Thái ca có phải thấy tin Bí thư Ninh được điều đi? Triệu Quốc Đống cười nói. Đây cũng là điều mọi người đã tính tới, chỉ là xem Ninh Pháp sẽ đến Thượng Hải hay Nam Việt mà thôi. Xem ra Trung ương cảm thấy tư tưởng của y thích hợp ở Nam Việt hơn. Đây coi như là sự khẳng định cho gần chục năm công tác của y ở An Nguyên. Thái Chánh Dương thản nhiên nói. An Nguyên biến hóa rất lớn, Tần Hạo Nghiên làm quyền chủ tịch tỉnh, vậy Yến Nhiên Thiên thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục ngồi ở vị trí phó bí thư? Triệu Quốc Đống có chút tò mò nói. Chú để ý việc này làm gì? Trung ương tự có bố trí. Đây mới là bước đầu, trước và sau đại hội đảng sẽ có một loạt điều chỉnh nhân sự. Không nên điều chỉnh một nơi quá gấp sẽ làm địa phương đó không kịp ứng phó. Thái Chánh Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Sao, chú động tâm?
Không, em chỉ có chút cảm xúc mà thôi. Khi Bí Thư Ninh đến An Nguyên, em còn ở Giang Miếu. Bây giờ hơn 9 năm qua đi, Bí Thư Ninh đi, em cũng lên bộ, đúng là đời như giấc mộng. Thái ca, còn anh thì sao? Triệu Quốc Đống nói làm Thái Chánh Dương có chút giật mình. Quyển 13, chương 1. Lười biếng ưỡn ưỡn lưng, Triệu Quốc Đống mặc quần đùi đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lên. Một chút ánh nắng từ bên ngoài chiếu xuống mặt đất, hắn rất thích cảm giác này. Không phải cuối tuần nhưng về lại tỉnh An Nguyên thì hắn vẫn có thể có thời gian tự do. Chiều nay hắn sẽ tới Ninh Lăng, chiều nay sẽ bắt đầu báo danh những người tham gia hội nghị phát triển ngành thiết bị điện và lĩnh vực liên quan. Hắn là khách được Ninh Lăng mời, đồng thời cũng là đại biểu bộ năng lượng phái tới nên theo lý thuyết cần tới sớm một chút. Cổ Tiểu Âu lặng lẽ mở mắt ra nhìn người đàn ông hai tay chống eo đứng nhìn ra ngoài. Thân hình đó không thay đổi khi tuổi tăng lên, vai rộng, lưng dày, ngay cả chỉ mặc chiếc quần đùi cũng thấy đẹp trai. Hắn không đi làm người mẫu đúng là đáng tiếc. Mặc dù bộ mặt hắn rất thẳng, không hề có vẻ đặc sắc mấy, nhưng Cổ Tiểu Âu thích khuôn mặt này. Bởi vì nó chân thật, nằm bên cạnh hắn ngủ cô thấy rất an toàn. Cô rất thích dựa đầu vào vai hắn mà ngủ, cũng thích đối phương dựa đầu vào ngực cô. Mặc dù lúc ấy hắn hay nghịch vú của cô, nhưng cô lại thích thế. Hắn thích cơ thể cô càng làm cô thêm tự hào. Nhẹ nhàng vén chăn lên, Cổ Tiểu Âu lặng lẽ đi xuống đất, sau đó lén lút đi đến phía sau Triệu Quốc Đống, lặng lẽ ôm lấy hắn. Triệu Quốc Đống cười cười hôn khẽ lên môi Cổ Tiểu Âu. Cũng may ở khu này toàn công trình thấp tầng nếu không cô kiểu gì cũng lộ ra cho kẻ khác nhìn. Chẳng qua Tiểu Âu đã nói như vậy thì sao chứ? Thấy không sờ vào được cho bọn họ thèm chết đi. Cơ thể của cô chỉ thuộc về hắn. Nghĩ tới đây Triệu Quốc Đống không khỏi đỏ mặt. Một đôi vú căng tròn dán vào lưng hắn. Tiểu Âu không thấp hơn hắn là bao, đứng ở đằng sau, cầm cô dễ dàng dựa vào vai hắn. Hai tay ôm eo hắn. Tóc rơi xuống cổ tổng thật quyến rũ. Anh hôm nay sẽ đi. Ừ, công việc trong người. Chiều anh phải tới Ninh Lăng, ở Ninh Lăng hai hôm. Mai phải phát biểu trong hội nghị, sau đó cùng các đại biểu tham quan vài công ty ở Ninh Lăng, ngày kia hội nghị kết thúc mới có thể về. Triệu Quốc Đống cười cười xoay người lại, Cổ Tiểu Âu thoải mái để mắt hắn nhìn cô. Vậy sáng nay thuộc về chúng ta. Ừ, chiều ngày kia anh cũng có thể về rồi, em chờ anh. Triệu Quốc Đống thầm kêu khổ một tiếng, mặc dù Cù Vận Bạch đã đi Hong Kong nhưng An Đô còn có người chờ mình. Lần này về có nhiều người biết, nếu không tới thì sẽ không ổn. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, xong hội nghị anh sẽ về. Ra khỏi nơi này, Triệu Quốc Đống không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cổ Tiểu Âu vẫn đứng trước cửa sổ cười hì hì vẫy tay chào hắn. Cô bé này còn nghịch ngợm vén cửa sổ lên nữa chứ, đây muốn cho hắn đâm xe. Nghĩ đến đêm điên cuồng hôm qua, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình không giảm ham muốn dù tuổi tăng lên. Mỗi lần gặp đều quấn lấy nhau. Dù Cổ Tiểu Âu, Từ Xuân Nhạn hay Trình Nhược Lâm luôn làm hắn không muốn rời xa. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là 12 giờ. Trưởng Ban Quyền, ở đâu thế? Ồ, cậu đã về sao? Lúc này là lúc nào mà gọi tôi đi ăn vậy hả? Hay là cậu lại đây, tôi đang ăn cơm công việc. Trưởng Ban qua không chừng sẽ tới. Nếu như không có chỗ ăn thì tới đây cũng được. Trang Quyền cười ha hả nói, xem ra có tâm trạng rất tốt. Được, có thể ăn cơm với ban tổ chức cán bộ là vinh dự đó. Người bình thường không có cơ hội này đâu. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Trưởng Ban qua cũng sẽ tới sao? Không chắc, mới đầu nói có thể nhưng sau nói Triều tỉnh ủy có thể sẽ họp hội nghị thường ủy nên chưa chắc. Sao, trưởng Ban qua không tới thì cậu không có hứng thú sao? Trang Quyền cười cười chê trách. Không đến mức đó chứ, nịnh bợ lãnh đạo cũng không rõ ràng đến như vậy sao? Ha ha, tôi dám không đến sao? Trưởng Ban Trang, anh ở đó, tôi dù chạy bộ cũng phải tới mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Tôi ăn nhiều đó, trưởng Ban Trang nên gọi thêm đồ ăn đi. Nhà hàng Tây Lai là một nhà hàng ăn uống khá nổi tiếng ở An Đô. Triệu Quốc Đống ra ngoài chạy tới vành đai 2. Xe Desert Green đã 6-7 năm nên có vẻ cũ một chút. Nó được để trong biệt thự Thiền Loan, nếu không phải hắn về dùng một chút thì chính là Triệu Vân Hải về An Đô dùng. Nhưng bởi vì dùng ít nên mới chạy được 20.000 km mà thôi. Khi Triệu Quốc Đống tới bãi đỗ xe phía sau nhà hàng, một vị trưởng phòng họ Vương của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đợi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống vội vàng xuống xe nói không dám nhận, họ Vương cũng rất khách khí dẫn Triệu Quốc Đống lên lầu đến phòng.
Quốc Đống, ngồi đi, đây là chủ nhiệm Trương, trưởng phòng Vương của bộ tôi. Hai vị này là trưởng ban Cảnh, trưởng ban Lôi, Tiểu Cao, Tiểu Hước của ban tổ chức cán bộ Thụy ủy An Đô. Đây là Triệu Quốc Đống, cán bộ từ An Nguyên đi ra. Bây giờ cậu ta là cục trưởng cục quy hoạch và phát triển, bộ năng lượng. Là cán bộ Bắc Kinh đó, lần này Quốc Đống về An Nguyên tham gia hội nghị. Trang Quyền xem ra có quan hệ khá tốt với mấy vị ở ban tổ chức cán bộ thành phố An Đô, nói chuyện khá tùy tiện. Cảnh Đào là tân thường vụ Thụy ủy An Đô, trưởng ban tổ chức cán bộ. Lôi Tường là phó trưởng ban thường trực, hai người đều biết Triệu Quốc Đống vì hắn là thị trưởng trẻ nhất tỉnh. Hai người trẻ tuổi còn lại đều là cán bộ của ban tổ chức cán bộ An Đô. Một người trong đó thấy người đi vào còn trẻ hơn mình vài tuổi lại được trưởng ban Trang đối xử thân thiết như vậy. Mà trưởng ban Cảnh, trưởng ban Lôi cũng đều có vẻ biết làm y có chút kinh ngạc. Còn Tiểu Cao lại có chút phức tạp nhìn Triệu Quốc Đống. Cao Thiền không ngờ ở đây lại gặp phải Triệu Quốc Đống. Chút ấn tượng của cô với hắn đã giảm đi do lâu không gặp nhưng hôm nay vừa gặp làm Cao Thiền nhận ra hắn đã đi sâu vào tim cô. Sau khi bắt tay Cảnh Đào, Lôi Tường, Triệu Quốc Đống nhìn Cao Thiền rồi nói. Tiểu Cao thì tôi biết, đây là con gái của trưởng ban tổ chức cán bộ Cao lúc tôi làm ở Hoài Khánh. Ồ, đúng rồi, xem ra chúng tôi quên mất việc này. Tiểu Cao năm nay mới thi vào ban, mẹ cô ấy, Du Lịch vốn cũng là cán bộ của ban tổ chức cán bộ An Đô, bây giờ đã điều sang cục nhân sự. Lôi Tường cười nói, người nhà bọn họ đúng là có duyên với ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Trưởng ban thư ký Cao trước làm cán bộ ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, bây giờ xuống Hoài Khánh làm lãnh đạo. Tiểu Cao, như vậy cô phải mời cục trưởng Triệu nhiều vào đó. Trang Quyền cũng thấy như vậy, nên muốn Cao Thiền mời Triệu Quốc Đống nhiều vào. Đang nói chuyện, Trang Quyền ra ngoài nghe điện và nhanh chóng về nói trưởng ban qua không tới được vì đầu giờ chiều tham gia hội nghị nghiên cứu công tác xây dựng đảng ở huyện Bạc thành phố An Đô. Không khí bữa ăn có chút là lạ. Đương nhiên đây chỉ là Triệu Quốc Đống và Cao Thiền mà thôi. Trong bữa ăn, Cao Thiền cũng thường xuyên mời làm Triệu Quốc Đống không tiếp cũng không ổn, tiếp cũng không ổn. Khó khăn lắm mới xong bữa ăn, Triệu Quốc Đống có chút hối hận sao mình đến đây làm gì. Hắn vốn chỉ nghĩ là người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng không ngờ còn thêm người của thành phố An Đô. Trưởng ban qua vốn định tới nhưng không biết có việc gì gấp mà không tới. Triệu cậu phải đi Ninh Lăng sao? Ăn xong. Những người khác biết ý sang bên uống nước và để hai người Trang Quyền, Triệu Quốc Đống nói chuyện với nhau. Quyển 13, chương 2. Ừ, muốn tới báo danh. Dù sao đây cũng là cuộc hội thảo do Bộ Năng lượng tổ chức, về hình thức phải làm cho đủ mới được. Hình như Chủ tịch Vi Phong cũng sẽ tham gia. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi rồi nói. Bí thư Ninh đi, bí thư Ứng vừa lên, chẳng lẽ trưởng ban Trang không định động đậy gì sao? Tôi, tạm thời chưa có ý này. Ngoài bí thư Ninh và bí thư Ứng động ra, cậu không thấy mọi người vẫn im ắng sao? Có lẽ đợi sau đại hội đảng thì tỉnh mới có động tác. Trang Quyền cười nói. Sao, ở Bắc Kinh vui quên trời đất hay thấy quê hương tốt hơn? Mỗi nơi đều có cái hay của nó. Công việc trên bộ theo trình tự, anh có thể an nhàn làm việc mình muốn nhưng bị nhiều thứ trói buộc, về cơ bản chỉ có thể làm trong một bộ khung có sẵn. Còn ở tỉnh có nhiều quyền hơn, có thể buông tay chân nhưng lại mạo hiểm hơn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và nói. Tôi sao cảm thấy cậu thích làm việc ở địa phương hơn vậy? Trang Quyền nói. Ha ha, tôi cũng đã cẩn thận suy nghĩ và thấy đời mình có lẽ không được yên ổn. Tôi lúc đang làm vui vẻ ở khu khai phát huyện Giang Khẩu lại bị lãnh đạo ghét, tôi chỉ có thể lên sở giao thông, xuống Ninh Lăng. Công việc huyện Hoa Lâm vừa xong, lãnh đạo nói muốn cậu đi gánh vác trọng trách nên đẩy tôi sang Tây Giang. Tây Giang vừa mới khởi sắc. Vốn nghĩ sẽ làm phó thị trưởng thường trực Ninh Lăng, vậy mà lại bị đá sang Hoài Khánh. Làm ở Hoài Khánh 3 năm, vừa mới tạo được chút thành tích, lãnh đạo nói muốn tôi lên vị trí cao để nhìn xa hơn. Cũng được, xem ra tích cách của tôi ngồi ở một chỗ chắc khó. Trang Quyền nghe xong cũng hiểu Triệu Quốc Đống nói không phải không có căn cứ. Tâm lý lãnh đạo khi dùng người đúng là khó nắm bắt. Anh lớn mật triển khai công việc có lẽ có người nói anh chưa đủ thành thục, trầm tĩnh. Anh nếu quá cẩn thận. Có người lại nói anh thiếu chí tiểu thủ. Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh bị người ta đẩy đi khỏi vị trí thị trưởng, mặc dù trên danh nghĩa lên bộ là lên chức nhưng người có tin tức nhanh nhạy trên tỉnh đều biết đây là do Yến Nhiên Thiên làm ra. Đương nhiên việc này cũng có liên quan một chút đến công việc của Triệu Quốc Đống. Nhưng nếu là thị trưởng khác thì không chừng sẽ không có việc này. Được rồi Quốc Đống,
Chuyện này ai có thể nói rõ ràng, không chừng ngày mai cậu về An Nguyên thì sao? Trang Quyền thuận miệng nói. Nếu là muốn làm việc thì ở đâu cũng có thể mà. Cậu làm việc, lãnh đạo nhất định biết rõ. Kẻ hái đào chỉ được một hai lần, chẳng lẽ lần nào cũng được như vậy sao? Ha ha, trưởng ban Trang, lời này của anh đúng là rất thích nghe đó. Chẳng qua anh nghĩ xem có vài thứ phải dựa vào duyên. Ví dụ như ngành điện tử thông tin Hoài Khánh đâu phải tùy tiện lúc nào cũng có cơ hội. Tài nguyên chỉ có từng đó, người ta đầu tư vào đâu xây dựng nhà máy không thể vì anh thay đổi địa phương mà sẽ đi theo anh. Cho nên tôi lúc đầu mới không nỡ. Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt, ít nhất tôi ở Hoài Khánh đã thắp ngọn lửa hy vọng cho Hoài Khánh mà. Có thể phát triển thêm nữa hay không là do lãnh đạo sau này, tôi không làm thất vọng quần chúng nhân dân Hoài Khánh là đủ. Xe Desert Prince chạy từ nội thành về phía đông, Triệu Quốc Đống từ chối khéo bên Ninh Lăng đến đón. Hắn thích một mình lái xe chạy từ An Đô qua Vĩnh Lương đến Ninh Lăng hơn. Đoạn đường này trước hắn đã đi rất nhiều lần. Xe chạy qua huyện Kim Lương, Vĩnh Lương, một lần nữa tiến vào khu vực miền núi. Tà Nguyệt Lĩnh hiện nay đã được cải thiện đáng kể tình hình giao thông. Quốc lộ 915 sau nhiều lần tu sửa nhưng do lưu lượng xe tăng quá nhanh khiến khả năng chịu tải của nó giảm đi. Nhất là việc tắc đường ở Vĩnh Lương càng lúc càng nhiều. Chẳng qua hôm nay Triệu Quốc Đống khá may mắn, chạy qua Vĩnh Lương vào địa phận Thổ Thành mà vẫn không bị tắc đường. Chẳng qua còn cách Thổ Thành tầm 10 km lại gặp chuyện này. Xe biển ANA, NM, NV chiếm đa số. Triệu Quốc Đống nhíu mày, xem ra trong thời gian ngắn không thoát được. Theo hắn nhớ năm trước nữa cùng Vương Lệ Quyên đến Hoa Lâm thấy vẫn được mà, sao 2 năm mà đã thành như vậy? Triệu Quốc Đống xuống xe đứng bên đường nhìn tới thì thấy một con rắn dài không thấy đầu, các lái xe ở trên xe đứng một lúc không thấy có thể đi nên đều xuống xe tìm chỗ mát mẻ nghỉ tạm. Hai lái xe ngồi trên xe NV đi tới, xem ra bọn họ quen nhau. Triệu Quốc Đống nhìn trước, nhìn sau và có chút buồn bực. Tắc đường thế này không biết tối có đến được Ninh Lăng không? Hắn liền gọi cho Hoắc Vân Đạt, hai người Hoắc Vân Đạt, Mạc Vinh đã chờ hắn ở Ninh Uyển. Ông anh, bây giờ có thường xuyên tắc như thế này không? Triệu Quốc Đống nghĩ bây giờ chỉ có thể chờ, xe hai bên đều đầy, muốn vòng đường khác cũng không thể. Cái này cũng không thường xuyên, mới xuất hiện trong thời gian này mà thôi. Mẹ kiếp, nghe nói huyện thành Thổ Thành đang được cải tạo, không cho xe tải đi qua, đường thay thế chưa làm tốt, đường rất xấu, hay có xe xa lầy. Dân chúng ở bên đòi giá rất đắt khi đẩy xe qua hố, một xe rơi xuống không có 200 thì đừng mong có người đẩy giúp, không biết có phải Thổ Thành dở trò không. Một lái xe nhìn xe Triệu Quốc Đống thấy biển xe An Đô, hơn nữa giọng cũng là An Đô nên có chút tùy tiện. Ồ, huyện thành Thổ Thành cải tạo. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nói. Huyện thành Thổ Thành là một huyện thành có nhiều năm trước, hơn nữa từ xưa đã là một vị trí chiến lược quân sự, nó là yết hầu của khu vực An Đông. Tương Tây tiến vào An Tây, địa thế hiểm yếu. Bây giờ tường vây bên ngoài huyện thành Thổ Thành vẫn được giữ khá tốt, trên tường vẫn còn nhiều công trình kiến trúc quân sự như nơi giấu binh, trạm gác. Hơn nữa phía bắc huyện thành vẫn được giữ khá tốt, có thể nói đây là nơi được bảo tồn tốt nhất của cả tỉnh An Nguyên. Nghe nói trong cuộc cách mạng văn hóa, quân đội muốn phá huyện thành này nhưng bởi vì dân chúng tụ tập phản đối, nói đây là nơi cư trú của bọn họ. Các anh phá thì bọn họ lấy đâu ra nơi ở nên mới giữ lại được. Một huyện thành có giá trị lịch sử lớn đến như vậy, không biết Thổ Thành cải tạo như thế nào. Chẳng qua nghe giọng của lái xe thì hình như ngay cả cổng thành cũng sẽ được dỡ xuống, điều này chính là nguyên nhân làm Triệu Quốc Đống giật mình. Lúc hắn còn làm việc ở Ninh Lăng thì đã từng tới Thổ Thành. Hắn đến có việc riêng nên chỉ nhìn qua một chút, nhưng mặc dù vậy vẫn có ấn tượng rất sâu về Thổ Thành. Nhất là các công trình phòng ngự chiến tranh thời cổ ở phía bắc huyện thành vẫn được bảo tồn tốt. Có thể nói đây là viện bảo tàng quân sự cổ. Đúng thế, huyện thành Thổ Thành đã xuống cấp trầm trọng, tường thành cứ thế sụp xuống chia đôi trong thành và ngoài thành lại. Huyện đã sớm muốn cải tạo nhưng có lẽ không có tiền nên không động. Bây giờ nghe nói thị xã cũng thấy Thổ Thành rất khó khăn nên mới nghĩ biện pháp kiến tạo. Lái xe còn lại có lẽ là người ở Thổ Thành nên nói. Ngay cả thành tường cũng đập đi sao? Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương nên hỏi. Ừ, tôi nghe nói là kết hợp cải tạo thành cũ và sửa chữa lại. Chẳng qua nghe nói cũng không phải đập hết đi mà chỉ phá chỗ xuống cấp trầm trọng, hầu hết vẫn được giữ lại, chắc là di tích lịch sử gì đó. Nghe nói đã được xây dựng lại từ đời Thanh thì có thể là di tích lịch sử gì chứ? Một đống lớn đất và chút gạch vỡ, ngay ở đó cũng sợ gió lạnh lùa vào.
Tôi ở cách tường không xa nên biết mà. Quyển 13, chương 3. Triệu Quốc Đống đúng là không có nhiều tâm tư nghe hai vị lái xe này nói chuyện. Huyện thành Thổ Thành mặc dù có lịch sử lâu dài nhưng đúng là trải qua ngọn lửa chiến tranh nên nhiều lần bị hủy, cuối cùng có lẽ được sửa lại đời đồng trị. Nhưng theo Triệu Quốc Đống biết mặc dù chủ yếu xây dựng lại vào năm này nhưng cũng có không ít đoạn tường thành cũ được xây từ đời Minh, Tống. Khu phố cũ có không ít công trình được xây dựng trước đời đồng trị, phong cách cũng khá độc đáo với tính địa phương của tỉnh An Nguyên. Không biết ai ở Thổ Thành đưa ra ý tưởng này, bao năm không động đậy, bây giờ lại muốn thò tay vào đây. Tắc đường đến 6 giờ mới có thể thông, Triệu Quốc Đống khi đi qua cửa thành Thổ Thành thì thấy nó vẫn đứng sừng sững ở đó. Lúc này hắn mới thở dài một tiếng, xem ra Thổ Thành có lẽ đang tiến hành xây dựng ở bên ngoài, chưa chính thức ra tay với huyện thành. Hắn có thể đưa ý kiến với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng, không nên vì xây dựng đô thị mà phá hủy kiến trúc cổ. Khi hắn tới khách sạn Ninh Thai, Tiếu Chiêu Quý, Bành Nguyên Hậu, Hoắc Vân Đạt, Mạc Vinh, thêm cả Vương Lệ Mai, các cán bộ của Tây Giang đều đã đợi hắn ở đây. Vương Lệ Mai đứng ở cửa khách sạn đợi Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đi xe Desert Prince làm cô có chút là lạ. Nhưng xe biển Ando nên cô đoán là hắn đi. Bây giờ Triệu Quốc Đống là nhân vật nóng bỏng, nghe nói tổng giám đốc các công ty, tập đoàn lớn bên dưới của Bộ Năng lượng đều có chút tôn trọng Triệu Quốc Đống, đây là tin bên Vân Lĩnh truyền sang. Đoạn quan trọng nhất của trạm phát điện sông Kim Mã là ở cô lỗ câu nghe nói vốn bị gác lại tầm năm. Nhưng không ngờ Triệu Quốc Đống gọi cuộc điện là giải quyết xong. Sau Tết tập đoàn Quốc Điện và công ty đầu tư Thủy Điện Trung Quốc đều đã cử nhân viên đến Ninh Lăng tiến hành lễ khởi công, nhanh chóng thúc đẩy hạng mục. Điều này làm thị xã và Vân Lĩnh đều vui mừng. Nghe nói đây là công lao của Triệu Quốc Đống. Phải biết rằng đây là công trình đầu tư vài trăm triệu, nó là hạng mục rất quan trọng đối với Ninh Lăng và Vân Lĩnh. Ồ, Lệ Mai, đã bao lâu không gặp rồi? Sao trông trẻ ra thế? Cặp trong tay Triệu Quốc Đống được Vương Lệ Mai cầm rất tự nhiên. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, nghe nói bí thư quận ủy Tây Giang, Tăng Lệnh Thuần muốn để cô làm thường vụ, tránh văn phòng quận ủy nhưng bị chủ tịch quận Tông Kiến kiên quyết phản đối. Mà trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh hình như cũng không hài lòng với cô nên chuyện cứ thế bị gác lại. Bí thư Triệu, xem ngài nói kìa, tôi già rồi, đâu được như ngài nói. Vương Lệ Mai cười tươi như hoa, trong miệng mặc dù oán giận nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Bí thư Triệu vào thôi, mọi người đang chờ ngài. Nghe tiếng của Vương Lệ Mai, đám người Tiếu Chiêu Quý cũng đi ra đón. Bí thư Triệu. Triệu Quốc Đống vừa về Ninh Lăng, có lẽ do hoàn cảnh nên mọi người đều vô ý thức có cảm giác trước đây khi Triệu Quốc Đống làm bí thư. Ồ, tôi sớm không làm bí thư rồi, là khách thôi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Xin lỗi, tắc đường nên tới muộn. Tiếu Chiêu Quý và Triệu Quốc Đống đi vào trong rồi mời hắn ngồi vào vị trí chủ tọa. Triệu Quốc Đống hơi từ chối nhưng biết không có tác dụng nên thoải mái ngồi xuống. Mọi người cẩn thận đánh giá Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cũng không thay đổi mới, trông có vẻ phấn chấn hơn. 3 năm thời gian cũng không quá lâu, hơn nữa hàng năm mọi người cũng gặp mặt 1-2 năm là ít. Đã một thời gian không gặp, lão Tiếu, lão Bành không biến hóa gì, nhưng thật ra Vân Đạt cùng lão Mạc gầy và đen đi nhiều đó. Triệu Quốc Đống cẩn thận nhìn mọi người. Lệ Mai thật ra càng lúc càng trẻ. Tôi thấy chắc do công việc ở văn phòng quận nhàn phải không? Hay là tâm trạng tốt? Bí thư Triệu không phải trêu tôi đó chứ? Vương Lệ Mai gắt giọng nói. Bí thư Tiếu về trưởng ban Bành đều là người bày mưu nghĩ kế nên không có biến hóa gì rồi. Chủ tịch Hoắc và chủ tịch Mạc lại khác. Chủ tịch Hoắc phụ trách công nghiệp, giao thông, áp lực lớn. Từng quý thị xã đều đánh giá chỉ tiêu phát triển công nghiệp. Bí thư Lệnh Thuần cứ về là gọi chủ tịch Hoắc lên. Chủ tịch Mạc bây giờ phụ trách bên Hà Nam, việc giải phóng mặt bằng và quy hoạch đều trên vai chủ tịch Mạc, đều là việc khó giải quyết. Bí thư Triệu, ngài không thấy trên đầu chủ tịch Mạc thiếu không ít tóc sao? Cái này thì không, tôi nhớ lúc lão Mạc làm ở Việt Tú thì cũng không có mấy sợi tóc mà. Chẳng lẽ nói 3 năm một lần nữa mọc tóc sao? Ha ha! Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Mạc Vinh. Lão Mạc, 3 năm nay chắc áp lực không nhỏ chứ? Tôi lúc ở Hoài Khánh cũng nghe nói khu công nghiệp Lâm Cảng cùng Hà Nam do lão chủ trì khai thác nên phát triển rất nhanh. Tôi lúc ấy còn định để Hoài Châu cùng Khánh Châu tới Tây Giang học tập đó. Chỉ tiếc thời gian tôi ở Hoài Khánh quá ngắn. Bí thư Triệu quá khen rồi, chút bản lĩnh này của tôi sao có thể so sánh với ngài. Ngài tùy tiện ra chiêu là đủ để giải quyết rồi. Tới Tây Giang học không phải trêu tôi ư.
Mạc Vinh cười ha hả nói. Mỗi người đều có sở trường của mình. Lão Mạc ở điểm này thì tôi tin vào anh không cần khiêm tốn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Bí thư Triệu, bây giờ ngài ở trên bộ có thoải mái không? Bành Nguyên Hậu khó khăn lắm mới có cơ hội nói. Cũng được, ở bộ có vẻ an nhàn hơn tại tỉnh. Triệu Quốc Đống cười nói. Bành Nguyên Hậu này theo Triệu Quốc Đống thấy thì rất hài lòng với vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban tổ chức cán bộ thực ra không dễ làm. Nó yêu cầu tố chất bản thân cao, phải có tính sáng tạo tìm cán bộ xuất sắc, đây không phải ai cũng làm được. Nhưng yêu cầu thực ra lại là đơn giản nhất, chỉ cần theo ý của bí thư là đủ, cũng cần thích hợp thăng bằng với ý kiến của phó bí thư phụ trách. Bành Nguyên Hậu có lẽ làm xuất sắc là khó nhưng muốn vững vàng ngồi ở vị trí này lại dễ. Bí thư Triệu, tôi xem qua lịch hội thảo thì ngài có một chuyên đề phát biểu, hình như là khai thác năng lượng mới thì phải. Hoắc Vân Đạt phụ trách công nghiệp Tây Giang, lần này y cũng được tham gia hội thảo. Ừ, đáng lẽ cuộc hội thảo này không liên quan mấy tới cục quy hoạch và phát triển tôi, nhưng bí thư Hoàng cùng thị trưởng Trung đến mời, tôi không tiện từ chối, nếu không người ta lại nói tôi kênh kiệu mà. Đã đến thì phải lên tiếng, phải tìm đề tài gì đó chứ. Triệu Quốc Đống nói. Vừa lúc bây giờ quốc gia đang muốn đẩy mạnh phát triển năng lượng mới dính tới không ít bên điện lực. Ví dụ như năng lượng mặt trời và năng lượng gió dùng để phát điện, thậm chí cả năng lượng hạt nhân. Ba thứ này đều cần một loạt ngành nghề khác tham gia. Tôi cảm thấy trụ sở thiết bị ngành điện Ninh Lăng nếu đi trước trong lĩnh vực năng lượng mới thì hoàn toàn có thể lợi dụng ưu thế quốc gia hỗ trợ về chính sách khai thác năng lượng mới, cân nhắc làm như thế nào để phát triển. Bí thư Triệu, ngành năng lượng mới sợ rằng yêu cầu kỹ thuật và tài chính rất cao. Chỉ dựa vào quy mô và năng lực của các công ty ở khu khai phát và khu công nghiệp Lâm Cảng thì dù muốn tiến vào ngành sản xuất này thì vẫn còn kém. Hoắc Vân Đạt nói. Đây là một vấn đề nhưng tôi nghĩ các thị xã khác cũng như vậy cả. Mà ngành năng lượng mới phát triển là điều không thể tránh khỏi. Ai có thể đi trước có lẽ người này đã thành công vang dội. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Tôi lần này đến Ninh Lăng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Điện, Đổng Minh Đường đã từng nói chuyện với tôi về tình hình phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Y cho rằng Ninh Lăng mấy năm qua mặc dù phát triển nhanh nhưng cảm thấy cấp độ và trình độ còn thấp, nhất là các công ty thiếu năng lực nghiên cứu. Phát triển, sản phẩm có trình độ khoa học kỹ thuật thấp. Y cho rằng nếu thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nếu không chú ý cải thiện thì sợ rằng sẽ thiếu lực lượng phát triển, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế mấy năm tới. Mọi người đều run lên, nhất là hai người Hoắc Vân Đạt và Mạc Vinh làm việc liên quan nhiều tới các công ty. Bọn họ đều cẩn thận suy nghĩ lời Triệu Quốc Đống nói. Quyển 13, chương 4. Thân phận Quốc Đống bây giờ đã khác vì thế trong lời nói đều có điểm đáng để suy nghĩ. Hơn nữa hắn còn nói tới quan điểm của Tổng Giám đốc Triệu Quốc Đống, điều này làm cho các quan chức ở Ninh Lăng đáng phải chú ý. Một lúc sau Hoắc Vân Đạt và Mạc Vinh nhìn nhau, Hoắc Vân Đạt khẽ gật đầu nói. Bí thư Triệu, Tổng Giám đốc Đường nói không phải không có căn cứ. Đây đúng là sự uy hiếp đối với sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Thời gian trước thu hút công ty có trình độ khoa học kém một chút để thực hiện tăng trưởng kinh tế. Hai cấp thị xã, quận không có nhiều sự lựa chọn. Bây giờ trong lúc nhất thời muốn giải quyết thì không phải chính quyền hay một công ty nào đó có thể làm được. Ví dụ như khu công nghiệp Lâm Cảng mà nói thì hiện nay cũng chỉ có công ty neo nước Đức lúc ngài còn ở Tây Giang kéo vào là có trình độ công nghệ cao, các công ty khác đều là sản phẩm bình thường làm chính. Về điểm này tôi và Lão Hoắc đã bàn nhiều với nhau. Chúng tôi cũng đã báo cáo với Bí thư Tăng và Chủ tịch Tông nhưng đúng là không có biện pháp nào tốt để giải quyết. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Mấy vấn đề này đúng là không phải giải quyết ngay được, nhưng đảng ủy, chính quyền địa phương cần có một quy hoạch rõ ràng và ý kiến áp dụng. Làm như thế nào để tăng năng lực nghiên cứu sản phẩm mới của các công ty, tăng cấp độ sản phẩm của các công ty, thêm trình độ khoa học kỹ thuật vào sản phẩm, giúp các công ty đổi chiến lược, điều này cần có quy hoạch. Bây giờ hình như Bí thư Hoàng cũng chú ý đến điểm này. Trong hội nghị công tác kinh tế công nghiệp lần trước, Bí thư Hoàng đã nói sản xuất công nghiệp Ninh Lăng 2 năm qua phát triển mặc dù nhanh nhưng không đồng đều, cấp độ thấp, quy mô nhỏ, thiếu lực đẩy về sau. Bí thư Hoàng yêu cầu thị ủy, ủy ban thị xã sau đây phải chú trọng chuyển đổi mô hình sản xuất công nghiệp, hướng quy mô hóa, phát triển theo hướng công nghệ cao. Nhưng Bí thư Hoàng lại không đưa ra được cách thức cụ thể nào cả. Hoắc Vân Đạt tiếp nói. Tôi đã bàn với chủ nhiệm Lô, khu khai phát, chủ tịch Đậu, huyện Tào Tập, chủ tịch Lý. Huyện Khuê Dương về vấn đề này, bọn họ cũng đều gặp khó khăn.
Xem ra Bí thư Hoàng là lãnh đạo có lối suy nghĩ rất nhạy cảm, còn lãnh đạo khác của thị xã vẫn mờ mịt ở điểm này, vẫn cho rằng tình hình Ninh Lăng là khá tốt. Bí thư Triệu, tôi thật ra cảm thấy ngài có thể nhân cơ hội lúc phát biểu mà nói ra quan điểm của mình. Dù sao thân phận của ngài khác, coi như nhắc nhở lãnh đạo thị xã Ninh Lăng một chút. Mạc Vinh cười ha hả nói. Lão Mạc, anh đây là làm khó Bí thư Triệu rồi. Bí thư Triệu nói về xu thế phát triển của năng lượng mới, nhưng dựa vào gì nói kinh tế Ninh Lăng bây giờ có vấn đề. Nếu đề tài này do Chủ tịch Nhâm nói ra thì còn được. Tiếu Chiêu Quý trừng mắt nhìn Mạc Vinh. Chủ tịch Nhâm cũng đã từng nói chuyện với tôi về tình hình phát triển kinh tế các nơi trong tỉnh. Nếu chỉ so sánh về phát triển kinh tế và GDP không, Ninh Lăng sau mấy năm phát triển đã tương đương với Nam Hoa, Lô Hóa, nhưng cũng kém không xa so với Vĩnh Lương, Hoài Khánh phía trước. Thậm chí cũng không kém quá nhiều Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn, khoảng cách kéo lại gần rất nhiều. Còn nói về tăng trưởng kinh tế thì hai năm qua Ninh Lăng chỉ kém mỗi Vĩnh Lương, Hoài Khánh mà thôi. Triệu Quốc Đống nói ra quan điểm của Nhâm Vi Phong làm mọi người đều chăm chú lắng nghe. Nhâm Vi Phong bây giờ là phó chủ tịch thường trực tỉnh, vẫn tạm thời phụ trách công nghiệp. Chủ tịch Nhâm có nói kinh tế Ninh Lăng rõ ràng khác so với Vĩnh Lương, Hoài Khánh. Vĩnh Lương lấy ngành vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa làm chính, lấy việc hy sinh hoàn cảnh sinh thái để trả giá. Nhưng ngành vật liệu xây dựng của bọn họ cũng tiến hành quy mô hóa, dù là các loại vật liệu xây dựng như xi măng, đá, hay là mảng sản xuất công nghiệp như công nghệ tinh vi, sản xuất nguyên liệu đều được tiến hành cải tổ, chia thành vài tập đoàn, công ty lớn đứng đầu trong lĩnh vực của mình, tính cạnh tranh rất cao. Hoài Khánh thì sao? Tốc độ trước đó mặc dù chậm nhưng bắt đầu từ năm trước đã đuổi lên. Chỉ riêng ngành điện tử thông tin Hoài Khánh đã đứng thứ nhất thứ hai toàn tỉnh. Một loạt tập đoàn lớn trong lĩnh vực hệ thống mạch điện tiến vào Hoài Khánh đang đón thời kỳ phát triển cao trào. Có lẽ trong hai năm tới nhiều công ty lớn trong làm việc điện tử chế tạo sẽ tiến thêm vào Hoài Khánh, khiến kinh tế Hoài Khánh tăng trưởng vượt qua các thành phố, thị xã khác của tỉnh, ngay cả Vĩnh Lương luôn đứng đầu tỉnh. Như vậy có lẽ sang năm GDP của Hoài Khánh sẽ vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương, chiếm vị trí thứ hai chỉ sau An Đô. Ninh Lăng thì sao? Mấy năm trước Ninh Lăng phát triển nhanh nhưng đó là dựa vào ngọn gió đông từ trụ sở thiết bị ngành điện. Nhưng tốc độ tăng trưởng đã bắt đầu giảm đi, mặc dù còn chưa rõ nhưng chắc chỉ trong 2-3 năm tới. Ninh Lăng không giúp các công ty đã đến tăng thêm năng lực nghiên cứu, khiến các công ty phát triển chậm. Một mặt thu hút các công ty mới tiến vào, điều này chỉ mang lại hiệu quả trong thời gian ngắn nhưng có nhiều khuyết điểm. Nghe Triệu Quốc Đống nói đến quan điểm của Nhâm Vi Phong, Hoắc Vân Đạt và Mạc Vinh có chút nặng nề. Ngay cả Tiếu Chiêu Quý và Bành Nguyên Hậu cũng thấy áp lực. Chỉ có Vương Lệ Mai là vẫn mỉm cười. Chủ tịch Nhâm cũng đã đưa ra phán đoán của mình. Đó chính là từ xu thế phát triển của ba ngôi sao vẫn cho rằng hy vọng của tỉnh An Nguyên. Nếu ba thị xã cứ tiếp tục chính xác hiện nay không thay đổi, bộ máy lãnh đạo ba thị xã không có quan điểm gì mới, như vậy trong 2-3 năm tới Hoài Khánh sẽ tiến lên bậc cao bỏ qua các thị xã khác. Mà Vĩnh Lương bởi vì tình hình kinh tế quốc gia phát triển tốt nên vững vàng phát triển, có lẽ tiến vào nhóm thứ nhất, nếu nhanh hơn một chút còn có thể chạy song song với thành phố Miên Châu và thành phố Kiến Dương, chậm một chút cũng tương đương với Tân Châu, Lam Sơn. Còn Ninh Lăng sẽ chậm lại chỉ có thể đứng ở nhóm 2, khó vượt lên được nữa. Triệu Quốc Đống nói làm không khí trở nên nặng nề. Hắn cũng biết lời này khá khó nghe, nhưng trước mặt mấy người thân tín này, Triệu Quốc Đống quyết định nói thật. Hắn thậm chí đã trao đổi với Vưu Liên Hương về việc này, đưa ra yêu cầu Ninh Lăng cần đột phá, không nên giới hạn trong thành tích trước mắt nếu không sẽ chậm hơn người khác. Hi hi, Bí thư Triệu, ngài đã đoán ra được bệnh của Ninh Lăng, cũng có thể đưa ra đơn thuốc mà. Ngài có thể đề nghị với Bí thư Hoàng, thị trưởng Trung, để bọn họ cân nhắc mới phải. Vẫn là Vương Lệ Mai yêu kiều cười cười phá vỡ sự yên lặng. Ha ha, Lệ Mai, tôi tính gì mà có thể chỉ tay chỉ chân với thị ủy, ủy ban Ninh Lăng chứ? Hơn nữa cũng không phải chỉ bằng một hai câu là thay đổi được mà. Nó cần căn cứ tình hình thực tế của Ninh Lăng mà tiến hành tổng hợp phán đoán, như vậy mới có đơn thuốc thích hợp. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, đây chẳng qua là ý kiến cá nhân mà thôi, mọi người có một phương diện cân nhắc là đủ. Hôm nay không nói chuyện này, nói đến biến hóa ở Ninh Lăng đi. Biến hóa thì đáng lẽ nên do Bí thư Lệnh Thuần nói, nhưng hôm nay anh ta cùng Bí thư Hoàng cùng thị trưởng Trung tiếp khách từ bên ngoài tới. Cho nên đúng là không có thời gian về tiếp ngài. Tiếu Chiêu Quý nói. Được rồi Lão Tiếu, tôi biết nỗi khó xử của mọi người mà. Bây giờ là lúc nào chứ,
Ninh Lăng khó khăn lắm mới kéo được hội thảo về, còn không làm hết tình địa chủ sao? Đừng có coi tôi là người ngoài đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, bí thư Triệu nói đúng. Tiếu Chiêu Quý thản nhiên nói. Chủ tịch Tông lại không quá quen với ngài nên tôi không gọi y. Mấy lãnh đạo quận khác đều có chuyện nên không gọi. Triệu Quốc Đống nhìn quanh rồi cười nói. Tông Kiến ở quận và các anh quan hệ có tốt không? Ha ha, cũng được. Tiếu Chiêu Quý cười cười đầy quỷ dị nói. Y tiếp xúc ít với tôi và Lão Bành. Bí thư Triệu, vấn đề này nên hỏi Lão Hoắc, Lão Mạc, đương nhiên Lệ Mai hiểu nhất. Vương Lệ Mai nghe vậy liền trừng mắt nhìn đối phương rồi nói. Bí thư Tiếu, lời này tôi không thích nghe. Tông Kiến là ai chẳng lẽ mọi người không biết? Hừ, nhân phẩm như vậy, tính cách như vậy, các người có thể tránh xa nhưng chỉ tôi là khổ. Ai bảo trước khi đi bí thư Triệu bố trí vị trí đó cho tôi? Nói xong câu này, Vương Lệ Mai liền u oán nhìn Triệu Quốc Đống. Được rồi Lệ Mai, bí thư Triệu sao biết Tông Kiến sẽ tới Tây Giang chúng ta làm chủ tịch? Bành Nguyên Hậu vội vàng giảng hòa. Không biết bí thư Hoàng nghĩ như thế nào mà phái vật gớm như vậy đến chứ? Cũng may còn có bí thư Tằng, nếu không tôi thấy y đã sớm mang đuôi làm người rồi. Bành Nguyên Hậu là người không nói nhiều còn đánh giá Tông Kiến như vậy, Triệu Quốc Đống cũng biết Tông Kiến này đúng là không được mấy người thích. Quyển 13, chương 5. Ăn tối xong đã gần 10 giờ. Khách sạn Ninh Thai 2 năm qua đã được sửa sang lại, hơn nữa nội thành Ninh Lăng cũng được mở rộng không nhỏ nên nó vốn thuộc nơi xa xôi nhưng bây giờ cũng khá thích hợp. Năm người lại nói chuyện với Triệu Quốc Đống về biến hóa mấy năm gần đây của Ninh Lăng, như vậy không tránh được nói đến biến hóa nhân sự ở Ninh Lăng. Sau khi Trương Thiên phóng đi, Vưu Liên Hương lên thay. Chức trưởng ban tổ chức cán bộ do trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Phượng Minh phụ trách. Nhưng đã gần nửa năm mà trưởng ban thư ký mới vẫn chưa tới. Chu Xuân Tú sau khi đến Đại hội đại biểu nhân dân thị xã, phó thị trưởng Lý Đại Phú vào thường vụ, phụ trách công nghiệp. Lục Kiếm Dân thay Nghiêm Lập Dân làm phó bí thư thị ủy. Thư Chí Cao sau khi đi Trung Dược Quân đến làm thị trưởng. Nhưng uy tín của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng bây giờ rất cao, thêm cả tính bá đạo nên dù là Lục Kiếm Dân hay Trung Dược Quân đều phải nhũn nhường. Trưởng ban tuyên giáo vẫn là Mao Bình nhưng do tuổi sắp tới nên cũng gần thôi. Tằng Lệnh Thuần 2-3 năm nay biểu hiện coi như tốt. Nhưng bí thư quận ủy Tây Giang vẫn không vào được thường vụ thị ủy. Xem ra Hoàng Lăng có vẻ không muốn bí thư quận, huyện nào đó vào thị ủy. Điều này khác với các thị xã khác thường bố trí một bí thư đảng ủy quận, huyện phát triển mạnh về kinh tế vào thường vụ. Tiễn năm người, Triệu Quốc Đống ngồi xuống cảm nhận sự an nhàn. Đây là nơi đầu tiên của hắn và Trình Nhược Lâm. Đêm đó là đêm mà Triệu Quốc Đống khó quên. Có lẽ do thần giao cách cảm làm điện thoại di động của hắn vang lên, là Trình Nhược Lâm gọi tới. Không phải là Nhược Lâm ở đây đó chứ? Nhược Lâm, em đang ở đâu? Ồ, em ở Ando, anh ở đâu? Nhược Lâm nhẹ nhàng nói. Anh ở Ninh Lăng tham gia hội thảo. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu mình vì quá nhạy cảm. Anh ở Ninh Lăng, ở đâu vậy? Em đoán xem. Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Khách sạn Ninh Thai. Trình Nhược Lâm ở bên kia hít sâu một hơi. Thông minh, vừa đoán đã trúng. Triệu Quốc Đống đáp. Sao lại đột nhiên gọi điện cho anh thế? Trực giác nói cho em biết hình như mình đều nghĩ về nhau. Trình Nhược Lâm bên kia nói với giọng đầy hấp dẫn. Em không đoán sai chứ? Ừ, anh bây giờ ngồi một mình trong phòng và nghĩ tới đêm đó. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Thật sao? Trình Nhược Lâm nói rất mê người giống như muốn Triệu Quốc Đống chìm vào trong đó. Vậy muốn em tặng quà cho anh không? Quà gì? Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nói. Anh ở phòng bao nhiêu? Trình Nhược Lâm nhỏ giọng nói. Sao? Triệu Quốc Đống không tự chủ đáp, hắn cảm thấy là việc gì rồi? Được rồi, anh nghe tiếng gõ cửa, nhắm mắt mở ra. Triệu Quốc Đống như bị thôi miên vô thức nhìn ra cửa phòng chưa có phản ứng. Hắn đứng lên nghe thấy tiếng gõ liền vội vàng đến mở. Trình Nhược Lâm đội mũ, đeo kính, mặc đồ rất đơn giản đứng đó. Nhược Lâm, là em sao? Em ở đây. Triệu Quốc Đống rất vui mừng nói. Thần giao cách cảm, em nhớ anh nên tự nhiên sẽ tới mà. Sau khi Triệu Quốc Đống đóng cửa, Trình Nhược Lâm nhào vào lòng hắn. Cô tháo mũ, kính ra, hai người hôn nhau. Da thịt cô nhanh chóng trở nên nóng bỏng trong tay hắn. Mùi hương thơm ngát phả vào mũi hắn. Từng chiếc cúc áo của cô được hắn mở ra, một chiếc áo lót hoa văn màu đen lộ rõ dưới ánh đèn.
Trình Nhược Lâm khẽ rên rỉ, Triệu Quốc Đống cũng nhỏ giọng âu yếm cô. Đúng rồi Nhược Lâm, sao em lại tới Ninh Lăng? Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ đến gì đó nên nói. Mà sao em biết anh ở đây? Thị ủy Ninh Lăng nhờ một công ty văn hóa An Đô mời em tới đây. Hơn nữa trưởng ban tuyên giáo Mao cũng gọi cho em không tiện từ chối nên đành phải tới. Ninh Lăng tổ chức hội nghị thu hút đầu tư nên muốn làm một đêm diễn văn nghệ, có lẽ là tối mai. Em cũng muốn về xem một chút nên nhận lời. Trình Nhược Lâm thản nhiên nói. Sau khi đến em mới biết bộ năng lượng cũng tổ chức hội thỏa ở Ninh Lăng, em đoán anh sẽ tới. Ồ, là Hoàng Lăng và Trung Dược Quân mời em ở khách sạn Ninh Uyển phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Vâng, danh nghĩa là thị ủy, ủy ban Ninh Lăng nhưng không có Hoàng Lăng. Chỉ có Trung Dược Quân, Vưu Tỷ và Giản Hồng. Buổi tối em không thấy anh nên đoán anh không tới tham gia nên hỏi Giản Hồng một chút. Chị ấy nói anh tới nhưng không biết lúc nào anh đến. Trình Nhược Lâm lúc này đang rất vui. Không phát hiện ra anh nên em tới khách sạn Ninh Thai. Sao em lại xác định anh sẽ ở khách sạn Ninh Thai? Hoàng Lăng không tham gia làm Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Theo lý thuyết Hoàng Lăng không nên vắng mặt mới phải. Không phải em nói thần giao cách cảm sao? Trình Nhược Lâm vùi đầu vào mặt hắn. Em muốn ở đây cả đêm nhưng sợ không được. Trợ lý còn đang chờ em gọi. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết lúc này không phải thời gian riêng của hai người. Trình Nhược Lâm bây giờ đã khá nổi tiếng trong làng giải trí, mà Triệu Quốc Đống đã từng làm bí thư quận ủy ở đây. Hai người vốn có đồn đại, qua một số năm cả hai cùng rời khỏi Ninh Lăng nên chuyện mới lắng xuống. Nhưng nếu bị hai người thấy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cả hai. 11:30, Trình Nhược Lâm mặc lại quần áo, trên mặt vẫn hồng hào lộ rõ cô vừa mới quan hệ. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút lo lắng có thể lộ ra hay không. Muộn như thế này có lẽ Trình Nhược Lâm về là ngủ, cùng lắm chỉ có trợ lý của cô nghi ngờ một chút mà thôi. Đến khi Trình Nhược Lâm lên xe rời khỏi khách sạn Ninh Thai, Triệu Quốc Đống mới yên tâm. Cuộc hội nghị thường vụ tỉnh ủy khẩn cấp kéo từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, cuối cùng đến 8 giờ các vị thường vụ mới đến đông đủ. Qua tính cũng mơ hồ nghe được chút tin tức nhưng chưa có thông báo chính thức nên cô không thể tin. Đến tận khi Ninh Pháp gọi từ Nam Việt về, cô mới xác định thật sự có việc này. Hồ Liêm vẫn như bình thường viết viết gì đó trên sổ. Yến Nhiên Thiên đang nhăn mặt, chẳng qua nhìn không thấy có phản ứng gì. Hàn Độ mặt mày lại nghiêm túc không còn vẻ thân thiện như bình thường. Khi Qua Tĩnh vào phòng hội nghị thì Nhâm Vi Phong cũng vừa vào. Hai người khẽ gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình. Ninh Sâm vào chậm hơn Qua Tĩnh một bước, bước tiến khá nhanh, như một cơn gió. Miêu Trấn Trung lại đi rất bình tĩnh, vừa đi vừa nói chuyện với tư lệnh quân khu tỉnh Vương Kiều Sinh. Các thường vụ về cơ bản đến đông đủ, ngoài bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu, quyền chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nghiên cùng với thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, Lưu Vĩnh Đào. Qua Tĩnh đang suy nghĩ thì Tần Hạo Nghiên đã xuất hiện, sát sau đó là Lưu Vĩnh Đào đang giới thiệu gì đó với Ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu vừa vào, không ai nhắc ai, mọi người tự động tiến vào trạng thái họp. Hôm nay tổ chức hội nghị khẩn cấp, vốn xác định vào buổi chiều nhưng còn một số việc cần điều tra xác minh thêm cho nên kéo dài một chút. Sau đây Lão Lưu sẽ thông báo tình hình với mọi người. Quyển 13, chương 6. Giọng Lưu Vĩnh Đào luôn lạnh nhạt không mang theo một chút tình cảm nào. Căn cứ tình hình mà Ủy ban kỷ luật nắm giữ và những lời khai của Hoàng Lăng. Y đã khai mình nhận nhiều quà từ một công ty xăng dầu, cũng qua đó giúp công ty này nhận vài công trình xây dựng. Điều này đến nay đã được xác minh. Lưu Vĩnh Đào nhìn các vị thường vụ một chút, hầu hết là bình tĩnh, chỉ có số ít lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng căn cứ theo đầu mối ủy ban kỷ luật nắm giữ thì Hoàng Lăng không chỉ đơn giản nhận quà từ công ty xây dựng. Y còn dính tới việc làm thất thoát tài sản quốc gia khi cải cách công ty nhà nước, qua đó đạt được nhiều lợi ích. Ngoài ra còn có phản ánh vấn đề khi Y làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã mua quan bán chức, những vấn đề này còn cần xác minh thêm nữa. Câu phía sau của Lưu Vĩnh Đào làm một bộ phận thường vụ khiếp sợ. Nếu nhận chỗ tốt của công ty và giúp bọn họ nhận công trình đó là điều bình thường, như vậy tổn thất tài sản quốc gia mưu lợi riêng và mua quan bán chức chính là hủ bại lớn. Lão Lưu, việc phía trước đã được xác minh, nhưng hai vấn đề phía sau thì sao? Sao trước đó không nghe thấy tin tức gì? Tần Hạo Nghiên nhíu mày nói. Chủ tịch Tần, chuyện này trước đó không đưa ra thì mọi việc đều bình yên. Nhưng vừa đưa ra sẽ dính tới rất nhiều vấn đề. Điều tra sẽ kéo theo các chuyện khác nữa. Lưu Vĩnh Đào cười khổ nói.
Chúng tôi trước đó nhận đơn tố giác chỉ là một vụ việc, hơn nữa chỉ chính là Hoàng Lăng khi cải cách nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng đã nhận chỗ tốt từ bên mua mà giảm tài sản nhà máy xuống, khiến tài sản quốc gia tổn thất. Không ngờ Hoàng Lăng lại nghĩ sai mà khai chuyện mình nhận chỗ tốt từ công ty xây dựng ra. Chúng tôi lập tức tổ chức người đi thu thập chứng cứ. Bây giờ giám đốc và nhân viên tài chính của công ty xây dựng kia và nhân viên liên quan đã bị chúng tôi khống chế. Vậy còn vụ án nhà máy phân bón hóa học Ninh Lăng? Tần Hạo Nghiên nói, bây giờ Ủy ban kỷ luật còn đang tiến thêm thu thập chứng cứ, tranh thủ đột phá. Liêu Vĩnh Đào không trực tiếp trả lời đối phương. Đây là sách lược điều tra của Ủy ban kỷ luật, không cần phải nói chi tiết trong hội nghị thường ủy. Tần Hạo Nghiên cũng cảm nhận được việc này nên ngậm miệng lại. Là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, bản thân tôi rất đau lòng khi xuất hiện việc này. Hoàng Lăng trong ấn tượng của chúng ta luôn là người đầy chí tiến thủ, là cán bộ dám đi ngược dòng. Sự phát triển mấy năm nay của Ninh Lăng đã chứng minh điểm này. Nhưng không ngờ cán bộ lãnh đạo như vậy lại bị cơn lốc kinh tế ăn mòn. Hoàng Lăng là cán bộ đang được tỉnh khảo sát nhiều lần để bạt lên, nếu như không tra ra tình hình này thì không biết khi Hoàng Lăng lên cao sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho tỉnh ta nữa. Ở điểm này cá nhân tôi và ban tổ chức cán bộ đều có trách nhiệm. Yến Nhiên Thiên nghiêm túc nói. Qua Tĩnh có chút nóng mặt, Yến Nhiên Thiên, giỏi lắm. Bây giờ bí thư Ninh đã đi, lời này rõ ràng nhằm vào mình. Ban tổ chức cán bộ khảo sát Hoàng Lăng đúng là rất thành công, bên dưới phản ánh về Hoàng Lăng khá tốt. Đương nhiên điều này là do bí thư Ninh coi trọng Hoàng Lăng. Nhưng trên thực tế biểu hiện của Hoàng Lăng ở Ninh Lăng có thể nói là xuất sắc. Lão Yến, bây giờ không phải lúc nói việc này. Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Chúng ta bây giờ cần là suy nghĩ sau đây nên làm như thế nào. Mấy năm nay kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh, làm như thế nào giảm thiểu sức ảnh hưởng của việc này, đó mới là điều tỉnh ủy cần suy nghĩ. Yến Nhiên Thiên có chút đỏ mặt và tức giận, y không ngờ Ứng Đông Lưu mới làm bí thư tỉnh ủy lại làm y mất mặt đến vậy. Theo y nghĩ Ứng Đông Lưu trong mấy năm làm chủ tịch tỉnh thì luôn thể hiện bình tĩnh, vừa thấy mặt đã cười. Ứng Đông Lưu khác hẳn Ninh Pháp là người có tính kích động và ảnh hưởng mạnh. Chỉ cần Ninh Pháp tham gia hội nghị, tiết tấu hội nghị sẽ do y chỉ huy. Nhưng biểu hiện hôm nay của Ứng Đông Lưu đã làm cho Yến Nhiên Thiên phải nghĩ lại. Mấy vị khác cũng có thể cảm nhận được biến hóa này. Yến Nhiên Thiên nói rõ ràng là nhằm vào Ninh Pháp và Qua Tĩnh. Hoàng Lăng do hai người bọn họ đề bạt, điều này ai cũng biết. Mà Ứng Đông Lưu cùng Ninh Pháp không hòa hợp là điều ai cũng biết. Lúc này Yến Nhiên Thiên lại bị Ứng Đông Lưu không hề khách khí cắt ngang. Điều này sẽ khiến các vị thường vụ khác phải suy nghĩ. Ứng Đông Lưu muốn lấy Yến Nhiên Thiên để lập uy, hay là thật sự không muốn việc này gây ra mâu thuẫn với Ninh Pháp? Yến Nhiên Thiên có lẽ cũng nhận ra đủ ánh mắt nhìn về phía mình. Y cũng thấy mình nếu xử lý không tốt thì có lẽ sẽ tạo thành xung đột không cần thiết. Yến Nhiên Thiên nghĩ vậy nên cười nói. Bí thư Ứng nói đúng, việc cần nhất bây giờ là đảm bảo cục diện chính trị được ổn định, tránh cho hỗn loạn không cần thiết. Đại hội đảng lần 9 của tỉnh sắp diễn ra, các nơi đều bận rộn, nghiệp vụ nặng nề. Nếu Hoàng Lăng đủ chứng cứ thì tôi đề nghị tỉnh ủy nên nhanh chóng xác định bí thư mới cho Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu có lẽ cũng cảm thấy mình vừa nãy nói không được ổn. Nhưng Yến Nhiên Thiên khéo léo đưa đẩy làm y có chút ngạc nhiên. Y tưởng đối phương ít nhất sẽ xa sầm mặt lại không nói mới đúng. Bí thư Yến, bí thư Ứng, tôi thấy tỉnh ủy cũng nên nhanh chóng xác định ở vấn đề này. Ninh Lăng là điển hình trong sự phát triển của tỉnh ta, không thể vì Hoàng Lăng xảy ra chuyện mà ảnh hưởng đến cục diện Ninh Lăng. Hoàng Lăng mặc dù khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng đã làm không ít công việc, nhưng dù sao đây là do cố gắng chung của cán bộ Ninh Lăng nên mới được như vậy. Điểm này tôi cảm thấy cần phải tỏ rõ thái độ mới được. Tần Hạo Nghiên nói, tâm trạng Ứng Đông Lưu đang không được tốt, còn hơn tháng nữa là diễn ra đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên. Hoàng Lăng xảy ra chuyện khiến cho bao bố trí của tỉnh gặp loạn. Hoàng Lăng về cơ bản được xác định làm phó chủ tịch tỉnh khóa tới, bây giờ thì hay rồi, Hoàng Lăng vào tù, hơn nữa tạ thành bóng ma cho bộ máy tỉnh ủy mới. Hoàng Lăng không phải người mê tín nhưng xảy ra chuyện này ai có thể vui vẻ được. Chủ yếu là Ninh Lăng đang phát triển tốt, bây giờ rất có thể bị cắt ngang. Bây giờ muốn tìm người quen thuộc, có kinh nghiệm công tác ở Ninh Lăng. Có năng lực thúc đẩy Ninh Lăng qua cơn khó khăn không phải không tìm ra. Nhưng Ứng Đông Lưu cần chính là chọn người có thể kéo dài xu thế phát triển của Ninh Lăng hiện nay, như vậy cần người giỏi làm kinh tế. Trưởng ban Qua, chị có ý gì không? Ứng Đông Lưu hỏi Qua Tĩnh.
Tôi đồng ý với Chủ tịch Tần cùng Bí thư Yến về việc nhanh chóng chọn Bí thư Thị ủy Ninh Lăng. Nhưng chọn người như thế nào cũng là rất quan trọng. Tình hình Ninh Lăng mọi người đều thấy rõ ràng. Tôi cảm thấy tỉnh ủy khi cân nhắc chọn người vừa đảm bảo Ninh Lăng ổn định xã hội, ổn định cục diện chính trị, càng quan trọng hơn là người đó phải gánh vác việc phát triển của Ninh Lăng. Điểm này là rất quan trọng, chúng ta không thể tùy ý chọn một người để đối phó trước mắt mà quên đi tính lâu dài. Kết quả đó chính là Ninh Lăng lại một lần nữa về vị trí cuối cùng của tỉnh. Chọn bí thư chính xác là rất quan trọng. Qua tính một bên đồng ý Tần Hạo Nghiên cùng Yến Nhiên Thiên, một bên cũng khéo léo nói ra ý kiến của mình. Qua Tĩnh nói đúng tâm tư của Ứng Đông Lưu, y đúng là đang nghĩ chọn ai làm bí thư thị ủy cho phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện nay của Ninh Lăng, cho nên mới muốn nghe ý kiến các thường vụ một chút. Tôi đồng ý với trưởng ban Qua, xu thế phát triển 2 năm trước của Ninh Lăng rất tốt, nhưng từ năm trước đã có xu thế giảm đi đôi chút, năm nay càng rõ hơn. Tôi rất lo lắng điều này, nếu tỉnh ủy chọn bí thư thị ủy không tốt sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trong mấy năm tới của Ninh Lăng. Nhâm Vi Phong vẫn suy nghĩ xem mai nên đối phó như thế nào, lúc này y cũng phải lên tiếng. Bây giờ có một việc trước mắt là mai sẽ diễn ra cuộc hội thảo cấp quốc gia về ngành thiết bị điện và ngành liên quan tại Ninh Lăng, cùng với hội nghị thu hút đầu tư ở đây. Nhất là cuộc hội thảo do Bộ Năng lượng tổ chức có sức ảnh hưởng rất lớn, tỉnh tốn không ít tâm tư mới tranh thủ được. Bây giờ tổ chức ở Ninh Lăng, ai đến làm nhân vật chính? Giải thích như thế nào khi thiếu bí thư thị ủy Ninh Lăng? Phó Bộ trưởng Lưu Nham, Bộ Năng lượng cùng mấy vị cục trưởng sẽ tới, còn có lãnh đạo Sở Năng lượng các tỉnh trong cả nước, đây là vấn đề khó giải quyết. Quyển 13, chương 7. Vấn đề Nhâm Vi Phong đưa ra mới là thực tế nhất hiện nay. Ngày mai Bộ Năng lượng tổ chức hội thảo cấp quốc gia ở Ninh Lăng. Có thể nói hội nghị này bao gồm cả ngành năng lượng, thành hội thảo mang tính định hướng phát triển cho ngành sản xuất này. Trụ sở thiết bị ngành điện ở Ninh Lăng có cơ hội tổ chức hội nghị này. Như vậy nó sẽ tăng sức ảnh hưởng của Ninh Lăng trong lĩnh vực năng lượng, hấp dẫn nhà đầu tư bên ngoài vào đó. Nhưng vào lúc này bí thư thị ủy Ninh Lăng bị bắt thì anh nói đây là may hay không? Đó là một việc, vì tránh ảnh hưởng bất lợi bây giờ sợ rằng chỉ có thể đẻ chung dược quân chủ trì hội nghị lần này. Tần Hạo Nghiên nhìn Ứng Đông Lưu rồi nói. Hiện nay cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Trước đó chung dược quân vẫn cùng Hoàng Lăng chuẩn bị hội nghị này, vấn đề chắc không lớn. Phiền phức chính là chỉ sợ không giấu việc này được bao lâu. Hoàng Lăng là bí thư thị ủy mà không ra mặt nhất định sẽ tạo nghi ngờ. Nhâm Vi Phong cười khổ nói. Mai tôi không biết đối mặt với việc này như thế nào. Lão Liêu, bên Ninh Lăng ngoài Hoàng Lăng còn ai dính vào nữa không? Yến Nhiên Thiên đột nhiên nói. Điều này khó nói, nếu chỉ là hai vấn đề trước đó thì sợ chỉ là mấy công ty mà thôi. Nhưng nếu việc mua quan bán chức được xác minh thì sẽ rất phiền phức. Liêu Vĩnh Đào nói. Yến Nhiên Thiên gật đầu không nói nữa. Ứng Đông Lưu biết cần tới lúc mình cần lên tiếng. Hôm nay mời mọi người đến họp gấp cũng chính là thông báo về các hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Lăng, bí thư thị ủy Ninh Lăng. Đây là vụ án lớn mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đang tiến hành điều tra, cũng lộ rõ quyết tâm chống hủ bại của tỉnh ủy chúng ta. Bây giờ vụ án đã có đột phá nên thông báo với mọi người. Đồng thời đồng chí Liêu Vĩnh Đào đề nghị lập tức bắt Hoàng Lăng. Về phần thông báo với bên ngoài, tôi và đồng chí Liêu Vĩnh Đào đã bàn và nghĩ chuyện này không thể giấu được, có lẽ rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Hoàng Lăng là bí thư thị ủy mà giấu mặt vài ngày, nhất là mai còn có cuộc hội thảo cấp quốc gia tổ chức ở Ninh Lăng thì càng không thể che giấu. Vì thế với bên ngoài chúng ta nói Hoàng Lăng có hành vi vi phạm pháp luật nên bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều tra. Về phần hội thảo ngày mai, tôi thấy mời Chủ tịch Vi Phong toàn quyền đại biểu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tham gia toàn bộ quá trình. Chủ tịch Hạo Nhiên sẽ giải thích với Phó Bộ trưởng Lưu Nham về việc này, nói tỉnh ta đang chuẩn bị cho đại hội đảng của tỉnh, mong Phó Bộ trưởng thông cảm. Ứng Đông Lưu khi học ở trường đảng Trung ương đã gặp và quen Lưu Nham. Nhâm Vi Phong cười khổ một tiếng rồi gật đầu. Về lựa chọn ai làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, tôi đồng ý với trưởng ban Qua, vừa phải kịp thời, vừa thận trọng, vừa sớm xác định để ổn định cục diện, đồng thời cũng phải đảm bảo cho sự phát triển của Ninh Lăng. Trưởng ban Qua, ban tổ chức cán bộ lập tức chọn người, cố gắng nhanh nhất xác định. Thưa các vị, đại hội đảng lần thứ 9 sắp diễn ra, công việc gần đây sẽ rất nhiều. Hơn nữa bây giờ xảy ra chuyện này, hy vọng mọi người phụ trách tốt công việc của mình, phải đứng ở góc độ chính trị cao mà làm việc, đảm bảo đại hội đảng của tỉnh diễn ra thuận lợi. Hội nghị thường ủy cuối cùng đã tan, lúc này đã là 10 giờ đêm.
Suốt đêm Nhâm Vi Phong chạy đến Ninh Lăng. Sáng mai đầu tiên lúc 8 giờ y tham gia hội nghị thường ủy đầu tư khu vực An Đông, 11 giờ sẽ tham gia cuộc hội thảo của Bộ Năng lượng. Y đại biểu tỉnh nên cần đến sớm. Qua tính ra phòng hội nghị rồi trực tiếp xuống lầu chuẩn bị về phòng thu đồ thì nhận được điện của thư ký Ứng Đông Lưu mời chị đến văn phòng Ứng Đông Lưu một chút. Qua tính đoán Ứng Đông Lưu muốn hỏi vấn đề chọn người vào chức bí thư thị ủy Ninh Lăng. Chị bây giờ cũng không có nhiều lựa chọn, muốn tìm người thích hợp là không dễ dàng. Trung Dược Quân được Tần Hạo Nghiên chọn nhưng không phù hợp ý của Ứng Đông Lưu. Theo qua tính thấy Trung Dược Quân quá mềm yếu, làm thị trưởng còn được, nhưng vào lúc này làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thì sợ vẫn còn kém. Yến Nhiên Thiên muốn đẩy ai thì qua tính cũng biết, trong hội nghị y nói muốn nhanh chóng xác định người làm bí thư thị ủy. Qua tính đã đoán ra. Đó chính là Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an Nghiêm Lập Dân hoặc là Phó Thị trưởng thành phố An Đô, Đào Đại Trung. Đàm Lập Phong vốn là người thích hợp nhưng Yến Nhiên Thiên một lòng muốn Đàm Lập Phong thay Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Chẳng qua Yến Nhiên Thiên muốn nắm chắc bí thư thị ủy Ninh Lăng chưa chắc đã được Ứng Đông Lưu tán thành. Đừng nhìn vị bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu này bình thường ít lên tiếng, thái độ ôn hòa nhưng lại là người cứng rắn không kém gì Ninh Pháp. Văn phòng Ứng Đông Lưu có phong cách khác với văn phòng Ninh Pháp. Văn phòng Ninh Pháp mộc mạc, nho nhã. Văn phòng Ứng Đông Lưu lại có điểm của văn nhân, nhiều sách. Ngồi đi trưởng ban qua. Vẻ mặt Ứng Đông Lưu bây giờ tốt hơn nhiều. Thư ký vào rót trà rồi đi ra ngoài. Bí thư Ứng, có phải là chuyện chọn người vào chức bí thư thị ủy Ninh Lăng không? Qua tính trực tiếp hỏi. Ừ, vừa nãy phó bí thư Yến Nhiên Thiên đã đề cử Nghiêm Lập Dân với tôi. Chủ tịch Tần Hạo Nghiên mặc dù không nói nhưng tôi cảm thấy y muốn Trung Dược Quân vào vị trí này. Ứng Đông Lưu nói rất thẳng. Tôi muốn nghe ý kiến của chị một chút. Qua tính trầm ngâm một chút chứ không lập tức trả lời. Trên thực tế sau khi Ninh Pháp điều đi, chị vẫn chưa có cuộc trao đổi chính thức với Ứng Đông Lưu. Theo lý thuyết bí thư tỉnh ủy mới nhận chức nên nói chuyện với trưởng ban tổ chức cán bộ để xây dựng bộ máy. Nhưng bí thư Ứng này khá đặc biệt. Qua một thời gian mà y vẫn không động đây. Không nói chuyện với bất cứ vị thường vụ nào cả. Hơn nữa Ứng Đông Lưu lại chú tâm việc xuống cơ sở ví dụ như đến gặp mặt nói chuyện với mấy công ty nhà nước lớn của thành phố An Đô và thành phố Miên Châu, cùng với nói chuyện với mấy công ty tư nhân, công ty liên doanh ở Kiến Dương cùng Hoài Khánh. Điều này khác hẳn với quan điểm chú ý cuộc sống dân chúng, sự nghiệp xã hội trước đây của Ứng Đông Lưu. Ứng Đông Lưu cũng không tỏ thái độ rõ ràng với ý kiến của Nhâm Vi Phong trong hội nghị vừa rồi. Nhưng qua tính có thể thấy vẻ mặt Ứng Đông Lưu hơi đổi lúc ấy, ít nhất cho thấy Ứng Đông Lưu chú trọng ý kiến của Nhâm Vi Phong. Qua tính cảm thấy Ứng Đông Lưu đã hoàn thành việc chuyển đổi từ chủ tịch tỉnh sang vị trí bí thư tỉnh ủy. Khi làm chủ tịch tỉnh, y có ý kiến về việc Ninh Pháp chú trọng phát triển kinh tế mà bỏ qua sự nghiệp xã hội. Nhưng bây giờ thành bí thư tỉnh ủy, y cũng không thể không chú trọng vào phát triển kinh tế. Chính vì như vậy nên quan điểm của Nhâm Vi Phong vẫn là người phụ trách công nghiệp của tỉnh mới được Ứng Đông Lưu coi trọng đến vậy. Nhất là Nhâm Vi Phong khi nói tới kinh tế Ninh Lăng đang gặp khó khăn càng làm Ứng Đông Lưu thấy lo lắng. Có lẽ cũng nên cho người ta một loại so sánh. Khi Ninh Pháp làm bí thư tỉnh ủy đã phân công Ứng Đông Lưu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, kinh tế Ninh Lăng phát triển rất nhanh. Bây giờ Ứng Đông Lưu làm bí thư đã bắt Hoàng Lăng. Đổi người khác làm bí thư thị ủy mà để kinh tế Ninh Lăng suy thoái cũng không hay ho gì. Bí thư Ứng, thực ra trong hội nghị tôi vẫn suy nghĩ ai thay Hoàng Lăng, ai có thể ổn định cục diện chính trị của Ninh Lăng, đồng thời khiến kinh tế Ninh Lăng vượt qua giai đoạn khó khăn này, tiến vào một cao trào mới. Qua tính suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng tôi đã suy nghĩ qua về cán bộ có thể điều tới vị trí này thì cảm thấy không tìm ra được hai người thích hợp. Ứng Đông Lưu gật đầu ra hiệu qua tính tiếp tục nói. Đàm Lập Phong là người khá thích hợp nhưng anh ta chưa chắc có thể chính thức nắm giữ sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Anh ta không có kinh nghiệm làm kinh tế, muốn đột phá cục diện mới là không dễ. Qua tính trước mặt Ứng Đông Lưu cũng không giấu quan điểm của mình. Thường vụ thị ủy An Đô, bí thư ban quản lý khu khai phát An Đô, Lưu Vĩnh Đào thì tôi thấy có thể được. Nhưng bây giờ trọng trách ở khu khai phát rất nặng nề, tôi đoán có lẽ Diêu Văn Chí không thả người. Anh cảm thấy hai người Lão Tần. Lão Yến đề cử thì sao? Ứng Đông Lưu đảo mắt và nói. Bí thư Ứng, xin thứ tôi nói thẳng, Trung Dược Quân quá non, mới làm thị trưởng, có thể nói công tác cơ bản còn chưa nắm bắt được cơ mà. Như vậy làm bí thư thì càng kém xa. Về phần Nghiêm Lập Dân, tôi không biết sao bí thư Yến nghĩ như thế nào lại làm cho người này đến Ninh Lăng làm bí thư.
chỉ vì Nghiêm Lập Dân quen tình hình ở Ninh Lăng, chưa từng làm công tác kinh tế, chỉ ở phụ trách mảng chính pháp và đảng đàn. Chỉ tiếc đây là chọn người vào chức bí thư thị ủy, không phải chọn bí thư đảng ủy chính pháp. Qua Tĩnh khinh thường nói. Vậy chẳng phải không có ai thích hợp sao? Ứng Đông Lưu không cho là đúng nói. Có, thực ra có một người rất thích hợp, chỉ là... Qua Tĩnh hơi động tâm nói. Ai? Ứng Đông Lưu nói. Triệu Quốc Đống. Qua Tĩnh bình tĩnh nói. Quyển 13, chương 8. Triệu Quốc Đống. Ứng Đông Lưu gật đầu rồi lại lắc đầu nhưng không nói thêm gì. Đúng, Triệu Quốc Đống đã từng công tác ở Ninh Lăng, đã làm chủ tịch, bí thư huyện ủy huyện Hoa Lâm, thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát, có biểu hiện đột xuất trong công tác phòng chống lụt bão năm 1998. Việc này Ứng Đông Lưu có ấn tượng, lúc ấy y còn tự mình đến Ninh Lăng chỉ huy việc phòng chống lụt bão. Thị xã Ninh Lăng, thậm chí cả tỉnh thì biểu hiệu của Triệu Quốc Đống là rất xuất sắc. Ngay cả Phó Thủ tướng Văn Quốc Cơ đến chỉ huy cuộc phòng chống lụt bão cũng đã khen ngợi. Cậu ta lúc ở Hoa Lâm đã khiến huyện này từ huyện nghèo cấp quốc gia thoát khỏi cảnh đó, trở thành huyện đứng thứ hai về kinh tế của Ninh Lăng. Lúc làm ở quận Tây Giang và khu khai phát càng kéo được trụ sở thiết bị ngành điện đến, có thể nói hai năm qua kinh tế Ninh Lăng phát triển nhanh là do trụ sở này. Về biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh thì tôi không cần giới thiệu nhiều. Kinh tế Hoài Khánh có thể có được hôm nay thì công của Triệu Quốc Đống là không thể không có. Qua Tĩnh nói, bây giờ cậu ta rèn luyện hơn nửa năm ở bộ năng lượng, tin rằng ánh mắt, ý chí đã hơn xa trước đây. Tôi nghĩ cậu ta hoàn toàn có thể làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Ứng Đông Lưu biết quan hệ giữa Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống khá tốt. Lúc trước Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong cạnh tranh chức thị trưởng Hoài Khánh thì Qua Tĩnh từng tranh chấp với Yến Nhiên Thiên. Sau đó Ninh Pháp miễn cưỡng đồng ý với Qua Tĩnh. Nhưng cuối cùng Triệu Quốc Đống lại phải đi. Ngay cả Ứng Đông Lưu cũng không rõ Ninh Pháp sao lại làm như vậy. Theo lý thuyết bản thân Ninh Pháp thì thích dùng cán bộ như Triệu Quốc Đống mới đúng. Hơn nữa còn có quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương cơ mà. Năng lực của Triệu Quốc Đống thì không có gì để nghi ngờ. Tôi chỉ lo độ tuổi và lý lịch của cậu ta sẽ khiến người ta lên án. Bí thư thị ủy không phải thị trưởng, chuyển từ chấp hành công tác sang xác định phương hướng chính. Việc này thoạt nhìn không có gì khác nhau nhưng trong này có nhiều điểm khác nhau. Tôi lo chính là điểm này. Ứng Đông Lưu suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Ứng, tuổi trẻ phải là tài sản mà. Hơn 30 đúng lúc là tuổi muốn cống hiến nhất. Tôi không cho rằng lý lịch của Triệu Quốc Đống là có vấn đề. Cậu ta từng làm phó chủ tịch huyện, chủ tịch, bí thư huyện ủy, bí thư quận ủy, phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, còn làm cục trưởng bộ năng lượng. Tôi nghĩ lý lịch này không ít mà. Qua Tĩnh cười nói. Hơn nữa giống ngài nói đó, Ninh Lăng vừa cần ổn định cục diện chính trị, vừa cần phát triển mạnh về kinh tế. Tôi thấy Triệu Quốc Đống chính là nhân vật như vậy, nhất là điều lo lắng mà Chủ tịch Vi Phong nói ra, tôi cảm thấy càng cần người giỏi làm kinh tế như Triệu Quốc Đống đến phụ trách. Ứng Đông Lưu có ấn tượng khá tốt với Qua Tĩnh. Qua Tĩnh mặc dù theo sát Ninh Pháp, nhưng đó là bình thường. Người phụ nữ này rất khôn khéo. Cũng biết xu thế, có lối suy nghĩ và quan điểm độc lập. Điểm này có thể sẽ khiến bất cứ bí thư nào hài lòng. Ý kiến của Qua Tĩnh đúng là làm Ứng Đông Lưu động tâm. Khi y vừa đến An Nguyên làm chủ tịch tỉnh đã phân công người điều tra việc cải cách công ty nhà nước ở quận Tây Giang, qua đó y có ấn tượng rất sâu về Triệu Quốc Đống. Nhất là trí tuệ chính trị của Triệu Quốc Đống là điều hiếm thấy ở độ tuổi đó. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn quá trẻ để làm bí thư thị ủy. Nếu dùng thì nhất định sẽ tạo ra không ít tranh luận. Yến Nhiên Thiên còn đỡ, nhưng Tần Hạo Nghiên về sau cùng mình tạo bộ máy trong mấy năm. Thấy Ứng Đông Lưu có vẻ đang suy nghĩ gì đó, Qua Tĩnh cười nói. Bí thư Ứng, biểu hiện của Triệu Quốc Đống khá chín chắn. Cậu ta đã có bài báo trên tờ Cầu Thị về quan điểm công tác cơ sở nông thôn. Trưởng Ban Hàn đánh giá rất cao. Mà việc xử lý sự kiện quần thể ở Hoài Khánh cũng khiến trưởng ban thư ký Hồ và bí thư Đinh rất hài lòng với biểu hiện của cậu ta. Tôi nghĩ lựa chọn này cũng không mang lại quá nhiều tranh luận. Ứng Đông Lưu cười cười một tiếng. Qua Tĩnh này đúng là hiểu ý người, lập tức nhận ra lo lắng của mình. Chẳng qua y không phải ngại Tần Hạo Nghiên cùng Yến Nhiên Thiên không nhất trí, mọi người cùng nhất trí mới là không bình thường. Giống như trước y và Ninh Pháp hay không đồng nhất vậy. Y bây giờ cũng chỉ là không muốn có mâu thuẫn quá sớm khi bộ máy chưa định hình mà thôi. Chẳng qua Qua Tĩnh nói thật ra nhắc nhở y, mình không muốn mâu thuẫn quá lớn, Tần Hạo Nghiên có lẽ cũng càng sợ hơn.
Triệu Quốc Đống bây giờ đã được điều lên bộ năng lượng, tôi thấy cậu ta làm khá tốt ở bộ năng lượng, bây giờ muốn về hay không là một vấn đề. Phần khác chúng ta cũng cần hỏi ý kiến bộ năng lượng. Theo tôi biết cậu ta phụ trách cục quy hoạch và phát triển, là cục khá quan trọng của bộ. Gần đây có một loạt chính sách và quy hoạch cho ngành năng lượng, nhất là dính đến mảng năng lượng mới, không biết có ảnh hưởng gì không? Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Cái này, Qua Tĩnh thật ra không nghĩ đến điểm này. Triệu Quốc Đống biểu hiện như thế nào ở bộ năng lượng thì Ninh Pháp trước khi đi cũng nhắc tới. Ninh Pháp còn nói Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang có hứng thú với Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Quốc Đống cảm thấy ở bộ năng lượng có tương lai quan trọng hơn, không muốn về thì mình đúng là mất công sức. Tôi thấy như vậy, chị ngày mai liên lạc với bộ năng lượng. Ừ, liên lạc trực tiếp với Bộ trưởng Thái Chánh Dương. Nếu bộ đồng ý thả người thì chị gặp mặt Triệu Quốc Đống hỏi ý kiến cậu ta. Hình như cậu ta tham gia cuộc hội thảo bộ năng lượng tổ chức ở Ninh Lăng. Chắc phải làm phiền chị tới đó. Về nguyên tắc tôi đồng ý với chị. Mai sau khi liên lạc xong với bộ năng lượng, chị có thể chuyển đạt ý của tôi với Lão Yến. Lão Tần thì tôi sẽ nói chuyện. Ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu, Qua Tĩnh mới phát hiện hình như mình hiếm khi phạm sai lầm. Chị cẩn thận nghĩ lại cuộc nói chuyện vừa rồi và càng nghĩ càng không ổn, sao mình lại như vậy? Đủ loại dấu hiệu cho thấy Ứng Đông Lưu không nghĩ đến Trung Dược Quân, Nghiêm Lập Dân, thậm chí Đàm Lập Phong cũng không phải. Vậy mà mình không nhận ra mới là lạ. Ứng Đông Lưu nhất định đã sớm nghĩ đến Triệu Quốc Đống, chỉ là có vài nhân tố băn khoăn cho nên mới gọi mình đến, để mình nói đến Triệu Quốc Đống. Quan tâm sẽ loạn, lúc trước Triệu Quốc Đống dễ dàng bị đẩy khỏi vị trí thị trưởng Hoài Khánh làm Qua Tĩnh có chút áy náy. Có lẽ do điều này làm cho chị ta loạn, nên muốn nhanh chóng tranh thủ cơ hội cho Triệu Quốc Đống. Đương nhiên thực tế mà nói Triệu Quốc Đống đúng là người thích hợp nhất làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hiện nay. Qua Tĩnh thậm chí hy vọng điều Đàm Lập Phong đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng trước, sau đó đợi tỉnh thay đổi nhân sự thì Triệu Quốc Đống sẽ quay về làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Nhưng chị cũng biết suy nghĩ này không thực tế. Chức thị trưởng Hoài Khánh không thể bỏ trống nửa năm. Nếu Triệu Quốc Đống về Hoài Khánh thay Đàm Lập Phong làm thị trưởng nửa năm cũng không ổn. Như vậy Triệu Quốc Đống chỉ có thể tới Ninh Lăng làm bí thư thị ủy. Đây là điều duy nhất mà chỉ có thể giúp Triệu Quốc Đống. Đương nhiên điều Ứng Đông Lưu lo lắng không phải không có lý. Triệu Quốc Đống mặc dù ở bộ năng lượng cũng xuất sắc, thời gian trước còn cùng Phó Thủ tướng Lục Kiến Bang sang bốn nước Nam Á, thậm chí bạn của chị ở ban tổ chức cán bộ Trung ương cũng gọi điện khen bộ năng lượng có cán bộ trẻ tuổi xuất sắc. Vấn đề là Thái Chánh Dương có lẽ khóa tới sẽ xuống tỉnh, chẳng lẽ Triệu Quốc Đống còn định xuống địa phương theo Thái Chánh Dương? Qua Tĩnh không cho rằng như vậy. Có quan hệ mật thiết với bí thư tỉnh ủy mặc dù tốt nhưng sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ với anh. Qua Tĩnh cảm thấy với tính cách của Triệu Quốc Đống sẽ không làm như vậy. Mà đối với hắn thì Ninh Lăng bây giờ chỉ là sân khấu thấp hơn Hoài Khánh một chút mà thôi. Qua Tĩnh tin Triệu Quốc Đống sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt. Mặc dù hắn ở bộ cũng tốt, thậm chí có thể được Phó Thủ tướng coi trọng. Nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì rèn luyện ở cơ sở là tốt hơn. Chờ khi hắn đạt thành tích càng thêm chói mắt, có thể làm cán bộ cấp phó tỉnh thì hắn quay lại cấp bộ cũng không muộn. Quyển 13, chương 9. Triệu Quốc Đống mơ màng cầm máy lên, nhìn thời gian, lại nhìn số điện thoại gọi tới thì có chút khó hiểu. Mới 7 giờ sao Nhâm Vi Phong lại gọi tới? Chẳng lẽ Nhâm Vi Phong cũng ở khách sạn Ninh Thai? Triệu Quốc Đống có chút giật mình nhưng lập tức lắc đầu. Nhâm Vi Phong sao có thể ở đây? Y mà ở nhất định là ở Ninh Uyển mới đúng. Nghe Trình Nhược Lâm nói thì trong khách hôm qua không có Nhâm Vi Phong. Nhất định là về Ninh Lăng cùng Hoàng Lăng. Chủ tịch Vi Phong, ngài có phải quá chuyên nghiệp không vậy, sớm như vậy đã dậy rồi. Ngài đang ở đâu thế? Không còn là cấp trên cấp dưới trực tiếp càng khiến quan hệ giữa Triệu Quốc Đống và Nhâm Vi Phong thêm thân mật. Hai người thường hay trao đổi với nhau. Cậu không ở Ninh Uyển mà chạy đi đâu thế? Nhâm Vi Phong thực ra mới 46 tuổi, là tuổi đang đẹp nhất trong đời làm quan. Y không phải người hay trưởng thành từ An Nguyên. Mà từ chức phó thị trưởng thường trực thành phố Lam Đảo, tỉnh Lỗ điều tới tỉnh An Nguyên làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Ninh Uyển là nơi lãnh đạo ở. Phó Bộ trưởng Lưu Nham tối qua chắc ở cùng chỗ của ngài. 7 giờ Phó Bộ trưởng Lưu Nham đến An Đô rồi mới tới Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Tôi sẽ không đến cho náo nhiệt làm gì. Hừ, 10 giờ tôi mới từ An Đô xuất phát, 2 giờ mới tới nơi đó. Nhâm Vi Phong tức giận nói. Hả, vậy ngài sao không nghỉ một lát, sớm như vậy đã dậy rồi, vì hội thảo làm ngài hưng phấn không ngủ được sao?
Triệu Quốc Đống cười nói. Tối qua trên đường Ứng Đông Lưu đã gọi điện đến cho Nhâm Vi Phong, Ứng Đông Lưu hỏi ý kiến y về mấy ứng viên do Tần Hạo Nghiên, Yến Nhiên Thiên và Qua Tĩnh đề cử. Nhâm Vi Phong rất khách quan đưa ra quan điểm của mình. Về cơ bản ý kiến của Nhâm Vi Phong giống Qua Tĩnh. Trung Dược Quân quá non, thiếu kinh nghiệm, Nghiêm Lập Dân lại thiếu sự quyết đoán trong công việc, không có kinh nghiệm làm công tác kinh tế, nếu để ổn định thì đủ nhưng phát triển kinh tế thì không. Đàm Lập Phong và Triệu Quốc Đống thì khác thích hợp hơn. Nếu so sánh thì Nhâm Vi Phong coi trọng Triệu Quốc Đống hơn. Đừng nói linh tinh, cậu mau tới đây, tôi có việc nói chuyện với cậu. Nhâm Vi Phong biết chuyện bây giờ chưa xác định, nếu ngay cả Qua Tĩnh cũng không lộ tin thì có lẽ còn phải chờ hôm nay tiếp xúc với bộ năng lượng mới quyết định. Nhâm Vi Phong cũng không muốn sớm lộ tin, nhưng y biết chuyện này Qua Tĩnh và Ứng Đông Lưu đều có ý, nếu bên bộ năng lượng không phản đối thì về cơ bản không có vấn đề gì lớn. Làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp nhiều năm, Nhâm Vi Phong rất có tình cảm với phát triển sản xuất công nghiệp. Sau khi làm phó chủ tịch thường trực, áp lực của y càng lớn hơn. Vì thế đối với việc điều Triệu Quốc Đống về Ninh Lăng, Nhâm Vi Phong càng nghĩ sâu hơn. Mích Triệu Quốc Đống rất có thể sẽ thành BT út Ninh Lăng, có lẽ trong 1-2 ngày tới Ứng Đông Lưu sẽ nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu sao sớm như vậy mà Nhâm Vi Phong đã gọi mình tới làm gì. Mình và Nhâm Vi Phong còn có thể có việc gì gấp phải lập tức gặp mặt chứ? Hay là y nghĩ mình chán nên rủ mình ăn sáng? Được, vậy tôi tới xin bữa ăn sáng vậy. Đồ ăn sáng ở Ninh Uyển nổi tiếng khắp vùng mà. Triệu Quốc Đống liền cười nói. Một bên đứng lên thu dọn chút đồ đạc rồi đi ra ngoài. Xe Desert Prince dừng trước sảnh tiếp khách quý. Nhân viên lễ tân đang định chào, Triệu Quốc Đống đã ném chìa khóa xe cho đối phương ra hiệu đối phương cho người mang xe của mình ra bãi đỗ xe, sau đó hắn đi lên bậc thang. Xin lỗi quý khách, hôm nay khu vực VIP này không kinh doanh với bên ngoài. Nhân viên lễ tân vội vàng đi lên nói. Mới đi vài hôm mà lễ tân cũng đã không nhận ra mình. Chẳng qua hắn nghĩ lại thấy cũng đúng, gần 4 năm rồi còn gì. Tôi tới tìm người. Triệu Quốc Đống dừng lại và cười nói. Nhân viên lễ tân đang định lên tiếng thì một người phụ nữ đã đi lên nói. Bí thư Triệu, là ngài. Ồ, Hiểu Yến, sao chị ở đây? Ồ, chị phụ trách tiếp đón cuộc hội thảo. Triệu Quốc Đống liền hiểu ra. Đây là nguyên phó chánh văn phòng ủy ban quận Tây Giang, Khúc Hiểu Yến, bây giờ làm phó chánh văn phòng ủy ban thị xã. Việc tiếp đón của ủy ban thị xã bình thường đều do phó trưởng ban thư ký làm, Khúc Hiểu Yến lên ủy ban thị xã làm phó chánh văn phòng coi như lên một bậc. Là trưởng ban Tiêu phụ trách tiếp đón chung, tôi phụ trách tiếp đón khách từ tỉnh tới. Khúc Hiểu Yến có lẽ vừa rửa mặt chưa lâu, chiếc váy hơi nhăn có lẽ do đêm qua nằm cả váy đi ngủ. Tiêu Phượng Minh mặc dù làm trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng vẫn kiêm chức trưởng ban thư ký thị ủy. Hội thảo lần này là rất quan trọng với Ninh Lăng, vì thế y là người phụ trách chung cuộc tiếp đón. Các nơi tiếp đón khác nhau, có chỗ do văn phòng ủy ban tiếp đón, có chỗ do văn phòng thị ủy đón, có chỗ cả hai đón chung. Ha ha, Hiểu Yến lên chức vào thị xã là chuyện tốt. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Khúc Hiểu Yến từ trên xuống dưới. Người phụ nữ này 3 năm vẫn không thay đổi mấy. Ôi, Bí thư Triệu, nhìn ngài nói kìa, chúng tôi đâu gọi là lên chức cơ chứ, đến đâu làm việc cũng là vận mệnh, sao có thể so sánh với ngài. Ngài bây giờ làm việc ở Bắc Kinh, nếu không phải về họp thì sợ khó đặt chân đến Ninh Lăng chúng tôi. Khúc Hiểu Yến cười cười đầy quyến rũ. Ha ha, đây không phải là tôi về sao, lúc rảnh rỗi chị lên Bắc Kinh thì gọi điện cho tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Vi Phong có phải là dậy rồi không? Chủ tịch Vi Phong bảo tôi tới đây. Ồ, chủ tịch Vi Phong vừa từ cửa sau xuống và đi vào vườn hoa. Hay là tôi cùng ngài đi tìm chủ tịch Vi Phong? Khúc Hiểu Yến cười nói. Được, vậy làm phiền chị. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bí thư Triệu nói gì vậy, phục vụ ngài là điều tôi nên làm mà. Khúc Hiểu Yến đi lên nói. Bí thư Triệu, mời đi bên này. Đúng, bây giờ phải gọi ngài là cục trưởng Triệu mới đúng. Đây chỉ là một cách gọi mà thôi. Triệu Quốc Đống đi theo phía sau Khúc Hiểu Yến. Dáng người Khúc Hiểu Yến này rất được, nhất là đôi tay thon dài trắng nõn kia, móng tay cũng được cắt tỉa tỉ mỉ, bên dưới đi đôi giày thủy tinh trong suốt, bảo sao lại làm tướng của bộ phận tiếp đón ủy ban thị xã. Triệu Quốc Đống từ xa đã thấy Nhâm Vi Phong một mình đi trong vườn hoa. Khúc Hiểu Yến thấy Nhâm Vi Phong một mình đi trong vườn hoa thì hình như lãnh đạo đang nghĩ gì đó.
Cô nhìn Triệu Quốc Đống ra hiệu có nên làm phiền Nhâm Vi Phong không? Triệu Quốc Đống xua tay ra hiệu Khúc Hiểu Yến rời đi. Khúc Hiểu Yến cũng biết ý nên gật đầu lặng lẽ rời đi. Trong lòng Khúc Hiểu Yến lại thầm nghĩ sớm như vậy Chủ tịch Vi Phong đã gọi Bí Thư Triệu tới thì xem ra quan hệ hai người không bình thường. Chủ tịch Vi Phong, vẻ mặt ngài có vẻ rất tốt. Tối qua 2 giờ mới đi ngủ, 6 giờ ngài đã dậy. Ngài có bí quyết dưỡng sinh gì có thể dạy mọi người không? Triệu Quốc Đống cười cười đi tới nói. Tôi đâu có biện pháp dưỡng sinh gì chứ. Tuổi lớn rồi, quá giấc là không ngủ được. Nhâm Vi Phong lắc đầu nói. Ngài nói gì vậy, ngài mới 46 tuổi, đang là tuổi vàng của đời người. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Đừng có nói linh tinh với tôi. Cậu đã làm cán bộ lãnh đạo cấp giám đốc sở, vậy mà sao giống cán bộ cấp dưới vậy chứ? Nhâm Vi Phong như ám chỉ một chút. Ôi, tôi là cán bộ cấp giám đốc sở mà chỉ quản có hơn 20 người, bình thường đều là ngồi một chỗ mà thôi, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài một chuyến. Nhâm Vi Phong dở khóc dở cười, tên này bây giờ trông càng tiêu sái hơn, nói chuyện cũng không kiêng kỵ như trước nữa. Đúng rồi Chủ tịch Vi Phong, sớm như vậy gọi tôi tới không phải vì muốn dạy bảo tôi gì đó chứ. Triệu Quốc Đống cảm thấy đối phương không đơn giản chỉ gọi mình tới không như vậy. Sao, tôi không thể gọi cậu tới tâm sự sao? Nhâm Vi Phong trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống nói. Lên bộ rồi chẳng lẽ tôi không gọi được cậu sao? Đâu có, tôi chỉ là thấy có phải quá sớm không? Quyển 13, chương 10. Tôi thấy lần này cậu sẽ phát biểu, phạm vi hình như hơi rộng, cơ hội của năng lượng mới với ngành điện lực. Sao, chuẩn bị phát huy tốt để dạy cho người phụ trách từ các sở năng lượng khắp nơi trong cả nước một bài học hả? Nhâm Vi Phong vừa đi vừa nói. Chủ tịch Vi Phong, tôi sao nghe hai từ phát huy mà ngài nói nó mơ hồ giống như ý lừa dối vậy? Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt hỏi lại một câu. Ha ha! Nhâm Vi Phong đúng là vui vẻ. Triệu Quốc Đống này phản ứng quá nhanh. Lời mình với ý trêu chọc, hắn lập tức nhận ra. Cậu nghĩ như vậy cũng được, lừa dối cũng được, phát huy cũng được, đừng có thổi hoa bay đầy trời với chúng tôi là được, kết hợp một chút thực tế. Nhất là thực tế ở An Nguyên, nói về phương hướng phát triển của ngành sản xuất này, cũng có thể nói đến vấn đề tồn tại trong đó. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Đây không phải phạm vi đề tài tôi trình bày, tôi chỉ nói về xu thế phát triển và biến hóa của năng lượng mới đối với ngành sản xuất này mà thôi. Nhâm Vi Phong trầm ngâm một chút, bây giờ y còn không dễ dàng lộ việc Hoàng Lăng với Triệu Quốc Đống. Một khi lộ ra Triệu Quốc Đống sẽ nhạy cảm phát hiện liên quan gì tới mình. Nếu như tỉnh không trao đổi tốt với bộ năng lượng thì sẽ thành trò cười. Quốc Đống, tôi cảm thấy cậu lên bộ nhất định đã học hỏi được không ít. Có thể đứng ở vị trí cao để nhìn sự phát triển của bên dưới. Sản nghiệp trụ cột hiện nay của Ninh Lăng là thiết bị ngành điện và sản xuất chế tạo. Có thể nói một ít chính sách và triển vọng trong tương lai của bộ năng lượng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế Ninh Lăng. Tôi cảm thấy cậu không nên ngại khi nói đến mấy vấn đề này. Dù sao lần này tham gia hội nghị ngoài giám đốc các sở năng lượng ra còn có nhiều giám đốc các công ty thiết bị điện. Bọn họ cũng muốn nghe phân tích của bộ về ngành sản xuất này. Nhâm Vi Phong nói khá uyển chuyển, Triệu Quốc Đống cũng hiểu đối phương đây là suy nghĩ cho Ninh Lăng. Điều này thì có thể, không nói đến phân tích gì đó, cũng chỉ là kết hợp cái nhìn của tôi về xu thế phát triển của ngành này mà thôi, coi như đưa ra để mọi người trao đổi. Nhâm Vi Phong rất hài lòng với thái độ của Triệu Quốc Đống. Ít nhất khi nói chuyện công việc, Triệu Quốc Đống rất cẩn trọng. 10 giờ sáng, hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông chính thức khai mạc. Do Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, Hoàng Lăng tạm thời vắng mặt khiến hội nghị do Thị trưởng Ninh Lăng, Trung Dược Quân chủ trì. Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nhâm Vi Phong cùng Thị trưởng ba thị xã Thông Thành, Tân Châu, Vĩnh Lương cùng các phó thị trưởng phụ trách thu hút đầu tư, lãnh đạo các ngành liên quan đến tham gia lễ khai mạc. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc sao hôm nay Hoàng Lăng lại vắng mặt. Mà Nhâm Vi Phong có vẻ sớm biết Hoàng Lăng sẽ vắng mặt, sao lại như vậy? Sự nhạy cảm chính trị làm cho hắn lập tức cảm nhận có vấn đề. Hoặc là Hoàng Lăng đột nhiên bị bệnh nặng không thể tham gia, nếu không sẽ là có chuyện và bị bắt. Vưu Liên Hương cũng có chút giật mình đến tìm Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc này đang nhàn nhã ở Ninh Uyển uống trà. Đây là chè xanh cực phẩm của tập đoàn Dụ Thái sản xuất ở Vân Lĩnh. Gọi là Vân Lĩnh Thúy Nha. Lần này người phụ trách tập đoàn Dụ Thái ở tỉnh An Nguyên biết Triệu Quốc Đống sẽ về nên mang một hộp tới tặng hắn. Nhìn Vưu Liên Hương vội vàng đi vào,
người phụ trách tập đoàn dụ Thái An Nguyên biết ý đứng dậy xin đi. Quốc Đống, Hoàng Lăng đã có việc. Tôi biết. Triệu Quốc Đống gật đầu ra hiệu Vưu Liên Hương ngồi xuống. Cậu sớm biết. Vưu Liên Hương ngẩn ra. Không, chỉ là thấy trong hội nghị thu hút đầu tư lần này Hoàng Lăng không tham gia, Trung Dược Quân không giải thích gì, mà vẻ mặt Nhâm Vi Phong cũng rất bình tĩnh nên tôi đoán Hoàng Lăng nhất định đã xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống nhấp ngụm trà rồi nói tiếp. 4 năm dài không dài, ngắn không ngắn, so với dự đoán của chúng ta thì chênh lệch bao lâu? Vưu Liên Hương cười khổ nói. Mặc dù tôi biết sớm muộn gì Hoàng Lăng cũng có việc. Nhưng tôi không hy vọng y gặp chuyện ở Ninh Lăng, đây là một quả bom đối với Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Tôi nói thật Hoàng Lăng là người có khí phách và đầu óc. Kinh tế Ninh Lăng mấy năm nay phát triển có công không nhỏ của y. Mặc dù cậu cũng nói đến kinh tế của Ninh Lăng có uy hiếp, tôi cũng đã nói với Hoàng Lăng, y cũng cảm nhận được điều này nên định điều chỉnh vào năm nay. Ôi, bây giờ thì hay rồi, công việc nửa năm còn lại làm như thế nào bây giờ? Trung Dược Quân thì sao? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Y dài, hừ, tôi thấy còn không bằng Thư Chí Cao, y trước mặt Hoàng Lăng chỉ như chuột thấy mèo. Vưu Liên Hương khinh thường nói. Chuyện xảy ra vào lúc này, tôi đã nhận được mấy cuộc điện hỏi Hoàng Lăng có việc gì. Chuyện đã xảy ra thì có thể làm gì chứ? Không phải chỉ ngồi yên nghe tình hình sao? Nếu Trung Dược Quân thật sự như chị nói thì tôi đoán trên tỉnh sẽ nhanh chóng xác định người tới làm bí thư. Nghe nói rất có thể là Nghiêm Lập Dân. Vưu Liên Hương nói. Nghiêm Lập Dân. Triệu Quốc Đống nhíu mày suy nghĩ. Rất có thể, y quen tình hình Ninh Lăng, hơn nữa được bí thư Yến tin tưởng. Mà vào lúc này tỉnh ủy cần ổn định nên sợ rằng sẽ để Nghiêm Lập Dân tới. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng nói. Nếu là Nghiêm Lập Dân thì còn không bằng Hoàng Lăng. Hoàng Lăng tuy tham một chút nhưng ít nhất có thể làm việc. Nghiêm Lập Dân có khả năng gì? Ngoài dùng mưu kế ra, còn có thể mang gì tới cho Ninh Lăng? Vưu tỷ, đừng nghĩ bi quan như vậy chứ. Nghiêm Lập Dân còn có chút bản lĩnh nếu không sao có thể làm đến phó bí thư thị ủy và phó giám đốc thường trực sở công an. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, cậu sẽ không nghĩ về sao? Vưu Liên Hương như đột nhiên nghĩ đến gì đó nên nói. Tôi thấy nếu cậu có thể về là tốt nhất. Tôi. Triệu Quốc Đống ngẩn ra như tự hỏi xem khả năng của việc này. Có lẽ tôi tới làm thị trưởng Ninh Lăng còn có thể, nhưng cũng không lớn. Tôi lên bộ năng lượng, ngắn nhất cũng là 1 năm. Hơn nữa tôi ở bộ cũng thoải mái. Bộ trưởng Thái cũng coi trọng tôi, cho nên khả năng này gần như không thể. Vưu Liên Hương gật đầu, cô cũng phải thừa nhận Triệu Quốc Đống nói đúng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhận được điện thoại, là số máy bàn văn phòng Thái Chánh Dương. Quốc Đống, chú đang ở Ninh Lăng. Vâng, hội nghị chưa bắt đầu, có lẽ tầm nửa tiếng nữa. Triệu Quốc Đống nhìn Vưu Liên Hương rồi nói. Ồ, vừa nãy trưởng ban qua, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên gọi đến cho anh, nói tỉnh ủy An Nguyên muốn điều chú về An Nguyên sớm, hỏi ý kiến của bộ. Nghe nói bí thư Đông Lưu muốn để chú làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Thái Chánh Dương nhẹ nhàng nói. Anh muốn hỏi xem chú nghĩ như thế nào. Hả? Triệu Quốc Đống có chút giật mình đứng bật dậy. Vưu Liên Hương mặc dù không biết Triệu Quốc Đống nghe ai gọi nhưng đoán là lãnh đạo. Sao, chú không biết? Thái Chánh Dương ở bên có chút kinh ngạc, y còn nghĩ An Nguyên đã hỏi Triệu Quốc Đống trước. Bí thư thị ủy Ninh Lăng vừa xảy ra chuyện này em mới vừa biết xong. Về phần bố trí công việc của em thì không ai nói gì. Miệng lưỡi Triệu Quốc Đống lúc này khô khốc lại. Ừ, anh thấy tỉnh ủy An Nguyên đúng là giỏi giữ bí mật. Thái Chánh Dương ở bên kia cười nói. Trưởng ban qua cũng đã nói về việc này, chú có cơ hội về. Bí thư Đông Lưu cũng ủng hộ ý này, hy vọng bộ có thể hiểu và ủng hộ. Chú nghĩ như thế nào? Đầu em bây giờ hơi loạn. Triệu Quốc Đống có chút do dự. Đàn ông mà lề mề như vậy sao? Chú muốn về hay ở lại bộ thì nói một câu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Qua Tĩnh nói đúng, về Ninh Lăng là cơ hội. Chẳng qua sân khấu ở Ninh Lăng có hạn, nếu muốn đạt thành tích thì chú phải cố gắng nhiều. Sợ rằng 2-3 năm chưa chắc thấy hiệu quả. Nếu chú muốn về An Nguyên thì phải nhận thức được điều này. Nếu cho chú về Hoài Khánh thì anh không ngăn cản, nhưng Ninh Lăng thì chú cần suy nghĩ cẩn thận. Thái, em muốn về nhưng nếu anh thấy em ở lại tốt hơn, em sẽ ở lại. Triệu Quốc Đống cắn răng nói. Cút, chuyện của chú do chú làm chủ. Chú muốn về thì anh giữ chú lại làm gì? Ai có thể che chở cho chú cả đời?
Thái Chánh Dương thở dài nói. Được, chú nếu đã quyết tâm thì anh sẽ gọi cho qua tính. Chú xong việc thì về ngay, có vài việc cần xử lý. Quyển 13, chương 11. Vưu Liên Hương thấy Triệu Quốc Đống không ngừng đổi sắc, đầu bên kia đã dập máy mà hắn vẫn quên không bỏ xuống. Cô sợ có việc gì, nhưng từ vẻ mặt Triệu Quốc Đống thì thấy không đến mức chuyện quá kém. Quốc Đống, sao vậy? Có chuyện gì sao? Vưu Liên Hương đứng lên quan tâm nói. Không có việc gì. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ xem có nên nói tin này với Vưu Liên Hương không. Thực ra chuyện này cũng không giấu được bao lâu, không chừng mai sẽ truyền khắp nơi. Hắn đang suy nghĩ thì Vưu Liên Hương nhận được điện. Vưu Liên Hương nhìn qua rồi vội vàng nghe. Thị trưởng Trung, tôi có, tôi lập tức đến. Quốc Đống, tôi đi trước. Trung Dược Quân Dục, có lẽ là cuộc hội thảo của Bộ Năng lượng sắp bắt đầu. Tôi đi trước, lát nghỉ sẽ liên lạc sau. Vưu Liên Hương vội vàng cầm cặp, lắc mông rời đi. Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống và vô thức cười cười tự giễu mình. Hôm nay tôi sẽ trao đổi hai điểm với mọi người. Thứ nhất là xu thế phát triển của năng lượng mới, thứ hai là cơ hội của sự phát triển năng lượng mới với ngành điện lực. Trước hết tôi sẽ giới thiệu tình hình phát triển năng lượng mới của quốc tế và trong nước hiện nay. Tôi có thể chắc chắn chậm là 3 năm, lâu là 5 năm do áp lực bảo vệ môi trường và giảm thiểu dùng than khiến nhu cầu về năng lượng mới ở Âu Mỹ sẽ đạt đến đỉnh cao. Như hiện nay kỹ thuật năng lượng mặt trời ở nước ngoài khá thành thạo, việc phát triển pin năng lượng mặt trời và bán ra ngoài đã thành hiện thực. Tôi tin rằng thị trường Âu Mỹ sẽ rất coi trọng năng lượng mặt trời. Mà năng lượng mặt trời cũng sẽ là một ngành có tương lai vô hạn ở Trung Quốc chúng ta. Năng lượng gió ở khu vực đất liền, nhất là khu vực Trung Tây nước ta có ưu thế trời ban. Kinh doanh năng lượng gió cũng dần đi đến bên cạnh chúng ta. Căn cứ kỹ thuật hiện nay nếu như quốc gia hỗ trợ giá điện và hoàn thiện hệ thống lưới điện, tôi tin trong tương lai không xa năng lượng gió sẽ là tạo thành một động lực phát triển kinh tế khu vực phía Tây nước ta. Triệu Quốc Đống nói liên hồi, đưa ra một loạt số liệu kỹ thuật, nắm rõ tình hình phát triển các quốc gia Âu Mỹ như lòng bàn tay. Hơn nữa Triệu Quốc Đống thậm chí còn chủ động dừng lại trả lời vài câu hỏi của các đại biểu bên dưới đưa ra. Điều này làm Nhâm Vi Phong ngồi ở khu khách quý không khỏi gật đầu. Triệu Quốc Đống này xem ra đến bộ năng lượng rèn luyện hơn nửa năm đã đạt thành tích đáng kể. Chỉ bằng miệng lưỡi đã đủ để áp đảo mọi người bên dưới, cũng không biết người này đã biết chức cục trưởng cục quy hoạch và phát triển, bộ năng lượng của mình sẽ không làm được vài hôm nữa hay không. Sau đây tôi sẽ trọng điểm nói đề sự phát triển năng lượng mới có thể mang lại gì cho ngành thiết bị điện và sản xuất tài liệu. Vấn đề này nghe có vẻ nằm ngoài đề tài. Nhưng trên thực tế thì lần này tham gia hội thảo có không ít đại biểu đến từ các công ty, tập đoàn. Cho nên tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giới thiệu về cơ hội kinh doanh của năng lượng mới với mọi người. Đương nhiên đây là cái nhìn của riêng tôi đưa ra chỉ để mọi người tham khảo mà thôi. Lời này của Triệu Quốc Đống làm đại biểu của các công ty rất hứng thú. Đầu tiên tôi nói đến lợi ích từ năng lượng mặt trời đối với ngành điện lực. Nhu cầu năng lượng mặt trời mấy năm tới sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là đối với các ngành công nghệ cao. Tôi có thể chắc chắn trong thời gian nhất định ngành này sẽ đạt lợi nhuận khổng lồ, nhất là ở thị trường châu Âu. Đương nhiên quy mô ngành này ở nước ta vẫn còn quá nhỏ, có thể nói còn có tiềm lực lớn để phát triển. Ngành này cần tài chính và kỹ thuật đầu tư ban đầu rất lớn, nhưng tôi nghĩ mấy vấn đề này cũng có thể vượt qua, chủ yếu là xem khí phách của các vị mà thôi. Về sau các loại thiết bị điện tử, ô tô chạy năng lượng mặt trời sẽ càng lúc càng nhiều vì cần năng lượng sạch. Ngành này sẽ liên quan đến rất nhiều ngành sản xuất khác. Trong vòng mấy năm tới Bộ Năng lượng sẽ đưa ra một ít ủng hộ về tài chính và chính sách đối với các công ty phát triển nghiên cứu năng lượng mặt trời. Chính sách cụ thể ở các tỉnh có lẽ không hoàn toàn giống nhau, mọi người có thể hỏi từ Sở Năng lượng. Ngoài ra tôi xin nhấn mạnh một chút bởi vì yêu cầu về kỹ thuật và thiết bị rất cao nên vì cổ vũ các công ty mạnh dạn đổi mới công nghệ và kỹ thuật để thăm dò, nghiên cứu, Bộ Năng lượng và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Quốc gia sẽ xin Quốc vụ viện phê chuẩn. Hàng năm sẽ do Tài chính Trung ương bỏ ra 300 triệu làm tiền trợ cấp thưởng cho các nghiên cứu kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, nhất là sẽ thưởng nhiều cho việc phá vỡ kỹ thuật độc quyền của nước ngoài. Bộ Năng lượng hy vọng hàng năm khoản tiền 300 triệu này sẽ được dùng hết tất cả. Đây là lời Bộ trưởng Thái nhờ tôi nói với mọi người. Triệu Quốc Đống cười ha hả bổ sung thêm, câu này làm cho các công ty ngồi bên dưới đều xôn xao. Không ít đại biểu dì tai nói chuyện. Nhất là mấy công ty có trình độ khoa học kỹ thuật cao đều rất hưng phấn. Tôi nói tiếp đến mảng năng lượng gió.
Bởi vì khu vực phía tây nước ta có tài nguyên gió rất phong phú, mà mảng thủy điện cứ đến mùa khô là thiếu điện, mà đây là mùa đông, mùa xuân mà tài nguyên gió phong phú nhất. Cho nên có thể ở trình độ nhất định sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa đây là ngành không có ô nhiễm môi trường, cho nên mấy năm sau quốc gia cũng có hỗ trợ rất nhiều. Mà ngành năng lượng gió cần thiết bị phát điện, cần máy biến áp thì thậm chí các ngành này trong 10, 20 năm tới đều sẽ tăng trưởng rất nhanh. Tôi hy vọng đại biểu các công ty có thể thấy rõ xu thế phát triển, kịp thời định vị tìm được điểm vào, nắm bắt cơ hội. Bởi vì quốc gia đề xướng phát triển nguồn năng lượng mới, đồng thời hệ thống lưới điện cũng đang được hoàn thiện, trong đó có vướng mắc về kỹ thuật. Hơn nữa nếu chuyển điện từ Tây sang Đông cần yêu cầu thiết bị truyền tải, trung gian với yêu cầu rất cao. Công trình hệ thống lưới điện sẽ rất nhanh khởi động, đại biểu các công ty cần nắm bắt kịp thời để phát triển, chú ý nghiên cứu sản phẩm mới, nắm bắt phương hướng phát triển của ngành. Khi Triệu Quốc Đống kết thúc bài phát biểu dài nửa tiếng, các đại biểu bên dưới nhất là của các công ty đều giơ tay lên hoan nghênh. Rất nhiều đại biểu hàng năm đều tham gia, đều biết hội nghị này cho lấy lệ mà thôi, nghe xem chính sách quốc gia sắp tới có gì tốt hay không. Hiếm khi nào nghe được bài phát biểu như của Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, nói rất tốt, anh thấy đại biểu công ty phía sau đều vỗ tay nhiệt liệt. Đám người Cục Điện lực và Cục Năng lượng mới nhất định sẽ rất xấu hổ. Lưu Nham ra hiệu Triệu Quốc Đống ngồi xuống cạnh mình và nói. Bộ trưởng Thái vừa gọi điện cho anh, chú sẽ về An Nguyên. Vâng, Bộ trưởng Thái cũng đã nói với em, chẳng qua có lẽ chưa hoàn toàn được xác định, ít nhất em chưa nhận được thông báo chính thức của tỉnh. Triệu Quốc Đống nhỏ giọng nói. Lúc sáng sớm em ngồi với Chủ tịch Nhâm nhưng y cũng không nói gì với em. Hừ, y mà lộ ra sao? Không tuyên bố cuối cùng thì mọi việc vẫn là ẩn số. Bọn họ đương nhiên không dễ tỏ thái độ rồi, dù trong lòng biết cũng không thể nói ra mà. Lưu Nham cười nói. Chú và Nhược Đồng không phải càng lúc càng xa sao? Cô ấy một năm về có vài lần, chờ cô ấy ổn định rồi nói. Triệu Quốc Đống lắc đầu. Vừa nãy trên bục hắn vứt hết các thứ khác ra khỏi đầu, chỉ tập trung vào bài phát biểu. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại suy nghĩ miên man. Hơn nữa chuyện này vẫn còn có hai khả năng, dù em thật sự về thì ai có thể đảm bảo em ở lại An Nguyên bao lâu? Triệu Quốc Đống rút điện thoại di động ra. Lúc nãy lên bục hắn đã tắt tiếng. Bây giờ lấy ra có 4 cuộc gọi nhỡ. Hắn mở ra thấy 2 của Qua Tĩnh, 1 của Hàn Độ, 1 không ngờ lại là của An Nhiên. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi cho An Nhiên trước xem là có chuyện gì. Theo lý An Nhiên không nên có việc gì tìm hắn mới đúng, trừ khi có việc gì rất lớn. Quyển 13, chương 12. Trong máy An Nhiên hỏi Triệu Quốc Đống có phải sẽ đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng không? Triệu Quốc Đống rất ngạc nhiên nhưng lập tức nghĩ ra nhất định An Nhiên biết tin từ vị lãnh đạo tỉnh ủy nào đó. Đối phương ở bên kia nói cho Triệu Quốc Đống biết hắn còn có sự cạnh tranh, có người đang hành động, bảo Triệu Quốc Đống nên cẩn thận. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng, tin này mang đến vài hàm nghĩa, chẳng lẽ nói còn có người coi trọng vị trí này. Chẳng qua đây cũng là việc bình thường, một chức bí thư thị ủy nếu không ai thèm mới là lạ. Chỉ là nếu Ứng Đông Lưu và Qua Tĩnh coi trọng mình thì ai có thể thay đổi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, nếu thật sự việc bổ nhiệm này mà có đối lập thì rất có thể sẽ được biểu quyết trong hội nghị thường ủy. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không tin điểm này Ứng Đông Lưu cũng không khống chế được. Nếu mới lên chức mà cuộc bỏ phiếu này không thông qua, đây là đả kích về uy tín đối với Ứng Đông Lưu. Qua Tĩnh, Nhâm Vi Phong, Hàn Độ, 3 người này Triệu Quốc Đống tin bọn họ ủng hộ mình. Nhưng người khác thì sao? Hồ Liêm có lẽ là người trên của An Nhiên. An Nhiên gọi tới thì có lẽ Hồ Liêm sẽ ủng hộ mình. Ninh Sâm và Vương Kiều Sinh là ẩn số. Người đầu mặc dù có chút qua lại nhưng so sánh với người cạnh tranh thì chỉ sợ mình không có ưu thế mấy. Vương Kiều Sinh thì hoàn toàn không có qua lại. Vị tư lệnh quân khu này hắn chỉ gặp mỗi lần mà thôi. Tần Hạo Nghiên và Yến Nhiên Thiên nhất định không ủng hộ hắn. Miêu Trấn Trung thì không có qua lại, có lẽ cũng không bỏ phiếu cho hắn. Trong 11 vị thường vụ hiện nay, thêm 1 phiếu của Ứng Đông Lưu là 4. Hồ Liêm rất có thể ủng hộ hắn, vậy hắn có 5 phiếu. Còn 4 phiếu không ủng hộ là Tần Hạo Nghiên, Yến Nhiên Thiên, Miêu Trấn Trung và Vương Kiều Sinh. Cạnh tranh kịch liệt như vậy thì Đinh Sâm có lẽ không ủng hộ hắn, phiếu cuối cùng được quyết định ở chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào. Liêu Vĩnh Đào, Triệu Quốc Đống cũng không dễ đoán. Người này được Hùng Chính Lâm giới thiệu cho hắn, nhưng tâm tư người này khó đoán. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời suy nghĩ khá nhiều, sau đó khẽ lắc đầu.
Nếu như việc này mà ứng Đông Lưu phải để biểu quyết, thậm chí chỉ chênh có hai phiếu để xem thắng hay thua thì năng lượng khống chế tỉnh ủy của ứng Đông Lưu nhất định phải xem lại. Sau khi gọi cho Hàn Độ, Triệu Quốc Đống mới gọi cho Qua Tĩnh. Nội dung cũng tương tự như nhau, Hàn Độ bảo Triệu Quốc Đống nên nắm bắt cơ hội. Qua Tĩnh nói thẳng hơn, sau khi biết Triệu Quốc Đống lập tức sẽ về An Đô nên bảo hắn đến văn phòng trị. 4 tiếng ngồi xe, 1 tiếng nói chuyện với Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống lên máy bay để bay tới Bắc Kinh đã là 8 giờ 40 tối. Qua Tĩnh chỉ hỏi nếu như tỉnh ủy bổ nhiệm hắn làm bí thư thị ủy, hắn sẽ đối mặt cục diện Ninh Lăng như thế nào. Vấn đề này Triệu Quốc Đống trên đường về An Đô vẫn suy nghĩ. Hoàng Lăng xảy ra chuyện sẽ khiến Ninh Lăng chấn động mạnh. Vụ án tham ô luôn là theo dây chuyền. Hơn nữa Hoàng Lăng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng hơn 4 năm, nói cách khác nếu ủy ban kỷ luật điều tra cụ thể thì nhất định còn có thể khiến không ít cán bộ lãnh đạo và giám đốc các công ty dính vào. Hơn nữa Trung Dược Quân mới làm thị trưởng không lâu, bây giờ mong y giúp mình gần như không thể. Hơn nữa Triệu Quốc Đống tin tỉnh ủy chọn mình còn cả hy vọng có thể kéo dài xu thế phát triển kinh tế của Ninh Lăng. Hai vấn đề không thể lệch nhau, một trong thời gian ngắn, một trong thời gian dài, làm như thế nào xử lý tốt hai việc này sẽ quyết định sự thành bại của hắn trên cương vị bí thư thị ủy. Triệu Quốc Đống nói rất đơn giản với Qua Tĩnh, việc Hoàng Lăng không che giấu, không mở rộng, xử lý trong phạm vi nhất định. Về điểm khác là ngưng tụ lòng người, tập trung tâm trí của cán bộ, quần chúng vào phát triển kinh tế, cố gắng tranh thủ từ 3 tháng đến nửa năm giải quyết ảnh hưởng từ việc này, để Ninh Lăng quay lại quỹ đạo bình thường. Qua Tĩnh rất hài lòng với câu trả lời của Triệu Quốc Đống, nhất là Triệu Quốc Đống đưa ra ý tưởng không giấu mở rộng, ngưng tụ lòng người phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, mấy điểm này phù hợp suy nghĩ của ứng Đông Lưu. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy hiện giờ mình chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Giấu giếm việc Hoàng Lăng là không thể, càng giấu càng bị đồn đại nhiều hơn. Nhưng nếu như chống hủ bại trên quy mô lớn sẽ khiến đông đảo dân chúng lo lắng, rơi vào giai đoạn ngủ đông, như vậy hiệu quả cũng không tốt, ảnh hưởng đến công việc khác. Nhanh chóng tìm điểm sáng khiến cán bộ chú ý, điều này là biện pháp tốt nhất hiện nay. Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm đã dùng và thấy có hiệu quả khá tốt. Dân chúng đều là người hay quên, nhất là việc không liên quan đến lợi ích cá nhân của mình. Sự chú ý của bọn họ càng dễ bị một ít việc sinh động trong cuộc sống hấp dẫn. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ sơ bộ của Triệu Quốc Đống, tất cả phải đợi có quyết định thì mới muốn làm gì thì làm. Yến Nhiên Thiên đứng trước cửa sổ nhìn chằm chằm vào mảnh rừng trước cửa. Y cảm thấy mỗi lần mình nhìn khu rừng này là trong lòng lại thấy trống trải hơn. Đám người phụ trách ở cơ quan đúng là ngu ngốc, không ngờ còn có ý chặt cả khu rừng này đi, nói muốn trồng cây mới đẹp hơn. Cũng không nghĩ lại chặt cũ trồng mới có thể đẹp bằng phong cảnh tự nhiên sao. Bên ngoài có tiếng bước chân, là thư ký Tiểu Lô. Bí thư, giám đốc Nghiêm đến. Ồ, mời anh ta vào. Nghiêm Lập Dân đi luôn trầm ổn như vậy, nhất là lúc ở sở công an y luôn có phong độ và khí thế. Nhưng khi đến chỗ Yến Nhiên Thiên, Nghiêm Lập Dân không thể không đi chậm lại, khống chế tâm trạng của mình. Từ sau khi biết Hoàng Lăng xảy ra chuyện, Nghiêm Lập Dân rất động tâm. Y rất có tình cảm với Ninh Lăng, từng dòng sông, ngọn núi ở Ninh Lăng đều có dấu chân của Y. Ninh Lăng mấy năm nay dưới sự lãnh đạo của Hoàng Lăng khá nhanh, điều này cũng làm Nghiêm Lập Dân than thở. Bây giờ Hoàng Lăng bị bắt, Ninh Lăng thiếu bí thư thị ủy, mà thị trưởng Ninh Lăng mới đến chưa lâu nên không thể tiếp nhận. Đây chính là cơ hội của Y. Bí thư Yến. Lập Dân, ngồi đi. Yến Nhiên Thiên biết ý đồ Nghiêm Lập Dân tới đây. Trên thực tế Hoàng Lăng vừa xảy ra chuyện thì y cũng tính nên do ai thay thế vị trí này. Nghiêm Lập Dân chính là người thích hợp nhất, hơn nữa Yến Nhiên Thiên muốn lợi dụng ứng Đông Lưu vừa lên chức và còn gặp áp lực đại hội đảng tỉnh lần 9 sắp diễn ra nên không muốn cục diện chính trị mất ổn định mà đưa Nghiêm Lập Dân ra. Nhưng y cũng biết chức bí thư thị ủy không phải do y là phó bí thư tỉnh ủy vỗ bàn quyết định, nhất là khi trưởng ban tổ chức cán bộ Qua Tĩnh luôn đối đầu với y. Đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng Yến Nhiên Thiên, Ninh Pháp trước lợi dụng sự cứng rắn của Qua Tĩnh để hạn chế sức ảnh hưởng của y. Bây giờ Yến Nhiên Thiên nghĩ mình nên lợi dụng ứng Đông Lưu chưa hoàn toàn tin tưởng Qua Tĩnh. Y không tin ứng Đông Lưu lại rộng lượng đến độ nhanh chóng tin tưởng Qua Tĩnh đến thế. Ngoài ra cũng phải xem thái độ của Tần Hạo Nghiên. Bí thư Yến. Tôi biết rồi, anh không cần suy nghĩ nhiều, tôi biết nên làm như thế nào mà. Nhưng anh cũng biết chuyện này cần xem cơ hội. Tình hình trên tỉnh rất phức tạp, bí thư Ninh vừa đi đã xảy ra chuyện như vậy. Bí thư ứng có suy nghĩ của mình, cho nên anh cứ yên tâm công tác.
Yến Nhiên Thiên xua tay nói. Công việc ở sở gần đây thế nào? Nghiêm Lập Dân có chút do dự và không biết nói gì. Yến Nhiên Thiên là người kiên định, y chuyển đề tài chính là không muốn nói chuyện kia. Quyển 13, chương 13. Trung Dược Quân mặc dù đi cùng khách nhưng trong lòng vẫn không yên. Điểm này ngay cả Vưu Liên Hương cũng nhận ra. Điều này cũng khó trách, Hoàng Lăng vừa xảy ra chuyện, ai có thể thay thế chức này nhất? Đương nhiên là Trung Dược Quân. Trung Dược Quân biết việc này không đơn giản, chủ yếu là do y làm thị trưởng quá ngắn, mới chưa đầy 8 tháng. Điều này làm Trung Dược Quân rất buồn bực. Nếu mình có thể làm sớm 2 năm, lại có Chủ tịch Tần ủng hộ, vậy mình lên làm bí thư thị ủy là không có gì phải lo lắng cả. Sau khi biết tin Hoàng Lăng có chuyện, Trung Dược Quân lập tức gọi cho Tần Hạo Nghiên, nhưng Tần Hạo Nghiên chỉ nói ổn định cục diện, yên tâm công tác. Yên tâm công tác còn dễ giải thích, có nghĩa là mình chỉ có thể tiếp tục làm ở vị trí thị trưởng này. Nhưng ổn định cục diện lại có nghĩa khác, đó chính là muốn mình ổn định cục diện chính trị đừng có hỗn loạn, có phải là ám chỉ mình có khả năng không? Nghĩ vậy Trung Dược Quân không khỏi run lên. Tin Hoàng Lăng bị bắt gần như chỉ trong một ngày truyền khắp Ninh Lăng, một vài cán bộ có thông tin đều biết bí thư thị ủy Hoàng Lăng bị bắt. Đây là cơn động đất lớn nhất ở Ninh Lăng trong mấy năm qua. Sức ảnh hưởng nó khác hẳn lần trước khi Lý Đình Nam và Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân bị bắt mấy năm trước. Dù là Trung Dược Quân hay Vưu Liên Hương đều có rất nhiều người đặt câu hỏi, đó chính là ai đến làm bí thư thí thư thị ủy. Đương nhiên hỏi Trung Dược Quân đều là mang tính dò xét, còn hỏi Vưu Liên Hương thì thẳng thắn hơn nhiều. Đương nhiên tâm trạng bộ máy thị ủy Ninh Lăng không tốt mấy. Ví dụ như phó bí thư thị ủy Lục Kiếm Dân và trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm trưởng ban thư ký thị ủy Tiêu Phượng Minh. Bí thư thí thư thị ủy xảy ra chuyện mặc dù từ căn bản không quan hệ gì mấy tới phó bí thư, nhưng Lục Kiếm Dân biết vấn đề Hoàng Lăng bị truy tố là từ khi y tới Ninh Lăng không đầy nửa năm, nói cách khác có một thời gian dài Lục Kiếm Dân làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thì Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện. Mặc dù ủy ban kỷ luật đồng cấp cần giám sát đảng ủy nhưng ai cũng biết chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đồng cấp không thể nào giám sát được bí thư đảng ủy cùng cấp. Chẳng qua đây dù sao cũng là một chuyện, trong đảng đã có quy định, kiểu gì cũng có người lấy việc này ra mà nói. Tiêu Phượng Minh càng không ổn. Hoàng Lăng coi trọng y, từ trưởng ban thư ký trực tiếp nhảy lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ, còn đẩy ngã Lam Quang cùng Lỗ Năng, điều này cũng làm cho ủy ban. Thị ủy Ninh Lăng thấy rõ sự bá đạo của Hoàng Lăng trong vấn đề nhân sự. Bây giờ Hoàng Lăng không ngờ xảy ra chuyện lớn như vậy. Mặc dù Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ không lâu, lúc y làm trưởng ban thư ký thị ủy cũng loáng thoáng nghe một chút Hoàng Lăng có quan hệ mật thiết với giám đốc các công ty. Nhưng Tiêu Phượng Minh vốn nghĩ đối phương đây là quan tâm đến sự phát triển của công ty mà làm như vậy. Mặc dù Tiêu Phượng Minh rất tự tin vì mình không có quan hệ kinh tế mờ ám với Hoàng Lăng. Nhưng y biết trong mắt người khác thì mình chính là thân tín của Hoàng Lăng. Nói cách khác bí thư thị ủy mới tới sẽ dùng ánh mắt gì nhìn mình, điều này sẽ quyết định vận mệnh chính trị sau đây của y. Chưa kết thúc cuộc hội thảo Triệu Quốc Đống đã rời khỏi Ninh Lăng, điều này làm đám người Ngụy Hiểu Lam, Giản Hồng, Tiếu Chiêu Quý gọi điện tới than oán. Đương nhiên trong điện thoại đều nói đến việc Hoàng Lăng xảy ra chuyện. Mọi người đều lo lắng về việc ai tới làm bí thư thị ủy. Mọi người đều không cho rằng Trung Dược Quân sẽ lên, dù sao y làm thị trưởng trong thời gian quá ngắn, bầu làm thị trưởng chưa đầu nửa năm, kinh nghiệm công tác cơ sở thiếu. Có thể nói nửa năm nay Trung Dược Quân chưa làm được gì, không có uy tín và quan hệ mấy ở Ninh Lăng. Ở tình huống đó mà làm bí thư thị ủy đúng là quá đáng. Đương nhiên cũng có người trêu đùa là tiếc khi Triệu Quốc Đống đến Bộ Năng lượng làm việc. Nói nếu Triệu Quốc Đống còn ở An Nguyên thì không chừng tỉnh sẽ điều Triệu Quốc Đống về. Đối với những câu hỏi này, Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ nên chỉ có thể ấp úng nói sang bên mà thôi. Hắn cũng không tiện nói nhiều. Mặc dù Ứng Đông Lưu có ý muốn hắn làm vị trí đó, cũng được Qua Tĩnh ủng hộ nhưng còn có Tần Hạo Nghiên và Yến Nhiên Thiên phản đối. Nhất là Nghiêm Lập Dân do Yến Nhiên Thiên ủng hộ, Nghiêm Lập Dân có quan hệ và uy tín không kém gì hắn ở Ninh Lăng. Thậm chí còn quen thuộc tình hình Ninh Lăng hơn hắn. Điểm yếu duy nhất là Nghiêm Lập Dân chưa từng làm công tác kinh tế. Đây chính là khuyết điểm chết người của y. Triệu Quốc Đống về Bắc Kinh có một ngày rưỡi để giải quyết xong việc của mình. Bộ còn vài công việc do Thái Chánh Dương tự mình giao cho Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương vốn hy vọng Triệu Quốc Đống biểu hiện tốt để được lãnh đạo Trung ương chú trọng. Bây giờ có vẻ đáng tiếc nhưng về lý thuyết có được lãnh đạo coi trọng thì cũng phải làm việc thật đạt thành tích. Vì thế Thái Chánh Dương mới cho phép Triệu Quốc Đống rời đi.
Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống chỉ nói chuyện có nửa tiếng. Buổi trưa hôm sau Qua Tĩnh gọi cho hắn hỏi hắn chiều có thể về An Đô không. Tôi bí thư ứng sẽ nói chuyện với hắn. Dù bận đến mấy Triệu Quốc Đống cũng không thể không về. Trang Quyền tự mình đến lái xe đưa Triệu Quốc Đống đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Hắn đến đây nói chuyện với Qua Tĩnh, sau đó đợi ứng Đông Lưu gọi. Có khẩn trương không? Trang Quyền đúng là rất hâm mộ nhìn Triệu Quốc Đống. Vốn tới An Nguyên tham gia hội thảo, không ngờ chỉ trong nháy mắt sắp thành bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mặc dù Ninh Lăng còn có chênh lệch khá lớn với Hoài Khánh, nhưng dù sao đó cũng là bí thư thị ủy. So sánh với thị trưởng thì tuy chỉ cách nửa bước nhưng đó là cách giữa trời và đất. Ha ha, trưởng ban quyền nói gì thế? Triệu Quốc Đống xoa xoa tay cố làm mình bình tĩnh lại. Có thể không khẩn trương được sao? Nói chuyện với bí thư tỉnh ủy thì sợ là vô số người đều mong chờ mà. Sao tôi lại thấy hốt hoảng đến vậy? Lại đây uống cốc nước đá cho bình tĩnh lại đã. Có lẽ bây giờ trưởng ban Qua đang nói chuyện với bí thư ứng. Sáng mai chính là cuộc họp kín để quyết định. Nghe nói ngoài cậu cho chức bí thư thị ủy Ninh Lăng ra thì còn có ứng viên làm phó bí thư thị ủy An Đô. Trang Quyền cười nói. Phó bí thư thị ủy An Đô. Triệu Quốc Đống hơi động tâm nói. Nghiêm Lập Dân. Ha ha, Quốc Đống, đầu cậu sao mà nhạy bén đến vậy? Trang Quyền không khỏi bội phục linh tính của Triệu Quốc Đống, chỉ nói một câu là hiểu ngay. Phó bí thư thị ủy và chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân An Đô đã để trống một thời gian. Vốn định để sau đại hội đảng tỉnh mới quyết định, bây giờ lại sớm quyết định thì tất nhiên là có vấn đề. Chủ tịch tỉnh Tần đã đồng ý. Triệu Quốc Đống hỏi xong mới thấy mình hơi ngu. Không có gì không thể thỏa thuận được, đây giống như là chiến trường vậy, hôm nay là bạn, mai là địch. Hôm nay là địch, mai lại bắt tay cười nói. Nhìn xem, hỏi một câu đã lộ bài rồi, tôi còn tưởng cậu là thần tiên nữa chứ. Trang Quyền lắc đầu nói. Cậu cho rằng hôm qua cho đến hôm nay trưởng ban Qua đều ở đây chờ họp sao? Triệu Quốc Đống liền hiểu ra và thầm than đây là chính trị, lật tay là có thể tạo thành mưa. Vận mệnh con người cũng là như vậy, đương nhiên lý thuyết cũng còn có ẩn số. Tất cả đều phải thông qua cuộc họp kín sáng mai cùng hội nghị thường vụ tỉnh ủy chiều mai. Quyển 13, chương 14. Cuộc nói chuyện với ứng Đông Lưu kéo dài hơn 2 tiếng, vượt quá dự tính ban đầu. Lúc đầu ứng Đông Lưu chỉ đưa ra 3 vấn đề. Nếu tỉnh ủy để Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, trước mắt hắn sẽ làm gì, sau khi nhận chức sẽ có hành động và ý tưởng gì. Vấn đề cuối cùng chính là mục tiêu của anh là gì. Triệu Quốc Đống cũng đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa còn đã được Qua Tĩnh tập cho. 2 vấn đề trước trả lời khá tốt, chỉ riêng vấn đề cuối cùng là phải do tự hắn. Cuối cùng Triệu Quốc Đống tỏ thái độ là khi mình lãnh đạo Ninh Lăng sẽ khiến Ninh Lăng vọt vào top 3 của tỉnh. Đối với lời khoe khoang này của Triệu Quốc Đống, ứng Đông Lưu tỏ vẻ rất bình tĩnh. Chỉ là hỏi có cách nào để làm được như vậy, Triệu Quốc Đống cũng rất lý trí không nói nhiều, chỉ là nói dựa vào điều kiện hiện có, tiến thêm một bước củng cố địa vị sản nghiệp trụ cột hiện có, đồng thời phải mở rộng đầu óc, tổng hợp quy hoạch, phát triển kinh tế các quận, huyện, tạo ra thêm ngành sản nghiệp trụ cột nữa để hình thành 2 chân, thậm chí 3 chân cùng đi, đảm bảo kinh tế Ninh Lăng phát triển với tốc độ cao. Ứng Đông Lưu cũng biết lúc này Triệu Quốc Đống không dễ tỏ thái độ. Dù sao hắn rời đi Ninh Lăng đã gần 4 năm, rất nhiều tình hình cần tìm hiểu lại một lần nữa. Nhưng Triệu Quốc Đống đưa ra việc củng cố sản nghiệp trụ cột hiện có, tạo ra 1-2 sản nghiệp trụ cột mới làm cho ứng Đông Lưu động tâm. Phải biết rằng để Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng là điều mà ứng Đông Lưu phải gánh vác không ít mạo hiểm và áp lực. Nếu như không thể đạt kỳ tích về kinh tế như Hoàng Lăng, ứng Đông Lưu nhất định sẽ bị người nói xấu sau lưng. Vì thế để Triệu Quốc Đống lên làm bí thư thị ủy thì y đã phải thỏa hiệp và nhượng bộ không ít. Mà Triệu Quốc Đống đưa ra mục tiêu Ninh Lăng sẽ đứng thứ 3 về GDP trong toàn tỉnh là điều làm ứng Đông Lưu vừa hài lòng vừa có chút lo lắng. Ngoài An Đô không nhắc tới, xếp thứ 2, 3 thì trong hơn 10 năm qua Kiến Dương cùng Miên Châu lũng đoạn, các nơi khác không thể đuổi kịp. Bây giờ hy vọng nhất là Hoài Khánh đang phát triển mạnh ngành điện tử thông tin. Ngay cả Lam Sơn cùng Tân Châu muốn đuổi kịp Miên Châu cùng Kiến Dương cũng rất khó khăn. Về phần Ninh Lăng, ứng Đông Lưu chỉ mong nó nhảy vào thứ 5, 6 của tỉnh là đủ rồi. Khi ứng Đông Lưu hỏi Triệu Quốc Đống còn gì cần nói, Triệu Quốc Đống lại đưa ra vấn đề Ninh Lăng không chỉ đứng top 3 toàn tỉnh về GDP, hơn nữa còn đứng top 3 về thu nhập bình quân đầu người, còn phải xây dựng đô thị mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng. Triệu Quốc Đống đưa ra điều này làm ứng Đông Lưu rất ngạc nhiên.
Vì vậy y rất tò mò hỏi cái nhìn của Triệu Quốc Đống ở điểm này. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu quan điểm của mình, đề cập phát triển kinh tế và cuộc sống dân chúng đều cần được coi trọng. Phát triển kinh tế không phải mục đích mà là thủ đoạn phục vụ nâng cao cuộc sống dân chúng. Nếu như chỉ nói đến phát triển mà bỏ qua vấn đề dân sinh đó là bỏ gốc tìm ngọn. Ứng Đông Lưu rất hứng thú với việc mang lại cuộc sống hạnh phúc cho dân chúng. Triệu Quốc Đống cũng giới thiệu hiện nay các quốc gia Âu, Mỹ đã đưa ra chỉ tiêu này. Ứng Đông Lưu cũng nghe nói đến chỉ tiêu hạnh phúc này nhưng không rõ chi tiết. Triệu Quốc Đống cuối cùng đưa ra quan điểm làm cho Ứng Đông Lưu thay đổi không ít cái nhìn về hắn. Ứng Đông Lưu cho rằng Triệu Quốc Đống giỏi làm kinh tế, nhưng không ngờ hắn lại chú ý sâu sắc đến vấn đề dân sinh như vậy, thậm chí khá cùng quan điểm với y. Bắt đầu từ trưa, điện thoại di động của Triệu Quốc Đống không ngừng hoạt động. Từ Bắc Kinh đến An Đô, từ Hoài Khánh đến Ninh Lăng, Triệu Quốc Đống cảm thấy mang nhĩ mình rất nhức. Hội nghị thường vụ tỉnh ủy chưa diễn ra, mới chỉ là cuộc họp kín đã bàn tán xôn xao như vậy. Điều này làm Triệu Quốc Đống than thở thời đại xã hội thông tin không gì có thể giữ bí mật. 2 giờ 30 chiều, Triệu Quốc Đống đúng giờ đến ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, vì đề phòng nên Triệu Quốc Đống còn chuẩn bị thêm một cục pin. Người gọi tới, Triệu Quốc Đống cố gắng nói vài câu rồi xin tắt mắt. Nếu không tiện đùn đẩy thì chỉ có thể nói với giọng nửa đùa nửa thật là đợi điện thoại của lãnh đạo, vì thế đối phương cũng biết ý liên tục xin lỗi và dập máy. Lúc này Triệu Quốc Đống mới cảm thấy tầm quan trọng của thư ký. Ngay cả khi hắn làm thị trưởng Hoài Khánh cũng không cảm nhận sâu đến như vậy. Lệnh Hồ Triều là phó chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hoài Khánh. 29 tuổi đã làm phó chủ tịch huyện chính là lập dị. Triệu Quốc Đống đã tạo trụ cột cho y, về phần sau này như thế nào là do chính y. Có lẽ hắn đến Ninh Lăng thì vấn đề đầu tiên chính là chọn thư ký đáng tin cậy. Hội nghị thường ủy lần này kéo dài chỉ tầm tiếng là kết thúc. Hội nghị cũng không xuất hiện cuộc đấu đá kịch liệt như Triệu Quốc Đống nghĩ, rất nhẹ nhàng được thông qua. Hắn cũng qua đó mà hiểu được đôi chút vấn đề về thỏa hiệp trong chính trị. Quốc Đống, ngồi đi. Vẻ mặt Qua Tĩnh trông rất bình thường, thậm chí còn kém phần nhiệt tình và thân thiện khi Triệu Quốc Đống ở Hoài Khánh, ngược lại khá lạnh nhạt. Trưởng ban Qua, xác định rồi sao? Triệu Quốc Đống có chút cẩn thận nói. Ừ, vậy Qua không? Qua. Nhìn Triệu Quốc Đống, Qua Tĩnh nở nụ cười nói. Sao thế Quốc Đống, tôi nghe người ta nói cậu luôn bình tĩnh mà, sao bây giờ lại thế? Ha ha, trưởng ban Qua, nếu muốn không bị gì ảnh hưởng thì đúng là quá khó khăn. Tôi vẫn cho rằng mình có thể làm được nhưng bây giờ xem ra bản chất tôi vẫn là con người nên không thể ngoại lệ, vẫn bị cảm xúc ảnh hưởng. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Còn mong trưởng ban Qua thông cảm. Đảng viên cũng không phải là giáo đồ không có tình cảm, chỉ là chúng ta cần có một thế giới quan, nhân sinh quan chính xác để dẫn dắt hành vi của mình mà thôi. Làm cán bộ lãnh đạo thì còn cần thêm thành tích quan nữa. Chỉ như vậy cậu mới có thể nắm vững công việc của mình. Hoàng Lăng chính là điển hình, nhân sinh quan xuất hiện thành kiến nên mới vậy, tôi rất đau lòng cho y. Y vốn có tương lai rất tốt vậy mà. Vẻ mặt Qua Tĩnh vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng lại kèm theo chút nuối tiếc. Hoàng Lăng mới 41 tuổi, nghe nói vừa sinh nhật xong. Nếu y không như vậy thì năm nay nhất định sẽ thành phó chủ tịch tỉnh, còn có thể thành thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác y có thể thay Nhâm Vi Phong làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp. Ninh Lăng rất coi trọng Hoàng Lăng, Ứng Đông Lưu cũng có ấn tượng tốt đối với y. Ban tổ chức cán bộ trung ương khảo sát đã xong, có thể nói về trình tự đã xong, chỉ chờ hội nghị. Triệu Quốc Đống gật đầu. Hội nghị thường ủy vừa rồi đã thông qua bổ nhiệm của cậu, nhưng một ít thường vụ vẫn đưa ra kiến nghị với cậu. Qua Tĩnh nhìn thẳng vào Triệu Quốc Đống và nói. Thứ nhất là tác phong, điểm này là tôi nói. Tác phong làm việc của cậu khá giống Hoàng Lăng. Hoàng Lăng sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là do tác phong bá đạo của y. Bí thư thị ủy là lãnh đạo cao nhất, ủy ban kỷ luật đồng cấp giám sát gần như là thiếu, khó thực hiện. Nếu bí thư không tự tu dưỡng mình thì dễ cho rằng ta là ông vua, không chịu quản thúc. Triệu Quốc Đống gật đầu. Qua Tĩnh có thể nói hiểu rõ tính cách của Triệu Quốc Đống. Phải nói Triệu Quốc Đống bị điều chỉnh khỏi Hoài Khánh chính là do tác phong độc đoán của hắn. Điều này cũng khiến Trần Anh Lộc cảm thấy uy hiếp đến quyền uy của bí thư thị ủy nên mới có cơ hội cho kẻ khác. Điểm này Triệu Quốc Đống lúc ở trên bộ đã nghĩ tới rất nhiều lần. Hắn làm như thế nào phát triển đến bước này, Trần Anh Lộc và hắn quan hệ từ lúc trăng mật đến lúc mâu thuẫn, đó đều là kinh nghiệm đáng để tổng kết. Thứ hai phải giỏi bày mưu nghĩ kế, tính toán toàn cục,
phải giỏi tạo đoàn kết, đây là nhất trí chung của các thường vụ, cũng là hy vọng của bí thư ứng với cậu. Triệu Quốc Đống gật đầu đồng ý. Điểm thứ hai này mới là quan trọng nhất, có lẽ hội nghị thường ủy đều có vẻ ngồi nhìn xem hắn có thể thành công ngưng tụ bộ máy Ninh Lăng vượt qua cơn khó khăn này hay không. Quyển 13, chương 15. Ra khỏi ban tổ chức cán bộ, Triệu Quốc Đống thấy có chút mờ mịt không biết mình nên đi đâu. Sáng mai hắn phải tới ban tổ chức cán bộ, do phó trưởng ban thường trực Trang Quyền đưa hắn tới Ninh Lăng nhận chức. Đúng là tức cười, khi hắn đến Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực thì do trưởng ban tổ chức cán bộ đưa. Lần này hắn đi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng lại do phó trưởng ban thường trực đưa. Đương nhiên Triệu Quốc Đống không nghĩ ngợi gì ở điểm này. Theo hắn thấy đây là sách lược của lãnh đạo, lúc nào do ai đi bổ nhiệm cũng là sự vi diệu. Nếu như nói mình đến Hoài Khánh làm còn cần qua Tĩnh là trưởng ban tổ chức cán bộ đến tạo thanh thế, như vậy về Ninh Lăng lại không cần như vậy. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng lên xe, hắn ngồi trong xe nhìn quanh rồi nghĩ lại đã có hơn nửa năm mình không tới trụ sở tỉnh ủy này. Bắt đầu từ ngày mai quốc lộ 915 lại là con đường hắn hay qua lại như trước kia. Hắn đột nhiên nghĩ tới điện thoại của mình sao lại im như vậy, hắn mới nhớ ra lúc vào văn phòng qua Tĩnh liền tắt máy. Hắn cũng không buồn bật vì muốn có một giấc ngủ yên thân. Anh sẽ về Ninh Lăng. Trình Nhược Lâm và La Băng đều kinh ngạc nói. Làm bí thư thị ủy. Ừ, hội nghị thường vụ tỉnh ủy đã thông qua, sáng mai anh sẽ đến ban tổ chức cán bộ báo danh rồi đến Ninh Lăng nhận chức. Triệu Quốc Đống ngồi trên sofa mà trong lòng vẫn không thể bình tĩnh lại. Tại sao anh muốn về Ninh Lăng? Ở trên bộ không phải tốt hơn sao? Trình Nhược Lâm đã không còn là Trình Nhược Lâm trước đây. Mấy năm qua cô gặp được nhiều điều. Theo cô thấy Triệu Quốc Đống ở trên bộ năng lượng tốt hơn về Ninh Lăng nhiều. Mặc dù cô từ Ninh Lăng đi ra nhưng sau khi thấy được các thành phố phát triển, cô càng thấy Ninh Lăng quá chênh lệch với những nơi này. Theo cô nói những vị khách quý tham gia hội thảo lần này ở Ninh Lăng sẽ cảm thấy mình không thể quen sống ở Ninh Lăng. La Băng cũng khẽ nhíu mày vì không hiểu sao Triệu Quốc Đống lại về Ninh Lăng. Mặc dù cô hy vọng Triệu Quốc Đống về An Nguyên, nhưng về Ninh Lăng lại là điều cô ngạc nhiên. Chẳng qua Triệu Quốc Đống chọn như thế nào thì cô đều không phản đối. Cũng như em vậy, tại sao em đang làm tốt ở Hoa Lâm lại lên đài truyền hình An Nguyên? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu. Người đi lên chỗ cao, nước chảy chỗ trũng mà. Trình Nhược Lâm nhíu mày nói nhưng đến đây lại bị Triệu Quốc Đống ngăn lại. Ý em là anh từ bộ về Ninh Lăng là đi xuống chỗ thấp? Không. Cao thấp không thể dùng vị trí địa lý mà phán đoán, cũng không thể lấy công việc mà phân biệt, phải xem nó có phù hợp lý tưởng của mình hay không, có cung cấp sân khấu cho mình hay không. Ý của anh là Ninh Lăng có thể cung cấp sân khấu cho anh. Trình Nhược Lâm nói, bộ thì anh cũng có thể làm việc được, có thể nói thẳng quan điểm của mình ra, đưa ra quy hoạch. Nhưng muốn áp dụng thì một cục trưởng không thể làm nổi, dù là phó bộ trưởng cũng chưa chắc có thể. Cho nên anh cảm thấy tâm nguyện của mình ở bộ năng lượng đã đủ. Triệu Quốc Đống một bên cầm miếng dưa La Băng đưa cho, cắn một miếng rồi nói tiếp. Ninh Lăng coi như nơi anh bắt đầu, anh rất có tình cảm với nơi này. Hơn nữa thực tế mà nói anh đã dồn nhiều tâm trí vào Ninh Lăng. Từ Hoa Lâm đến Tây Giang đều có tâm huyết của anh. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng 2 năm qua không chậm nhưng có nhiều nguy hiểm sau lưng. Ninh Lăng còn chênh lệch nhiều với các nơi khác. Anh muốn cố gắng vì sự phát triển của Ninh Lăng. Anh muốn nơi anh lưu luyến thay đổi hoàn toàn dưới sự cố gắng của anh, làm cho nơi này càng thêm phồn vinh, vùng nông thôn càng thêm giàu có. Đây là tâm nguyện của anh, về phần khác anh không suy nghĩ quá nhiều. Câu nói này của Triệu Quốc Đống làm tim Trình Nhược Lâm, La Băng đập rất mạnh. Người đàn ông này không phải như quan chức bình thường chỉ chăm chăm lên chức, trong lòng hắn có tình cảm chân thành, hy vọng thay đổi bộ mặt một nơi. Làm cho dân chúng ở đó có thể sống tốt và hạnh phúc hơn nữa. Chỉ riêng tâm nguyện này đủ để che nấp đủ khuyết điểm khác của hắn. Cũng chỉ có người đàn ông như vậy mới có thể hấp dẫn hai cô ở bên. Nhìn hai người phụ nữ nhìn mình, Triệu Quốc Đống hoàn toàn không ngờ câu vừa rồi của mình lại làm hai cô nhìn với ánh mắt nóng bỏng đến thế. Đến khi không nghe thấy hai cô nói gì, Triệu Quốc Đống mới phát hiện ra điểm khác lạ. Má La Băng đỏ ửng, cô đưa một quả anh đào vào miệng Triệu Quốc Đống. Làm hắn không nhịn được nghĩ đến mình đang nhấm nháp điểm đỏ của cô. Trình Nhược Lâm lại nhìn hắn với ánh mắt đủ làm tan rã trái tim, đôi chân thon dài đặt sát chân hắn, khẽ giãy giụa. Trang Quyền nhìn Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Xe Chevrolet này của ban tổ chức cán bộ 3 năm trước Triệu Quốc Đống đã ngồi,
nó chứng kiến hành trình hắn tới Hoài Khánh, bây giờ lại đưa hắn tới Ninh Lăng. Tối qua sao gọi không được, có phải đến đâu điên đảo không? Trang Quyền hôm nay mặc áo sơ mi cộc tay màu xám trông khá giống người làm ở trong công ty nào đó. Trưởng ban, tôi chỉ là không cho rằng nghe điện nhiều ảnh hưởng đến giấc ngủ nên tắt sớm thôi mà. Dù sao chưa chính thức nhận chức, Ninh Lăng dù có chuyện gì cũng không tìm tới tôi mà. Về phần trong bộ mặc dù còn chưa miễn chức tôi nhưng ở đó tuyệt đối không có chuyện khẩn cấp xảy ra. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nói. Tối qua đúng là hắn điên đến nửa đêm, cũng may hắn chưa bao giờ bị ảnh hưởng tinh thần vì việc này. Ồ, qua hôm nay điện thoại di động của cậu sợ không thể tắt, lúc nào cũng có người cầm giúp cậu. Trang Quyền dựa lưng vào ghế và nói. Tầm 1 giờ 30 là tới, chưa ăn ở Kim Lương vậy. Đến nơi sẽ tiến hành hội nghị thường ủy mở rộng, chủ yếu là gặp mặt các thường vụ thị ủy và phó thị trưởng cùng lãnh đạo đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, sau đó 2 giờ 30 sẽ tiến hành đại hội cán bộ toàn thị xã, cậu chuẩn bị một chút. Tôi hiểu, trưởng ban, bây giờ tôi vẫn chưa rõ tình hình cán bộ bên Ninh Lăng. Tôi đã đi gần 4 năm rồi mà. Triệu Quốc Đống cười nói. Cán bộ huyện thay đổi nhiều, có lẽ cậu phải tự đi tìm hiểu. Chẳng qua thị xã biến hóa không nhiều, ngoài chủ nhiệm ủy ban kỷ luật toàn lực Chí là từ Chánh văn phòng thanh tra tỉnh xuống ra, những người khác tôi nghĩ cậu cũng biết. Thị trưởng Trung Dược Quân cậu biết, phó bí thư thị ủy Lục Kiếm Dân, phó thị trưởng Vưu Liên Hương, trưởng ban tổ chức cán bộ Tiêu Phượng Minh, trưởng ban tuyên giáo Mao Bình, bí thư đảng ủy chính pháp Lam Quang, tư lệnh quân khu Lý Nguyên Khánh cậu cũng biết mà. Ngoài ra còn có phó thị trưởng Lý Đại Phú, phó thị trưởng Phú Quyên thì chắc cậu cũng biết. Có thể chỉ có phó thị trưởng Trúc Văn Khôi điều từ Tân Châu sang cậu không biết. Ngoài ra còn phó thị trưởng Văn Xuyên Hải điều từ Tổng Giám đốc Tập đoàn An Cương tới thì có lẽ cậu không quen. Hai vị phó thị trưởng này đúng là tôi chưa từng gặp. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Tập đoàn An Cương đã từng cử một đoàn khảo sát đến Hoài Khánh một lần. Bọn họ chủ yếu khảo sát hoàn cảnh đầu tư ở Lâm Giang, muốn xây dựng công ty thép ở đây. Sau đó hình như chưa đàm phán xong nên bọn họ không đầu tư vào đó. Quyển 13, chương 16. Gặp hay chưa không quá quan trọng là phải nhanh chóng quen thuộc tình hình. Trang Quyền xua tay nói. Ninh Lăng đã thay đổi không ít so với 3 năm trước, nhất là xu thế phát triển kinh tế. Chẳng qua nghe nói năm ngoái bắt đầu đã giảm xuống nhưng tốc độ vẫn đứng thứ 5 cả tỉnh. Tổng GDP năm ngoái đứng thứ 9, gần như một năm tiến một bậc. Điều này cũng tạo áp lực lớn cho mấy thị xã xếp trước Ninh Lăng. Hồ trưởng ban, hình như anh đang gây áp lực cho tôi. Triệu Quốc Đống không phải hoàn toàn không biết tình hình Ninh Lăng hiện nay. Trang Quyền nói đúng, mấy năm trước Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng kinh tế xếp top 3 cả tỉnh. Một lần chỉ thấp hơn Vĩnh Lương, năm 98 và 2000 đứng thứ 2, năm 99 còn vươn lên thứ nhất. Chẳng qua năm 2001 kinh tế các nơi trong toàn tỉnh đều tăng nhanh. Vì thế tốc độ tăng trưởng của Ninh Lăng xuống thứ 5. Ha ha, tôi không có quyền lực thêm trọng trách cho cậu, muốn thêm chỉ có tự cậu thêm cho mình. Mấy tháng đầu năm nay Vĩnh Lương tăng trưởng quá nhanh, nhưng tổng tài sản đầu tư, giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng GDP của Hoài Khánh vượt qua Vĩnh Lương. Hoài Khánh và Vĩnh Lương vượt xa các thị xã, thành phố khác. Ando xếp thứ 3 cũng không chậm, nhưng thấp hơn 2 thị xã đứng đầu kia 6%. Trang Quyền cười nói. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Trưởng ban, lãnh đạo cũng nghĩ như anh thì tôi chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chỉ tiêu không phải vẽ ra được mà dựa vào đầu tư thực sự. GDP đúng là kẻ đáng ghét, không biết giết bao tế bào thần kinh, cũng là do tiêu chuẩn khảo sát cán bộ của ban tổ chức cán bộ các anh quá nghiêng về một phía nên mới thành thế. Hừ, Quốc Đống, cậu đừng ở đó mà kêu gào. Kinh tế xã hội, ban tổ chức cán bộ khảo sát cán bộ không lấy chỉ tiêu kinh tế để đánh giá cán bộ. Vậy cậu nói dựa vào cái gì xem năng lực lãnh đạo tốt hay xấu? Trang Quyền hỏi lại. Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì. Ở thời đại lấy phát triển kinh tế làm trung tâm này, anh muốn ban tổ chức cán bộ thay đổi tiêu chuẩn đánh giá cán bộ lãnh đạo là không thực tế, hoặc là nói phát triển kinh tế chưa được đánh giá một cách khoa học lại thì anh muốn thay đổi quan niệm này sẽ dễ bị coi là kẻ lập dị. Trưởng ban, xem ra chúng ta cần dành thời gian để bàn về việc này. Ha ha, tôi xin chiều. Trang Quyền cười ha hả nói. Ai cũng nói cậu lên Bắc Kinh sẽ học thêm không ít thứ, tôi cũng muốn học tập thêm. Chờ cậu qua thời gian bận rộn này thì hai chúng ta phải cân nhắc một chút mới được. Tôi cũng thấy lấy phát triển kinh tế để khảo sát cán bộ lãnh đạo chỉ có thể là một yếu tố mà thôi.
nhưng muốn thay đổi tình hình hiện nay thì phải còn cần suy xét kỹ lưỡng mới được. Vậy cũng được, chờ tôi hết bận nhất định sẽ ngồi bàn với anh. Nếu thật sự đưa ra gì mới thì có thể thí điểm ở Ninh Lăng chúng tôi. Triệu Quốc Đống cười nói. Không vấn đề gì, nếu thật sự có vấn đề gì mới thì tôi sẽ nói chuyện với trưởng ban qua và bí thư Yến. Trang Quyền vỗ ngực nói. Xe chạy qua một con đường hình vòng cung với những khu trồng hoa ở Vĩnh Lương và vòng vào quốc lộ 915. Đây là thị xã Ninh Lăng muốn thay đổi con đường quốc lộ 915 thông qua nội thành khiến nội thành khói bụi và ồn ào nên mới xây dựng đại lộ hoàn thành này. Cách làm này khá giống so với quy hoạch đô thị ở Hoài Khánh, chỉ là quy mô ở Vĩnh Lương còn kém xa so với Hoài Khánh. Thay đổi ở Vĩnh Lương khá rõ ràng. So với 2 năm trước đi qua Vĩnh Lương đầy khói bụi thì hoàn cảnh đô thị ở Vĩnh Lương bây giờ mặc dù vẫn xấu gần nhất tỉnh nhưng đã tốt hơn nhiều. Ít nhất Vĩnh Lương đã nghiêm khắc cấm xe tải vào nội thành, yêu cầu các công ty có biện pháp bảo vệ môi trường nên cũng đạt tác dụng khá rõ. Đương nhiên điều này là do kinh tế đang hồi phục nên mới được như vậy. Xe vòng chạy đến huyện Kim Lương phía đông Vĩnh Lương rồi dừng lại ăn, sau đó lại tiếp tục chạy tới Ninh Lăng. Trong đó Trang Quyền cũng giới thiệu qua Triệu Quốc Đống về việc tỉnh sắp tổ chức đại hội đảng. Ninh Lăng chưa tổ chức đại hội đảng thị xã nhưng mọi công tác chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ hội nghị thu hút đầu tư khu vực An Đông xong sẽ tiến hành. Không ngờ tạm thời lại xảy ra chuyện này khiến tỉnh cũng khó xử. Trang Quyền cũng dặn Triệu Quốc Đống sau khi nhận chức phải lập tức nhanh chóng xử lý việc này, chọn ra đại biểu đảm bảo đại hội đảng lần 9 của tỉnh An Nguyên diễn ra thuận lợi. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết đây là việc rất quan trọng đối với nền chính trị toàn tỉnh, cũng là rất quan trọng đối với Ninh Lăng. Xe chạy vào thị ủy Ninh Lăng, phó bí thư thị ủy, thị trưởng Trung Dược Quân sớm dẫn đầu bộ máy đến đón. Triệu Quốc Đống ở trên xe nhìn thấy Trung Dược Quân đứng trên cùng nói chuyện gì đó với chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân, Khuất Quan Tài. Chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã, Lâm Thanh cùng phó bí thư thị ủy Lục Kiếm Dân thảo luận gì đó. Mấy lãnh đạo thị xã khác đều tụm năm tụm ba đứng bên. Đến khi xe vào trụ sở, mọi người mới đứng lại đội hình. Xe dừng trước cửa, nhân viên phục vụ sớm đi lên mở cửa. Trang Quyền xuống đầu tiên bắt tay Trung Dược Quân, Khuất Quan Tài, Lâm Thanh, Lục Kiếm Dân, sau đó Triệu Quốc Đống mới từ trên xe xuống. Thị trưởng Trung, không cần tôi giới thiệu chứ. Ha ha trưởng ban Trang, không cần. Bí thư Triệu, chào mừng, chào mừng. Trung Dược Quân cười cười đưa hai tay ra. Thị trưởng Trung quá khách khí rồi, sau này hai chúng ta đứng chung chiến hào mà. Triệu Quốc Đống cũng cười cười bắt tay đối phương. Chủ nhiệm Khuất, Chủ tịch Lâm, hai vị lão lãnh đạo vẫn khỏe chứ? Triệu Quốc Đống cười cười đi lên bắt tay Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh. Khuất Quan Tài cùng Lâm Thanh đều là lão lãnh đạo khi Triệu Quốc Đống còn công tác ở Ninh Lăng trước đây. Lúc ấy một là phó bí thư thị ủy trước Tương Uẩn Hoa. Một là trưởng ban tổ chức cán bộ trước Mục Cương. Tính cách hai vị này đều tốt, sau khi sang Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thì ít quan tâm việc ở thị ủy, ủy ban thị xã, không giống chủ nhiệm và chủ tịch hai đơn vị này ở một số nơi mặc dù đã sang Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân mà vẫn còn muốn phát huy, sức lực còn lại. Số lãnh đạo khác phần lớn Triệu Quốc Đống đều quen, khi nhìn thấy phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân thị xã. Là Đại Hải, Triệu Quốc Đống có chút kích động. Sau khi rời khỏi Ninh Lăng, hắn chưa gặp vị lãnh đạo này nữa. Lúc ở Tây Giang, Triệu Quốc Đống cũng hay đến chỗ La Đại Hải chơi. La Đại Hải sau khi đến Đại hội đại biểu nhân dân liền mê câu cá. Khi Triệu Quốc Đống và Trung Dược Quân cùng Trang Quyền đi vào phòng hội nghị thị ủy, những người khác cũng vào theo. Trang Quyền ngồi chính giữa tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Cùng lúc ấy Trang Quyền cũng đơn giản thông báo ý đồ bổ nhiệm của tỉnh ủy đối với Triệu Quốc Đống, cũng thông báo qua tình hình vụ án Hoàng Lăng. Trung Dược Quân đầu tiên tỏ thái độ nghiêm túc chấp hành quyết định của tỉnh ủy, tỏ vẻ trân trọng và quan tâm đồng chí Triệu Quốc Đống khi làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mấy câu nói quen thuộc trình tự này làm Triệu Quốc Đống nhớ lại lúc mình cùng đi Trương Thiên Phóng đến làm bí thư quận ủy Tây Giang, cùng là đối mặt đồng nghiệp, chỉ là bây giờ hắn thành bí thư thị ủy. Hắn đối mặt không chỉ là mấy trăm ngàn dân chúng Tây Giang mà là muốn đối mặt hơn 5,4 triệu dân Ninh Lăng. Tất cả làm Triệu Quốc Đống rất xuất sắc, cuộc đời con người như một vòng luân hồi trở về Ninh Lăng. Quyển 13, chương 17. Nói thật ngồi ở đây tôi rất kích động, nhiều người ngồi đây đã từng là lão lãnh đạo, đồng nghiệp cũ, bạn bè cũ của tôi. Tôi đến Ninh Lăng công tác từ năm 1995, đến cuối năm 1998 rời đi.
Ninh Lăng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, làm tôi nhớ nhất chính là lúc cùng sống và làm việc với các đồng chí. Hơn 3 năm trước tôi rời khỏi Ninh Lăng, tôi đã từng hy vọng mình có thể tiếp tục ở lại Ninh Lăng công tác, nhưng tổ chức điều tôi tới Hoài Khánh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình còn có cơ hội một lần nữa trở lại Ninh Lăng công tác. Nhưng hôm nay tổ chức cho tôi cơ hội này, tôi sẽ rất quý trọng nó. Hội nghị do Phó Bí thư Thị ủy, Thị trường Trung Dược Quân chủ trì. Sau khi Trang Quyền tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống bắt đầu phát biểu. Triệu Quốc Đống không cầm bản thảo, thậm chí trước đó hắn cũng không chuẩn bị gì. Bởi vì hắn tin mình đủ cảm xúc để nói. Hội nghị diễn ra chỉ trong vòng nửa tiếng. Sau khi tiễn Trang Quyền, Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân tiến vào trụ sở thị ủy. Những người khác đều biết bí thư và thị trưởng có chuyện cần trao đổi nên biết ý rời đi. Thị trường Dược Quân, sợ là rất bất ngờ phải không? Triệu Quốc Đống cười nói. Trung Dược Quân gật đầu nói. Đúng là có chút ngạc nhiên. Hoàng Lăng xảy ra chuyện là điều không ai ngờ đến, tôi thậm chí không chuẩn bị gì về tư tưởng. Hơn nữa lại đúng đợt hội nghị thu hút đầu tư nên chuyện rất nhiều, tôi không thể nghĩ đến việc gì khác. Ha ha, không ngờ lại là anh tới, đúng là điều làm người ta mừng rỡ. Mừng rỡ, sợ rằng trong bộ máy thị xã Ninh Lăng này không có hai người chính thức vui mừng khi mình về. Ai muốn người có tác phong làm việc như Hoàng Lăng đến Ninh Lăng cơ chứ? Triệu Quốc Đống nhìn thoáng qua vị thị trưởng trông khá nho nhã này. Đây chính là người cùng làm việc với hắn mấy năm tới. Ninh Lăng có thể phát triển được như thế nào là do sự hợp tác của đôi bên. Nhưng sự hợp tác này ở nhiều nơi là không quá hòa hợp, làm như thế nào để đoàn kết lại với mục tiêu chung là điều mà bí thư thị ủy là Triệu Quốc Đống cần phải tính toán. Thị trường Dược Quân, nói thật chỉ sợ tôi càng bất ngờ hơn anh. Tôi tới tham gia cuộc hội thảo của Bộ Năng lượng ở Ninh Lăng. Bên kia tỉnh lại bố trí như vậy. Tôi không biết mình có phải mình về nên khiến lãnh đạo nghĩ tới tôi hay không. Vì thế mới điều tôi tới vị trí này. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói. Đây đúng là chưa chuẩn bị tư tưởng mà đã bị ăn một gậy vào đầu. Trung Dược Quân cười thầm trong lòng, đánh vào đâu. Ha ha, từ này dùng tốt nhưng không biết ai mới bị ăn gậy. Có lẽ là Nghiêm Lập Dân. Trước đó Trung Dược Quân sau một lúc hưng phấn liền rất nhanh biết mình không có cơ hội nào trong lần này. Lý lịch quá ít là vết thương chí mạng của y, cho nên y đã nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình. Nghiêm Lập Dân vốn có thể nhất, thậm chí thị ủy, ủy ban đã đồn đãi về việc này nhưng tỉnh ủy không cho lời đồn phát triển mà lập tức bổ nhiệm Triệu Quốc Đống. Nghe thấy Triệu Quốc Đống đến làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, phản ứng hai cấp thị xã, quận, huyện là khá mạnh. Đương nhiên đó không phải là kiên quyết phản đối vì điều này ai dám lộ ra. Hầu hết là mọi người vừa mong chờ vừa kính sợ. Khi Trung Dược Quân nhạy cảm nhận ra điều này, y cũng rất kinh ngạc. Triệu Quốc Đống trước đó khi làm việc ở Ninh Lăng thì không phải lãnh đạo thị ủy ban chính thức, chỉ làm thường vụ thị ủy kiêm bí thư quận ủy Tây Giang một năm mà thôi. Theo Trung Dược Quân thấy một bí thư quận ủy kiêm thường vụ thị ủy thì sẽ không có quyền lên tiếng gì ở thị ủy, thường chỉ xếp cuối cùng và giơ tay cho có. Hơn nữa Triệu Quốc Đống làm thường vụ thị ủy Ninh Lăng trong thời gian ngắn, chỉ một năm là rời khỏi Ninh Lăng. Có thể nói hắn chưa ngồi ấm mông ở chức thường vụ đã đi, tại sao trong thị xã lại phản ứng mạnh như vậy khi hắn đến? Từ trưởng ban thư ký có quan hệ mật thiết với mình, Trung Dược Quân đã nghe nói qua về sự tích của Triệu Quốc Đống khi còn ở Ninh Lăng. Nhất là ân oán giữa hắn với Nghiêm Lập Dân, mâu thuẫn với Lục Kiếm Dân. Nhất là có một lần nghe nói Triệu Quốc Đống nổi giận trong hội nghị thường ủy. Điều này càng lộ rõ sự bá đạo của Triệu Quốc Đống. Hợp tác với bí thư thị ủy như vậy có lẽ chính là sự dày vò. Cứng rắn, bá đạo mà cố chấp, hơn nữa còn rất nhạy cảm tiến lên, theo Trung Dược Quân thấy còn khó ở chung hơn Hoàng Lăng. Chẳng qua điều duy nhất làm Trung Dược Quân thấy an ủi chính là nghe nói khi Triệu Quốc Đống điều tới làm bí thư quận ủy Tây Giang thì đã hợp tác rất tốt với chủ tịch quận Tằng Lệnh Thuần, điều này làm y rất tò mò. Y tới Ninh Lăng đã được hơn nửa năm. Đã tiếp xúc vài lần với Tằng Lệnh Thuần và thấy người này theo lý thuyết không phải là kẻ chỉ biết gật đầu vâng dạ. Triệu Quốc Đống có thể kiêm chức thường vụ thị ủy mà quan hệ tốt với Tằng Lệnh Thuần, như vậy hắn không hoàn toàn ngang ngược bá đạo như lời đồn mới đúng. Tất cả đều là đồn đoán, chỉ có chính thức tiếp xúc mới thấy bộ mặt thật của hắn. Tiêu Phượng Minh lúc này lại có chút lo lắng. Thân phận của y bây giờ có chút xấu hổ, trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm trưởng ban thư ký thị ủy. Lúc Hoàng Lăng còn đương chức vẫn không xác định ai làm trưởng ban thư ký, bên ngoài có mấy lời đồn, có mấy ứng viên nhưng Tiêu Phượng Minh biết Hoàng Lăng dự định sau đại hội đảng tỉnh mới chọn.
Tiêu Phượng Minh và Triệu Quốc Đống không phải không có quan hệ gì. Khi Triệu Quốc Đống làm chủ tịch huyện Hoa Lâm, y cũng đã là bí thư huyện ủy Khuê Dương, lúc họp thường xuyên gặp mặt nhau. Tiêu Phượng Minh và chủ tịch huyện Lưu Như Hoài có quan hệ tốt, Lưu Như Hoài lại từng học chung trường đảng với Triệu Quốc Đống, đương nhiên quan hệ đó bây giờ thoạt nhìn đã khá xa cách. Trưởng ban tổ chức cán bộ kiêm trưởng ban thư ký thoạt nhìn thì oai, nhưng Tiêu Phượng Minh lại biết nó ẩn chứa nguy cơ rất lớn. Bây giờ Triệu Quốc Đống lên, hắn sẽ thấy như thế nào về việc này? Trong mắt nhiều người mình là người của Hoàng Lăng, nếu như Triệu Quốc Đống cũng nhìn như vậy thì sao? Bí thư Triệu, ngài xem về vấn đề thư ký của ngài, ngài có ai thích hợp không? Tiêu Phượng Minh đến văn phòng Triệu Quốc Đống và hỏi, y cảm thấy mình cũng không cần quá khúm núm vì dù sao mình cũng là thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Phượng Minh ngồi đi, chúng ta đã có mấy năm không gặp rồi. Tôi nhớ nhất là lúc cùng ngồi nói chuyện với anh, khi ấy Khuê Dương có hai hạng mục lớn còn che đậy sợ các huyện xung quanh đoạt mất. Lúc ấy anh và chủ tịch Như Hoài còn sợ tôi lộ tin nữa chứ. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, bí thư Triệu đúng là nhớ rất kỹ. Tập đoàn Long Thịnh đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Long Thịnh, bây giờ đã là nguồn thu thuế lớn của Khuê Dương. Trạm phát điện Vọng Nguyện năm ngoái đã xây dựng xong, tổ máy số 1 đã phát điện, tổ máy số 2 năm nay sẽ đi vào hành động. Đây đều là những động lực thúc đẩy kinh tế huyện. Khuê Dương hai năm nay phát triển rất tốt, bí thư huyện ủy bây giờ là Tằng Khả Phàm phải không? Triệu Quốc Đống cố nhớ lại tư liệu về các bí thư, chủ tịch huyện mà mình biết. Tằng Khả Phàm là trưởng ban thư ký ủy ban thị xã khi Thư Chí Cao còn làm thị trưởng. Khi Thư Chí Cao đi đã bố trí Tằng Khả Phàm đến Khuê Dương. Đúng, bây giờ Ninh Lăng chúng ta có hai bí thư Tằng. Một là bí thư Tằng Lệnh Thuần, một là bí thư Tằng Khả Phàm. Hiện nay Tây Giang, Hoa Lâm, Khuê Dương đang đứng top 3 kinh tế toàn thị xã. Tiêu Phượng Minh cười đáp. Quyển 13, chương 18. Ồ, tôi đi mấy năm mà xem ra cán bộ thị xã cũng không thay đổi mấy, chẳng qua lãnh đạo quận, huyện thì có nhiều người tôi không quá quen. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Vấn đề thư ký thì anh chọn hộ tôi xem trong văn phòng thị ủy có ai thích hợp không. Còn lái xe thì tôi thấy Lão Bành khá ổn. Tiêu Phượng Minh gật đầu. Bành Trường Quý sau khi được điều tới tổ lái xe văn phòng thị ủy liền được giao lái xe Toyota Kesida mà thị ủy mới mua. Không ngờ Triệu Quốc Đống vừa về lại muốn Bành Trường Quý lái xe cho mình. Xem ra Triệu Quốc Đống rất tin Bành Trường Quý. Tôi sẽ chọn một vài ứng viên thư ký cho ngài, cuối cùng còn mời ngài quyết định. Ngoài ra là xe ngài ngồi, không biết ngài thích xe gì, thị ủy sẽ bố trí. Tiêu Phượng Minh nói. Ừ, xe Hoàng Lăng tôi thấy cũng được. Không cần mua xe mới làm gì, đổi lại biển số xe, sửa lại một chút rồi giao cho Lão Bành là được. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy sao được? Tiêu Phượng Minh có chút giật mình. Xe Audi A62, không tê của Hoàng Lăng đã đi đúng là rất tốt, xe mới mua năm nay. Nhưng làm bí thư sau không ai đi xe người trước, đó là thông lệ. Hơn nữa Hoàng Lăng còn bị bắt nên càng kiêng kỵ hơn nữa. Có gì mà không được chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Anh sao còn mê tín như vậy chứ? Tôi không quá để ý mấy cái này. Cứ xe đó đi, đổi lại một biển bình thường một chút, tôi thấy xe này vẫn còn mới. Bí thư Triệu, tôi thấy ngài hay là đổi xe khác thì tốt hơn. Tài chính Ninh Lăng mặc dù không dư giả mấy nhưng mua một chiếc xe cũng không vấn đề gì. Tiêu Phượng Minh do dự một chút rồi nói. Không cần, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Hội nghị đại hội đảng chuẩn bị đến đâu rồi? Trước đó đã chuẩn bị xong nhưng Hoàng Lăng bị bắt nên cần điều chỉnh một chút. Người đề cử ngài xem có cần điều chỉnh lại hay không? Tiêu Phượng Minh nói. Ừ, như vậy đi. Sáng mai mời bí thư Lục Kiếm Dân và bí thư Lực Trí đến đây một chuyến, chúng ta nghiên cứu về đề cử lần này. Đây là việc rất quan trọng, không thể kéo dài. Triệu Quốc Đống có chút đau đầu về việc này. Chuyện của Hoàng Lăng trên tỉnh thông báo rất hàm hồ. Trước khi đến Ninh Lăng hắn đã hỏi chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Vĩnh Đào về việc có ai liên quan đến vụ việc của Hoàng Lăng hay không. Nhưng Lưu Vĩnh Đào không trả lời rõ ràng, chỉ nói nhất định có cán bộ lãnh đạo dính vào nhưng còn cần điều tra. Nhưng vấn đề bây giờ là đại hội đảng tỉnh sắp diễn ra. Nếu như Ninh Lăng chọn đại biểu xong lại bị ban kỷ luật tỉnh bắt đi thì đúng là quá mất mặt. Triệu Quốc Đống cũng thử hỏi Lưu Vĩnh Đào xem có lãnh đạo cấp thị xã dính vào không. Điểm này Lưu Vĩnh Đào trả lời khá rõ ràng, căn cứ đầu mối hiện có thì không phát hiện thành viên bộ máy thị xã liên quan tới. Vậy 9 giờ sáng mai ngài thấy sao?
Tiêu Phượng Minh lặng lẽ nhớ vài việc Triệu Quốc Đống phân công và trong lòng thấy hơi là lạ. Tiêu Phượng Minh cũng nhận ra điểm do dự trong giọng Triệu Quốc Đống. Tất nhiên đây là lo chọn người xong lại lọt vào danh sách đen của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nhưng đây cũng là điều khó xác định, Ủy ban Kỷ luật tỉnh không có câu trả lời rõ ràng cơ mà. Bành Trường Quý khi nhận được điện của tổ trưởng tổ lái xe thì y đang lau xe. Xe Kesida này khá được, có thể nói Nhật Bản sản xuất xe đều tốt cả. Trưởng ban thư ký Tiêu gọi tôi. Bành Trường Quý có chút buồn bực nhưng thấy ánh mắt hâm mộ của tổ trưởng nhìn liền hiểu ra đôi chút. Bí thư Triệu đã về, hơn nữa còn làm bí thư thị ủy, đây không phải là công việc của mình thay đổi đó chứ. Ừ, đi nhanh đi, anh giao lại chìa khóa xe này, đây là chìa khóa xe 33, bí thư Triệu đến nên muốn anh làm lái xe cho ngài. Không biết bí thư Triệu có đổi xe hay không nên anh cứ cầm tạm chìa khóa xe trước. Tổ trưởng đưa chìa khóa cho Bành Trường Quý, cũng thuận tay cầm lại chìa khóa xe Kesida. Bành Trường Quý cũng không nói nhiều mà đi thẳng tới văn phòng Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh vẫn còn phòng làm việc ở văn phòng thị ủy, thậm chí thời gian ở đây nhiều hơn bên kia. Người ở văn phòng cũng quen gọi y là trưởng ban thư ký Tiêu. Trưởng ban thư ký Tiêu, ngài tìm tôi. Bành Trường Quý vào văn phòng Tiêu Phượng Minh, lúc này Tiêu Phượng Minh đang suy nghĩ xem mai nên đưa ra đề cử như thế nào với Triệu Quốc Đống. Ừ, chắc anh cũng biết bí thư Triệu tới nên muốn anh làm lái xe. Bây giờ công việc của anh sẽ được điều chỉnh một chút, chỉ phụ trách lái xe cho bí thư Triệu. Tiêu Phượng Minh dừng một chút rồi nói tiếp. Ý của bí thư Triệu là không đổi xe, tiếp tục đi xe 33 kia, nhưng biển số cần đổi lại. Tôi đã gọi cho đội cảnh sát giao thông, mai anh sang đó làm thủ tục, ngoài ra cũng nên đổi lại nội thất trong xe. Vâng, cảm ơn trưởng ban thư ký Tiêu. Bành Trường Quý nói. Anh tới văn phòng bí thư Triệu xem có yêu cầu gì không? Tiêu Phượng Minh suy nghĩ một chút rồi nói. Người đi mấy năm thì kiểu gì chẳng có thay đổi, bảo Bành Trường Quý đến tự hỏi là tốt nhất. Bí thư Triệu, tôi đúng là không ngờ ngài còn về Ninh Lăng. Bành Trường Quý có chút giật mình khi Triệu Quốc Đống tự rót nước cho mình. Ngồi đi lão Bành, ngay cả tôi cũng không ngờ mình lại về. Triệu Quốc Đống tin Bành Trường Quý này. Một số bí mật của hắn, Bành Trường Quý cũng biết. Ví dụ như quan hệ với Trình Nhược Lâm cùng với việc hắn thi thoảng đến biệt thự Thiền Loan đều do Bành Trường Quý đưa tới. Nhưng dù là khi hắn ở Ninh Lăng hay đã rời đi mà vẫn không có tin đồn nào, điều này làm hắn rất vui mừng. Bí thư Triệu, ngài lần này về chắc phải ở Ninh Lăng mấy năm chứ? Bành Trường Quý cười ha hả nói. Ngài ở đây bao lâu, lão Bành này làm lái xe cho ngài từng đó. Ngài có việc gì cứ sai bảo là được. Ha ha, nhất định sẽ thường xuyên làm phiền anh. Anh biết tôi là người nhiều chuyện mà, Ninh Lăng lại xa An Đô như vậy, coi như vất vả anh. Triệu Quốc Đống cũng biết lần này có lẽ mình phải ở Ninh Lăng lâu hơn lúc ở Hoài Khánh nhiều, không có 3 năm đừng mong đi đâu. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ nhiều, có thể kiên định quy hoạch phát triển Ninh Lăng. Bí thư Triệu, ngài đừng nói như vậy, tôi không giỏi gì, chỉ biết lái xe mà thôi. Ngài bây giờ làm bí thư thị ủy sợ là càng bận hơn trước. Tôi không giúp được gì chỉ có thể lái xe cho ngài. Bành Trường Quý thật lòng nói. Không nói chuyện này nữa, nhà anh vẫn khỏe chứ? Cũng được ạ, vợ tôi ở Hoa Lâm không muốn lên đây, con tôi đang học đại học, năm nay sẽ tốt nghiệp. Ồ, nhanh thật đó, con anh học trường gì, khoa gì? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Nó học đại học sư phạm An Nguyên, khoa lịch sử. Bành Trường Quý nói. Khoa này khá chuyên nghiệp. Ngoài đi dạy thì có lẽ chỉ vào làm nhà nước mà thôi. Triệu Quốc Đống nhìn ra được sự lo lắng của Bành Trường Quý nên cười nói. Có phải anh lo con trai sau khi tốt nghiệp không tìm được việc phải không? Không cần lo lắng, đám trẻ đã lớn, có con đường đi của mình mà. Đương nhiên nếu thật sự khó khăn thì báo tôi một câu. Bành Trường Quý vui mừng ra mặt, năng lực của Triệu Quốc Đống như thế nào thì y biết. Ngay cả con mã bản quý trước đây cũng nhờ Triệu Quốc Đống mà được ở lại thành phố An Đô. Triệu Quốc Đống mà mở miệng nói thì việc con của mình ở lại An Đô làm việc là không có vấn đề gì khó khăn cả. Quyển 13, chương 19. Thư ký đúng là một vấn đề với Triệu Quốc Đống. Muốn chọn thư ký vừa ý như lệnh Hồ Triều là không dễ, đây là cần duyên phận. Hắn biết Tiêu Phượng Minh sẽ chọn vài người cho mình chọn. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng không có bao thành kiến với Tiêu Phượng Minh nhưng thư ký riêng của hắn thì đối phương bố trí cho cũng không quá thích hợp. Chẳng qua việc này vẫn phải do Tiêu Phượng Minh phụ trách vì y còn kiêm chức trưởng ban thư ký thị ủy.
trưởng ban thư ký cũng là một vấn đề. Triệu Quốc Đống trước khi đến Ninh Lăng đã từng nghĩ có phải nên để Tiêu Phượng Minh về chức trưởng ban thư ký, còn để người khác làm trưởng ban tổ chức cán bộ không? Nhưng cuối cùng hắn thấy chuyện này không ổn. Không nói trên tỉnh không chấp nhận cách làm trái quy củ này, nếu hắn làm như vậy thì sẽ tạo ra một kẻ địch trong thị ủy, hơn nữa là kẻ địch không chết không thôi. Triệu Quốc Đống cũng tin tưởng mình tuyệt đối nhanh chóng nắm giữ hội nghị thường ủy. Hơn nữa hắn cũng có ấn tượng khá tốt với Tiêu Phượng Minh. Chỉ cần Tiêu Phượng Minh thuận lợi qua cửa ủy ban kỷ luật tỉnh, không liên quan gì đến vụ án của Hoàng Lăng gia thì Triệu Quốc Đống cũng không ngại do Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Tiêu Phượng Minh làm trưởng ban tổ chức cán bộ, như vậy chức trưởng ban thư ký thị ủy sẽ do ai đảm nhiệm? Chức trưởng ban thư ký thị ủy tương đương người phụ trách chung của thị ủy, mọi chuyện to nhỏ của thị ủy đều do người này bố trí. Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy cũng có nhiều công việc cần trưởng ban thư ký bố trí. Đây là nhân vật rất quan trọng, từ góc độ nào đó mà nói chọn trưởng ban thư ký tốt hay xấu sẽ liên quan đến hiệu suất làm việc của thị ủy. Trong yêu cầu của Triệu Quốc Đống, người làm trưởng ban thư ký phải là người rộng lượng, linh hoạt, hơn nữa còn một điểm rất quan trọng là hòa hợp với hắn. Triệu Quốc Đống cũng có sự lựa chọn thích hợp nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm một chút. Trang Quyền lúc ở Ninh Lăng đã thoáng đề cập với hắn, nói hắn số đỏ. Triệu Quốc Đống lúc đầu có chút kinh ngạc vì mình bị đẩy vào chỗ khó khăn là Ninh Lăng, vậy mà nói mình số đỏ là sao? Sau đó hắn mới hiểu ý Trang Quyền, Tiêu Phượng Minh kiêm hai chức, như vậy chức trưởng ban thư ký thị ủy nhất định sẽ phải được phân công mới. Đây chính là cho Triệu Quốc Đống một cơ hội, chứ nếu có người khác vào vị trí này rồi, Triệu Quốc Đống chẳng lẽ đuổi người ta đi? Hơn nữa Mao Bình cuối năm sẽ đến tuổi, theo thông lệ chị ta sẽ sang làm phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân. Chẳng qua Triệu Quốc Đống nghe nói Mao Bình đang tích cực vận động muốn đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân làm chủ tịch thay Lâm Thanh. Có lẽ chuyện này Triệu Quốc Đống cũng cần phối hợp với Mao Bình một chút. Như vậy chức trưởng ban tuyên giáo chính là một thứ để Triệu Quốc Đống trao đổi. Nếu nhìn từ góc độ này mà nói thì Triệu Quốc Đống cảm thấy số mình đúng là may. Hai ứng viên cho chức thường vụ thị ủy đều tiến hành điều chỉnh sau khi hắn nhận chức. Đương nhiên điều này còn gặp khó khăn ở trên tỉnh nên hắn không rõ là cán bộ từ ngoài phái tới hay là từ cán bộ địa phương. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên. Hắn lấy ra nhìn, hóa ra Giản Hồng gọi tới. Giản Hồng có lẽ bị Vưu Liên Hương ảnh hưởng nên mặc dù sớm đã làm phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng sau khi Tông Kiến xuống quận Tây Giang, chị ta cũng không thể thành chánh văn phòng thị ủy. Giản Hồng cũng rất cố gắng công tác, chẳng qua lãnh đạo chủ yếu lại có ý kiến. Giản Hồng à, tôi có ở văn phòng, sao lại khách khí như vậy, đến là được. Bỏ máy xuống, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Giản Hồng có lẽ là người đầu tiên chủ động gọi cho mình. Mặc dù khi hắn chưa chính thức nhận thức đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, nhưng sau khi hắn nhận chức thì không ai gọi tới. Dù là ai cũng cần thời gian giảm sóc để quen với thân phận đã thay đổi của hắn, một lần nữa xác định quan hệ hai bên. Tâm trạng Giản Hồng lúc này cũng phức tạp. Cô không muốn đến văn phòng Triệu Quốc Đống vào lúc này, mặc dù cô là người Triệu hệ. Bí thư Triệu mới tới nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào, nhất là xem những người vốn là Triệu hệ. Có lẽ bản thân bí thư Triệu cũng rất kiêng kỵ những người có quan hệ mật thiết với hắn liên lạc quá sớm với hắn. Nhưng Tiêu Phượng Minh phân công cô không thể không nghe, dù sao đối phương cũng là trưởng ban thư ký thị ủy, là lãnh đạo trực tiếp của cô. Bí thư Triệu, Giản Hồng đến rồi sao? Sao lâu không gặp nên xa lạ sao? Có phải là cảm thấy thân phận tôi thay đổi nên không còn quan hệ tốt như trước? Triệu Quốc Đống rất dễ dàng từ vẻ câu nệ của Giản Hồng mà nhìn ra vấn đề nên cười ha hả nói. Bí thư Triệu, tôi. Giản Hồng hơi nóng mặt, giọng điệu khôi hài của Triệu Quốc Đống đã giảm không ít áp lực. Ngồi đi, tôi bây giờ không có thư ký nên chỉ tự rót nước cho mình. Văn phòng Triệu Quốc Đống là văn phòng Hoàng Lăng trước đây đã dùng nhưng đã được sửa lại đôi chút. Bí thư Triệu, trưởng ban Tiêu bảo tôi tới hỏi ý ngài một chút. Bây giờ trong văn phòng thị ủy có 3 ứng viên làm thư ký cho ngài, muốn hỏi ngài xem ai thích hợp. Giản Hồng cố cười nói. Ồ, nhanh như vậy đã chọn người giúp tôi rồi sao? Được, không có một thư ký đúng là không tiện. Giản Hồng, chị chọn thay tôi đi. Giản Hồng cũng là người đáng tin, ít nhất khi chọn thư ký thì chắc không vấn đề gì. Cái này chủ yếu xem ý của ngài. Trong 3 người có một từ bên thị đoàn mới chuyển sang, một vẫn công tác ở văn phòng thị ủy, một mới điều từ văn phòng ủy ban thương hóa lên. Giản Hồng có chút do dự,
Tiêu Phượng Minh bảo cô đến báo cáo việc chọn thư ký cho Triệu Quốc Đống làm cô khá lo lắng. Dù sao thư ký của bí thư thị ủy có bao người nhìn chằm chằm vào đó. Từ đâu tới không quan trọng, quan trọng chính là xem ai thích hợp hơn. Chuyện này tôi giao cho chị. Không nói chuyện này nữa, nói về chị xem, công việc gần đây thế nào. Tôi rất tốt, trong văn phòng thị ủy có 4 phó trưởng ban thư ký, mỗi người có trách nhiệm riêng. Tôi phụ trách phòng lịch sử đảng và phòng kiểm tra. Giản Hồng gật đầu nói. Cái gì mà tốt, tôi đâu phải hỏi phân công công việc của văn phòng thị ủy. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Được rồi, hôm nay tôi không nói chị, về suy nghĩ kỹ đi. Sau đây tôi sẽ nghe các vị phó trưởng ban thư ký báo cáo công việc. Giản Hồng cũng không biết sao biểu hiện hôm nay của mình kém đến như vậy, nói vài câu đã làm cho Triệu Quốc Đống không hài lòng. Lúc ra đầu óc cô vẫn còn mờ mịt, đến khi về cô mới nghĩ ra Triệu Quốc Đống bảo cô quyết định chọn thư ký cho hắn. Nhưng việc này đâu dễ làm. Cô không có quyết định nhưng bên Tiêu Phượng Minh lại muốn chờ cô nhanh đưa ra kết quả. Giản Hồng cảm thấy hôm nay mình quá ngu ngốc, đến văn phòng bí thư Triệu mà chẳng làm được gì, còn gặp vấn đề khó khăn nữa chứ. Vưu tỷ, chị nói tôi nên làm như thế nào bây giờ? Giản Hồng chỉ có thể cắn răng hỏi ý kiến Vưu Liên Hương. Vưu Liên Hương nghe điện là biết có việc gì. Tiêu Phượng Minh không biết rõ tính cách của Triệu Quốc Đống, không dám tự tiện chọn thư ký cho hắn. Nếu chọn không tốt, Triệu Quốc Đống chủ động yêu cầu đổi thư ký thì y sẽ mất mặt. Cho nên mới đẩy Giản Hồng ra, vừa có thể thông qua Giản Hồng hiểu tính cách Triệu Quốc Đống. Việc này đơn giản mà, cô cứ làm theo lời hắn, chọn một người cho hắn. Tính cách của hắn thì cô cũng biết mà, chọn người kiên định, trầm tính, linh tính, tuổi nhỏ một chút không sao mà. Vưu Liên Hương cười hì hì nói. Quyển 13, chương 20. Triệu Quốc Đống đầy nghiêm túc nghe điện, hắn chỉ đến cuối cùng mới cắn răng nói. Xin lãnh đạo yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hai người trong 3 người còn lại trong văn phòng đều tái mặt. Chỉ có chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Toàn Lực Chí là vẫn bình tĩnh nhìn tờ danh sách trong tay. Toàn Lực Chí là cán bộ từ thanh tra tỉnh đi xuống, tuổi không cao, mới gần 40. Y tới Ninh Lăng được 1 năm và vẫn khá nhũn nhặn, ngoài xuất hiện trong các cuộc họp ra thì gần như không hề xuất hiện trước mặt công chúng. Nghe nói lúc ấy Hoàng Lăng cũng rất không hài lòng với vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật này. 1 năm qua khi Toàn Lực Chí tới Ninh Lăng, bên ủy ban kỷ luật đã chỉnh đốn tác phong làm việc khá tốt. Chẳng qua việc điều tra các vụ án ở quận, huyện và các ban ngành lại đếm trên đầu ngón tay. Hoàng Lăng thậm chí còn phê bình ủy ban kỷ luật thiếu sức sáng tạo trong công việc, chỉ biết đi làm đúng giờ. Chẳng qua như vậy vẫn không làm Toàn Lực Chí thay đổi. Lực Chí, chuyện này anh bố trí một chút, các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh đang trên đường tới Ninh Lăng. Nếu cần anh có thể gọi thêm người bên cục công an, cam đoan không có sơ sót gì. Triệu Quốc Đống nhìn Toàn Lực Chí và nói. Bọn họ hôm nay muốn bắt Phương Bá Đào cùng Cung Tự Thành. Hai người Tiêu Phượng Minh, Lục Kiếm Dân ngồi ngẩn ra như bị hóa đá. Phương Bá Đào năm trước mới được điều từ chủ tịch quận Đông Giang sang làm bí thư huyện ủy Thổ Thành, là ngôi sao chính trị mới ở Ninh Lăng. Cung Tự Thành là phó bí thư Phong Đình, hơn nữa mới từ chức trưởng ban tổ chức cán bộ sang làm phó bí thư chưa lâu. Phương Bá Đào là đồng hương với Hoàng Lăng, hơn nữa hai người này vẫn rất thân thiết. Xảy ra chuyện là điều hai người vẫn có dự cảm từ trước. Nhưng Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện vài ngày, hai người vốn nghĩ Vương Bá Đào không dính vào, vậy mà bây giờ lại sắp bị bắt. Về phần Cung Tự Thành là người công tác nhiều năm ở Phong Đình, làm trưởng ban tổ chức cán bộ đã hơn 6 năm, mới được đề bạt làm phó bí thư huyện ủy. Toàn Lực Chí gập sổ lại đính lên và nói. Bí thư Triệu, tôi đi trước, tôi nghĩ cũng nên điều vài người bên viện kiểm sát phối hợp mới được. Anh tự quyết định. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Bản danh sách này tôi sẽ cầm đi xem một chút, đến lúc ấy tôi sẽ thông báo tình hình với trưởng ban Tiêu. Toàn Lực Chí nói xong liền đi ngay. Lúc này dù Lục Kiếm Dân và Lục Kiếm Dân có ngu cũng biết vấn đề là từ đâu. Nhìn Toàn Lực Chí bình tĩnh rời đi mà bọn họ không khỏi run lên. Hoàng Lăng xong đời cũng không oan. Lục Kiếm Dân thế mới biết chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Toàn Lực Chí này đúng là chuyên nghiệp, mình so sánh với y đúng là không cùng cấp độ. Đừng nhìn Lục Kiếm Dân ở chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đã phá vài vụ án, đừng nhìn Toàn Lực Chí nửa năm qua không làm gì nhưng vừa ra tay đã tạo thành cơn động đất ở Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống ngoài mặt tuy bình thường nhưng trong lòng cũng đang khá phức tạp. Thực ra sau khi hắn biết Hoàng Lăng xảy ra chuyện thì vẫn suy nghĩ Hoàng Lăng thua trong tay ai.
ra mặt mặc dù là ủy ban kỷ luật tỉnh nhưng Triệu Quốc Đống biết cách làm việc của Hoàng Lăng. Có thể nói Hoàng Lăng khá cẩn thận, dù có tin đồn nhưng muốn tìm được chứng cứ là không dễ. Nhất là Ninh Lăng ở xa trung tâm, lại phát triển kinh tế rất nhanh khiến uy tín của Hoàng Lăng ở đây rất cao, lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy cũng rất cao, làm như thế nào lại có kẻ túm được Hoàng Lăng. Hắn vẫn rất khó hiểu về việc này. Ủy ban kỷ luật tỉnh tuyệt đối không vô duyên vô cớ muốn điều tra Hoàng Lăng. Mặc dù có chút đơn tố giác nhưng Ủy ban kỷ luật tỉnh cũng tuyệt đối không thể dựa vào lời đồn mà điều tra bí thư thị ủy là không thực tế. Muốn động vào nhân vật như Hoàng Lăng thì nếu không có bí thư tỉnh ủy gật đầu là không thể. Thậm chí còn cần thông báo lên Ủy ban kỷ luật Trung ương và Ban tổ chức cán bộ Trung ương. Phải biết rằng Hoàng Lăng đã được xác định vào thường vụ tỉnh ủy khóa tới, hơn nữa đã qua việc khảo sát, nói khó nghe một chút chính là chỉ còn kém đại hội đảng nữa mà thôi. Chỉ còn một tháng nữa là đến đại hội đảng tỉnh mà lại bắt Hoàng Lăng, không sợ ảnh hưởng đến cục diện chính trị thì điều này nhất định có chứng cứ rất cụ thể mới được. Nhìn Lục Kiếm Dân và Lục Kiếm Dân đều đang thất thần, Triệu Quốc Đống cũng rất xúc động. Danh sách đề cử ủy viên đại hội đảng có cả Vương Bá Đào, đây mới là bước đầu. Bây giờ khiến bí thư huyện ủy Thổ Thành và phó bí thư huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Phong Đình bị thiếu, đây chính là gõ một gậy vào đầu Triệu Quốc Đống. Mặc dù chuyện không quan hệ gì với hắn nhưng anh phải lập tức bố trí người tiếp nhận công việc này, chậm trễ không được. Mà bây giờ hắn lại hoàn toàn không biết về cán bộ lãnh đạo cấp quận, huyện ở Ninh Lăng ngoài Tây Giang và Hoa Lâm. Chẳng lẽ chỉ nghe theo Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân? Không nói Lục Kiếm Dân, Lục Kiếm Dân có ý đồ gì không, chỉ làm mà không có chuẩn bị là điều hắn tuyệt đối không muốn làm. Tự làm bậy, không thể sống. Triệu Quốc Đống gõ mạnh tay vào bàn khiến Lục Kiếm Dân. Lục Kiếm Dân mới tỉnh lại đôi chút. Bí thư Triệu, là vụ án của Hoàng Lăng. Lục Kiếm Dân trầm giọng nói, chỉ có thể là vụ án Hoàng Lăng, nếu không Liêu Vĩnh Đào sẽ không trực tiếp gọi cho Triệu Quốc Đống. Điều này làm Lục Kiếm Dân có chút buồn bực. Ừ, còn không biết bao người nữa đây. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Trưởng Ban Trang đã nói chuyện liên quan không rộng mà. Lục Kiếm Dân nuốt nước bọt mới nói. Đúng thế. Cán bộ cấp phó huyện trở lên của Ninh Lăng có bao nhiêu? Mới có hai người dính vào thì đâu là lớn. Vấn đề nằm ở chỗ nó cứ đứt quãng không kết thúc thì chúng ta triển khai công việc như thế nào? Lục Kiếm Dân có chút không cam lòng nói. Đại hội đảng tỉnh lập tức sẽ diễn ra, danh sách đề cử đại biểu của chúng ta không xác định được thì đi họp kiểu gì? Tôi cũng thấy thế, đầu tiên cứ định ra danh sách vì đại hội đảng thị xã không thể kéo dài được. Đến thứ sáu tuần sau là phải xác định được đại biểu tham gia đại hội đảng tỉnh. Triệu Quốc Đống vung tay lên nói. Về phần ủy ban kỷ luật còn điều tra ra gì nữa không thì chúng ta đến lúc đó sẽ điều chỉnh. Vậy cũng được nhưng mà bí thư Triệu, Vương Bá Đào bị hủy bỏ tư cách đề cử đại biểu, vậy cũng phải nhanh chóng xác định đại biểu bên Thổ Thành mới được. Lục Kiếm Dân gật đầu đưa ra vấn đề khác. Triệu Quốc Đống cũng đã suy nghĩ việc này. Bí thư từng quận. Huyện là người được xác định tham gia đại hội đảng tỉnh. Bây giờ Vương Bá Đào bị bắt thì ai thay thế? Nếu như chọn chủ tịch huyện hoặc phó bí thư huyện ủy tham gia thì dễ tạo ra phán đoán không cần thiết. Như vậy đi Kiếm Dân, Phượng Minh, hai anh xem ai thích hợp một chút. Bên Phong Đình có thể tạm gác lại nhưng Thổ Thành không thể trì hoãn. Phải mau chóng xác định bí thư huyện ủy Thổ Thành, tranh thủ trước thứ sáu tiến hành giải quyết vấn đề này. Triệu Quốc Đống quyết đoán nói. Lục Kiếm Dân cùng Tiêu Phượng Minh gật đầu. Sau khi Lục Kiếm Dân rời đi, Triệu Quốc Đống ngồi đó mà suy nghĩ. Biến cố này phá vỡ bố trí của Triệu Quốc Đống. Hắn vốn không định nhanh chóng thay đổi nhân sự đến như vậy. Hắn hy vọng có thể thông qua một thời gian khảo sát rồi tổng hợp cân bằng một chút. Dù sao hắn đã rời khỏi Ninh Lăng gần 4 năm, bí thư, chủ tịch các quận, huyện có nhiều người hắn rất lạ. Ngoài cán bộ Hoa Lâm và Tây Giang còn quen một chút ra. Các quận, huyện khác hắn không quen. Nhưng bây giờ Vương Bá Đào bị bắt làm Triệu Quốc Đống phải đối mặt thực tế. Thổ Thành là cửa phía tây của Ninh Lăng, sản xuất nông nghiệp có điều kiện khá tốt nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn chỉ đứng giữa mà thôi. Vương Bá Đào được Hoàng Lăng bố trí tới Thổ Thành để chuẩn bị thay đổi tình hình, không ngờ cơn gió lốc lại tới nhanh như vậy. Ở vấn đề nhân sự, Triệu Quốc Đống vốn định hỏi ý kiến Vưu Liên Hương trước đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Nhưng hiện nay hắn không muốn dựa vào Vưu Liên Hương quá nhiều, như vậy sẽ tạo thành thói quen không tốt. Hắn hy vọng dựa vào phán đoán và quan sát của mình hơn. Đương nhiên nghe một chút đề nghị cũng có thể nhưng chỉ có thể là người đứng ở góc độ khách quan mà thôi.
Một bí thư huyện ủy khác với những chức vụ khác, khi chọn một bí thư huyện ủy tốt thì nó có thể quyết định thành bại trong công việc của huyện đó. Quyển 13, chương 21. Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành bị ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi đã khiến Ninh Lăng càng thêm chấn động. Trúc Văn Khôi mặt mày sa sầm lại, ngay cả thư ký cũng không dám vào. Trúc Văn Khôi biết có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào sau lưng mình, đợi xem mình bao giờ bị bắt. Nhưng Trúc Văn Khôi không thèm để ý. Trúc Văn Khôi y có thể làm phó thị trưởng Ninh Lăng này không phải dựa vào Hoàng Lăng đề bạt. Sau khi Hoàng Lăng rời khỏi Tân Châu, y ở huyện Tân Âm vẫn làm tốt. Dù là bí thư thị ủy Tân Châu Tôn Nghĩa Phu cũng phải thừa nhận y làm ở đó vẫn khiến kinh tế huyện phát triển nhanh. Đương nhiên Trúc Văn Khôi cũng phải thừa nhận mình đến làm phó thị trưởng Ninh Lăng cũng là do Hoàng Lăng giúp một chút. Nếu không cán bộ dự bị vẫn chỉ là dự bị đến bao giờ lại là việc khác. Mặc dù bên ngoài có lời đồn nhưng Trúc Văn Khôi không thẹn với lương tâm. Y từ Tân Châu đến Ninh Lăng không lâu, năm ngoái phụ trách mảng an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tiếp dân. Năm nay Ủy ban thị xã điều chỉnh phân công công việc, y mới nhận mảng đất đai, xây dựng thành thị và giao thông từ tay Lý Đại Phú mới vào thường vụ. Hoàng Lăng là người như thế nào thì Trúc Văn Khôi biết đôi chút. Y không muốn đánh giá nhưng Hoàng Lăng có ơn giúp y, điểm này dù đối mặt với bí thư thị ủy hay thị trưởng mới, Trúc Văn Khôi cũng dám nói. Ở Tân Châu, Tôn Nghĩa Phu có chút thành kiến với y, là vì y có quan điểm khá giống với Hoàng Lăng. Y ở Tân Châu mấy năm nhưng vẫn không được đề bạt, dù những người cùng thời đã được thành thường vụ thị ủy hoặc phó thị trưởng. Nếu không phải Hoàng Lăng thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy điều y tới Ninh Lăng thì có lẽ Trúc Văn Khôi cho rằng mình vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí bí thư huyện ủy huyện Tân Âm. Trúc Văn Khôi thậm chí có cảm giác mơ hồ năm nay Hoàng Lăng đề nghị ủy ban thị xã điều chỉnh phân công công việc, để mình phụ trách mảng đất đai, xây dựng thành thị cùng giao thông là có ý đồ của y. Chỉ là Hoàng Lăng chưa bao giờ có ám chỉ gì, có lẽ chưa kịp ám chỉ. Điều này làm Trúc Văn Khôi cảm thấy mình khá may mắn. Y không biết nếu Hoàng Lăng yêu cầu và ám chỉ thì mình có thể kiên trì không vượt qua nguyên tắc không. Nhưng Hoàng Lăng bị bắt vẫn làm Trúc Văn Khôi khiếp sợ, đồng thời cũng giật mình. Hoàng Lăng là người có thể làm việc, điểm này dù là cán bộ ở tỉnh hay Ninh Lăng đều có thể thấy. Chẳng qua có thể làm việc không có nghĩa mỗi một điểm anh đều vượt qua kiểm tra. Hoàng Lăng ngã, bây giờ Vương Bá Đào cùng Cung Tự Thành cũng bị bắt, vậy mình thì sao? Có thể bị liên lụy bởi việc này không? Y trước đó không có qua lại gì với Triệu Quốc Đống, thậm chí gặp cũng mới là lần đầu. Đối phương dù không chọn ra tật xấu của mình nhưng nếu yêu cầu ủy ban thị xã điều chỉnh phân công công việc của mình, điều mình về mấy ngành không quan trọng như tiếp dân, lưu trữ thì sao? Cốc cốc, tiếng gõ cửa làm Trúc Văn Khôi tỉnh lại, y không nhịn được nói. Có chuyện gì? Thư ký cẩn thận đẩy cửa đi vào nói. Thị trưởng Trúc, vừa nãy Vân Duệ gọi tới nói bí thư Triệu mời ngài đến văn phòng bí thư Triệu. Vân Duệ, Trúc Văn Khôi trong lúc nhất thời không nghĩ ra là ai. Văn phòng thị ủy có thông báo nói Vân Duệ đã làm thư ký của bí thư Triệu. Thư ký nói, ừ, tôi biết rồi. Trúc Văn Khôi nhíu mày nói. Triệu Quốc Đống không biết mình mời Trúc Văn Khôi tới lại làm đối phương suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn chỉ là thấy thư ký Vân Duệ đặt bản quy hoạch của bên ủy ban đưa sang nên mới gọi Trúc Văn Khôi tới. Bản quy hoạch tài nguyên đất cho sản xuất công nghiệp của Trúc Văn Khôi đưa ra khá sáng tạo, nhất là việc tổng hợp tài nguyên đất ở khu khai phát Ninh Lăng, khu công nghiệp Lâm Cảng, khu Hà Nam quận Tây Giang. Tăng cường thống nhất quy hoạch và xây dựng phương tiện trụ cột. Trúc Văn Khôi phụ trách mảng đất đai, xây dựng thành thị cùng giao thông, hơn nữa mới phụ trách không lâu mà đã đưa ra được như thế này là khá hiếm có. Bây giờ Triệu Quốc Đống còn không dám chắc phương án quy hoạch này có khoa học không. Nhưng hắn nhìn qua thì thấy có chút ý tưởng mới mẻ, không giống như mấy quy hoạch khơi khơi, tư tưởng thì tốt nhưng áp dụng vào thực tế lại không được là bao. Bí thư Triệu, ngài tìm tôi. Ừ, ngồi đi lão Trúc. Triệu Quốc Đống cười cười đứng lên ra hiệu đối phương ngồi xuống. Hắn cũng rất tự nhiên ngồi xuống ghế. Lão Trúc mới đến Ninh Lăng năm trước. Triệu Quốc Đống bóc bao thuốc mời Trúc Văn Khôi. Ừ, tháng 10 năm trước, khi đó bí thư Triệu đã rời khỏi Ninh Lăng được 2 năm. Trúc Văn Khôi cũng không hề khách khí cầm thuốc châm hút. Ồ, Tân Châu là nơi tốt, tôi đã tới mấy lần. Điều kiện còn đẹp hơn Ninh Lăng, phương tiện trụ cột cũng tốt. Tân Châu đúng là tốt. Nhưng nếu nói điều kiện tốt hơn Ninh Lăng thì chưa chắc. Trúc Văn Khôi cũng đã nghĩ thông, không việc gì phải phụ họa, hùa theo đối phương. Ồ,
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Trúc Văn Khôi. Tân Châu là nơi giao nhau của đường sắt An Nam, An Quế và Tây Liễu, hơn nữa còn có cảng Tân Châu, lại có cao tốc An Quế thông ra biến, điều kiện thủy điện tốt, cũng là nơi tốt để trồng cây nông nghiệp á nhiệt đới. Ninh Lăng chúng ta mặc dù không kém nhưng vẫn kém hơn Tân Châu đôi chút. Ha ha, Bí thư Triệu, ngài đây là nâng uy phong người khác, giảm sĩ khí của mình. Ninh Lăng chúng ta nằm ở giao điểm An Tương, từ trước đến giờ vẫn là trung tâm qua lại giữa An Đông, Tương Tây, vị trí địa lý rất quan trọng. Bây giờ đường sắt Tây Liễu đã nối liền Bắc Nam, Bắc có thể đến Tần Lũng, Nam tiếp Bát Quế, còn cả đường sắt An Tương năm sau sẽ xong sẽ nối liền năm quận, huyện của Ninh Lăng chúng ta. Cảng Ninh Lăng cũng sắp hoàn thành, năng lực cho tàu thuyền ra vào tăng lên rất nhiều. Có thể nói Ninh Lăng không thẹn là trung tâm của An Đông, Tương Tây. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ Trúc Văn Khôi này lại tranh cãi với mình, chẳng qua hắn cũng phải thừa nhận Trúc Văn Khôi nói có lý.